hai tay chân ma pháp tướng vung vẩy, hai tay bắn ra khí tức của mình, hai màu phù văn sáng lên. Ầm ầm, hai lực lượng dung hợp vào nhau, lúc này một đạo linh áp hình thành trước người của hắn. Rầm 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 oanh, luân hồi đao sinh sinh bất tức, gợn sóng vô cùng chém xuống, đều rơi vào cánh tay linh áp, thế không thể phá. Dưới đao quang va chạm, tất cả đều bị chấn nát, hóa thành khí lãng đầy trời. Đồng thời hai tay chân ma pháp tướng bắt quyết, chém một cái, ầm ầm một tiếng, lập tức ngăn cản hư ảnh đại chuyển bàn hạ xuống. Cái gì? Đồng tử quỷ vương co lại, hắn dốc sức liều mạng, mà đối phương ra chiêu tùy ý là có thể ngăn cản được. Sắc mặt Lý Vân Tiêu phát lạnh, suy cười một tiếng. Trên mặt dường như là ma đầu bất diệt, cười lạnh không dứt. Hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, bí quyết ngưng tụ vòng xoáy tinh vân, không ngừng có lực lượng khủng bố tản ra. Cả thiên địa như giao chiến với nhau, tất cả mơ hồ và muốn sụp đổ. Toàn thân quỷ vương run rẩy một chút, trong nội tâm hoảng hốt. Không gian này chính là đại chuyển bàn, nếu sụp đổ chẳng khác gì khí hủy người chết. Muốn chiến thắng ta, vĩnh viễn không có khả năng. Quỷ vương nổi giận hét lớn. Chảm chảm chảm, chảm thành mây khói cho ta. Luân hồi đao đánh thẳng vào linh áp, bắn ra hào quang đầy trời, đa số người bị dư âm ảnh hưởng thổ huyết. Trong nội tâm Long Thiên Miểu hoảng sợ, không ngừng rút thiên phượng chi lực. Lúc này toàn thân của hắn run lên, chân long lực dường như bị cái gì đó áp chế, vậy mà vận chuyển khó khăn. Trong lòng của hắn chấn động mãnh liệt, phải biết rằng long uy của hắn ngay cả luân hồi lực cũng áp chế không nổi, rốt cuộc là lực lượng gì áp chế hắn. Chỉ thấy hai tay của chân ma pháp tướng, trong kim quang vàng đen của tinh vân kia có binh khí hiện ra, thanh đao toàn thân ngâm đen. Trên thân đao khắc đầy đường vân, mơ hồ có hình người và thú, chỉnh thể ảm đạm không ánh sáng, hắc đao hàng lâm, cả không gian sụp đổ, không gian tán loạn. Toàn thân kỳ thắng phong căng lên, trong nháy mắt đao kia xuất hiện, vậy mà bịch quỳ xuống, thân thể run rẩy kịch liệt, bộ dáng sợ hãi. Sư phó ngươi. Bạc Phú Kình kinh hãi, tuy đao kia rất cổ quái, từ khi xuất hiện đã làm tốc độ nứt vỡ của thiên địa gia tốc, nhưng cũng chưa từng làm sư phụ của hắn quỳ xuống. Kỳ Thắng Phong dường như căn bản không có nghe thấy hắn lời nói, mà là khủng bố rung giọng nói. Sáu đạo ma binh, sáu đạo ma binh, A Hàm Trảm Cốt Đao. Bạc Phú Kình cả kinh, vội hỏi. Sư phó, cái gì là sáu đạo ma binh? Thân thể Kỳ Thắng Phong như điên lên, chỉ là không ngừng run rẩy, giống như mất đi ý thức. Bạc Phú Kình biết rõ căn bản hỏi không ra cái gì, chỉ có thể lo lắng nhân qua bầu trời. Bốn phía đã bắt đầu nứt vỡ. Không gian bên ngoài không ngừng hiện ra, lực trói buộc mọi người cũng giảm đi. Mọi người đều đại hỉ, không ít người cười như điên, nhịn không được phóng qua vết nứt. Đáng chết, bổn vương không tin. Quỷ vương giận dữ, mình đã làm rất tốt, hơn nữa tất cả đều dựa theo kế hoạch hoàn mỹ mà làm, trong đó còn thu được thánh khí Nặc Á Chi Chu, có thể nói là mừng rỡ, không nghĩ tất cả biến thành bọt nước. Ầm ầm, đột nhiên cả không gian chấn động. Những võ giả phóng qua khe nứt không gian đều biến thành huyết vụ. Ta không tin. Luân hồi chi quang. Quỷ vương đột nhiên hét lớn một tiếng, luân hồi bàn ngưng tụ trong tay của mình, trong khoảnh khắc hóa thành một đạo hào quang, không màu vô hình, trực tiếp bắn tới. Hào quang này là bản thể của đại chuyển bàn, cũng là hình chiếu của luân hồi chi quang chính thức, là tồn tại có thể gạt bỏ vạn vật. Lý Vân Tiêu nhìn qua, trong đó không che giấu thần sắc xem thường của mình. Chân ma pháp tướng lúc này cầm lấy cốt đao. Ầm ầm, chỉ cầm lấy thân đao đã làm bầu trời run rẩy vạn dặm. A Hàm, Lý Vân Tiêu kêu gọi một tiếng. Thân đao run lên, lập tức ma khí ngập trời tỏa ra, thân đao có áp chế khó nói nên lời, bắn ra khắp bốn phía. Mọi người nhìn thấy cảnh này thì ngây ngốc, dưới khí tức của ma khí, không ai có thể nhúc nhích. Cái gì? Mọi người đều hoảng hốt. Nếu như trước đó trong luân hồi không gian là bị áp chế thời không, đã bị luân hồi chi lực áp chế còn nói qua được. Nhưng vào lúc này trong thiên võ giới, rất nhiều quy tắc đang lưu chuyển, nơi này đều là cao thủ, nhưng mà vẫn nói không qua. Nhưng trừ mấy cường giả siêu phàm nhập thánh, những kẻ còn lại không nhúc nhích được. Luân hồi chi quang bắn thẳng vào Lý Vân Tiêu. Cắt! Lý Vân Tiêu khinh thường cười lạnh một tiếng, chân ma pháp tướng giơ đao lên chém xuống. Hắc đao lập lòe, đánh qua những khe hở, yên tĩnh không có chút chấn động nào cả, có thể thấy được đao kia sắc bén chém đứt quy tắc chi lực,
ầm ầm. Thân đao chém xuống, chém thẳng vào luân hồi chi quang, lập tức thiên địa sụp đổ, tất cả thời không hỗn loạn, linh khí cùng các loại quy tắc bay ra, quấn quanh vào nhau. Tất cả mọi người kinh ngạc, trong thiên địa không có hào quang gì, chỉ có một đao kia kia sinh ra năng lượng phong bạo, khủng bố cắn nuốt các loại quy tắc. Tất cả mọi người là cường giả đương thời, rất khó hiểu là lực lượng gì mới có thể đánh ra một đao như vậy. Ầm ầm, các loại quy tắc nứt gãy, thiên địa không ánh sáng. Lực lượng luân hồi dưới đao quang kia đã nứt vỡ ra. Ầm ầm, lực đối kháng biến mất, lực lượng kinh khủng kia chém tới, thiên địa như biến thành hai nửa. Quỷ vương kinh hãi, biết rõ khó ngăn cản, mặc dù trong lòng có ngàn vạn không phục, không cam lòng, không muốn, nhưng tình thế người mạnh hơn, không thể không chịu thua. Tâm thần hắn biến hóa thật nhanh, liền thả người bay ra, muốn tránh né đao này. Muốn chạy trốn, ngây thơ. Lý Vân Tiêu sủi cười một tiếng, bấm niệm pháp quyết. Đao thế chém qua ngàn dặm, xuyên qua thời không. Quỷ vương hoảng hốt, hắn hít khí lạnh, hoảng sợ bay đi, không gian quy tắc chung quanh không ngừng chớp động, xuyên qua thời không. Bổn vương không tin, dùng năng lực của ta bại bởi ngươi. Quỷ vương trong lúc tuyệt vọng rất giận dữ, ném một câu ngoan thoại tăng dũng cảm cho mình. Vân Tiêu phần nguyệt, bầu trời chấn động, lục quang đầy trời lóe lên, ngăn cản một đao kia. Ầm ầm, hào quang cũng bị chém nứt, quỷ vương thả người lui ra sau, hắn hợp hai tay đánh thêm một chia. Trên trán hắn đầy mồ hôi lạnh, hai tay đổ mồ hôi lạnh, tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Thân ảnh chấn động, miệng phun máu tươi, thân thể quỷ vương bay ra ngoài, ma khí màu đen tiến vào thân thể của hắn, ăn mòn tất cả. A a, quỷ vương lúc này hét lên thảm thiết, hắn ngồi xếp bằng xuống, không ngừng ngăn cản ma khí ăn mòn. Đám người đứng ngoài nhìn sợ hãi, đám người bọn họ khiếp sợ không dứt. Tuy luân hồi đại chuyển bàn mất đi áp chế, mọi người khôi phục lực lượng, nhưng một đao kia đã vượt qua suy nghĩ của mọi người. Quỷ vương không nói đến có được luân hồi đại chuyển bàn là thánh khí, bản thân hắn cũng là cao thủ thần cảnh, thậm chí chưa tiếp được một đao của Lý Vân Tiêu đã bại, bị trọng thương ngồi mặt đất, đây rốt cuộc là một đao khủng bố thế nào? Hừ! Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, dường như phi thường bất mãn một đao này, trách cứ nhìn qua đao trong tay chân ma pháp tướng. Năm ngón tay pháp tướng buông lỏng, chuôi đao này chóc ra, thoáng cái biến mất không thấy gì nữa. Chân ma cự linh hóa thành vô số quang điểm, biến mất trên trời cao. Tất cả mọi người hít khí lạnh, sợ tới mức không dám đứng gần hắn. Ngay cả Huyền Hoa cùng Liễu Phỉ Yên cũng cả kinh ngây ngốc. Đây cũng không phải vấn đề có tin hay không, mà là hoàn toàn không cách nào lý giải được. Bắc Quyến Cổn Nam nói, ngươi không phải Lý Vân Tiêu, ngươi là ai? Ánh mắt Lý Vân Tiêu nhìn qua hắn, tuy nhìn qua nhưng mà xem thấu nội tâm Bắc Quyến Cổn Nam, hắn cả kinh lui ra phía sau. Thôi đi, thân thể đại thành đã mục nát, linh hồn hèn mọn giảm xuống từ thần cảnh, không xứng bổn tọa giết ngươi. Lý Vân Tiêu sủi cười một tiếng, nhìn qua thủy tiên trên mặt đất, toàn thân bị máu tươi thấm ướt, thân thể trắng bệch. Hắn nhíu mày, giơ tay phải lên, chậm rãi hạ xuống đánh pháp quyết ra, trực tiếp đánh vào trong cơ thể nàng. Lập tức một đạo kim quang nổi lên, hóa thành trận pháp, chậm rãi bao phủ thủy tiên sau đó xoay tròn. Trận pháp sinh ra văn tự màu vàng quỷ dị, không ngừng có ánh sáng rót vào thân thể của nàng. Đột nhiên đằng quang cả kinh, hoảng sợ rung giọng nói. Đây là cổ linh trận, đây là cổ linh trận, người thật sự là Lý Vân Tiêu sao? Lý Vân Tiêu không để ý tới hắn, ánh mắt nhìn qua Long Thiên Miểu, ánh nhìn băng hàn, lạnh lùng nói. Ngươi vừa rồi rất cuồng đúng không? Toàn thân Long Thiên Miểu run lên, trầm giọng nói. Chuyện vừa rồi là tình thế bắt buộc, Phi Nghê là đệ tử ta xem trọng nhất, ta cũng không muốn nàng như thế. À, hiện tại bắt đầu chịu thua. Lý Vân Tiêu cười nhạo nói. Ngươi cho rằng nói như vậy, có thể thoát chết được sao? Long Thiên Miểu đại biến, tức giận nói. Ngươi muốn giết ta? Lý Vân Tiêu nói. Giết ngươi thì như thế nào? Ăn bánh thì dễ dàng, nhổ ra rất khó sao? Long Thiên Miểu cảnh giác, cầm Phi Nghê trong tay, nói. Phi Nghê đã chết, ta dùng thiên phượng nhiết thể của nàng đối phó quỷ vương, cũng không tư tâm. Ta thừa nhận lực lượng của ngươi bây giờ rất mạnh, nhưng lực lượng vừa rồi rất khó tưởng tượng, mặc dù là ngươi, cũng không có khả năng thi chi nơ nhiều lần. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Như thế nào, ngươi sợ?
đối phó ngươi không cần A Hàm đao phiền phức như thế, nhưng mà đối phó ngươi nha, chậc chậc, ngươi có tư cách chết dưới A Hàm đao sao? Long Thiên Miểu biến sắc, hắn ném tân thể phi nghê ra xa, quay người chạy trốn. Trốn, chê cười. Lý Vân Tiêu thân thể lóe lên, liền đem phi nghê tiếp được, sau đó thoáng một phát biến mất tại nguyên chỗ, lập tức xuất hiện tại Long Thiên Miểu trước mặt. Sắc mặt Long Thiên Miểu đại biến, tức giận nói. Phi nghê chết không cách nào phục sinh, người giết ta có thể làm gì? Huống hồ ta là người phi nghê kính trọng nhất, người giết ta, không phụ lòng nàng sao? Chậc chậc, nói nhảm quá đi. Lý Vân Tiêu cười nhạo nói. Chân Long chi thân có thêm thiên phượng nhất thể, nếu như là chân Long cùng thiên phượng hai người tự mình hàng lâm, hơn nữa liên thủ một trận chiến, bổn tọa còn có mấy phần kiêng kỵ, về phần ngươi sao, giết rất dễ dàng. Trên mặt hắn phát lạnh, duỗi tay ra, một đạo ma nguyên phá không bay tới. Kỳ thật giết ngươi hay không chẳng sao cả, nhưng mà chủ nhân thân hình này có oán niệm rất lớn với ngươi. Ta phải tiêu trừ oán niệm và chấp niệm trong lòng, mới có thể dung hợp với thân thể này. Tất cả mọi người hoảng hốt, đột nhiên kinh sợ thối lui, người trước mặt quả nhiên không phải Lý Vân Tiêu. Long Thiên Miểu biến sắc, trước đó nhìn thấy thực lực Lý Vân Tiêu, hắn nào dám có nửa phần thư giãn, hóa thành long hình, chân long kiếm chém qua. Long cong, kiếm ý đung đưa, liên tục không dứt. Long thân của hắn hóa thành thanh long, xoay quanh, sau đó một đạo hoàng quang hiện ra. Một con rồng một con phượng bao phủ bầu trời, giống như chân linh trở lại thế gian. Ầm ầm, kiếm ý kiếm chém lên ma khí, lập tức tạo ra chấn động mạnh mẽ bắn ra bốn phía. Vi Thanh là cường giả siêu phàm nhập thánh cũng phải lui ra sau mấy bước, lúc này mới tiêu trừ lực lượng mạnh mẽ kia. Chậc chậc, rồng bay phượng múa, ta yên tâm rồi. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Người đã mang Long Nguyên cùng Phượng Quang hợp hai làm một, ta chỉ cần rút ra liền có thể cứu sống cô gái nhỏ này, hoàn thành nguyện vọng của chủ nhân thân thể này. Cái gì, nguyện vọng? Đám người Bắc Quyến Cổn Nam đều khiếp sợ. Huyền Hoa Kinh sợ nói. Người rốt cuộc là người phương nào? Vì sao chiếm cứ thân thể của hắn? Lý Vân Tiêu căn bản không để ý tới hắn, dường như cực kỳ khinh thường, trực tiếp ném phi nghê đi, rơi vào bên người Thủy Tiên. Sau đó thân ảnh lóe lên, hắn đánh thẳng vào Long Thiên Miểu. Long Thiên Miểu hoảng hốt, kiếm ý mạnh lên, chém tới. Thải Hồng Trảm. Lý Vân Tiêu trong khoảnh khắc đã xuất hiện trước mặt hắn, trực tiếp ngăn cản kiếm kia. Phanh. Vô số khe hở hiện ra, thân ảnh hai người phiêu hốt bất định dưới hào quang kia. Long Thiên Miểu sau khi đánh một kiếm, hắn cảm giác được lực lượng của ma khí không chênh lệch với kiếm ý qua Min Hatep, lúc này thở ra một hơi. Tuy trạng thái của Lý Vân Tiêu vô cùng đáng sợ, nhưng đã không phải là trạng thái vô địch lúc trước, hắn có thể ơ đần cược một lần. Thiên địa vô pháp, phần hải. Hắn lập tức tin tưởng tăng lên không ít, đột nhiên kiếm quyết hóa thành lực lượng khôn cùng, lập tức bắn ra, hóa thành sóng to gió lớn. Sắc mặt Lý Vân Tiêu ngưng trọng, cười lạnh một tiếng nói. Ta nói vì sao kiếm này quen mắt, thì ra là mảnh vỡ chân long kiếm nha, dám khoe khoang trước mặt của ta, thật sự là làm trò cười cho người trong nghề. Tay phải hắn điểm ra, ngón tay tay bắt ấn quyết, các loại dị lực cổ quái xuyên thẳng qua, không làm hắn tổn thương chút nào cả. Cái gì? Long Thiên Miểu hoảng hốt, một kiếm của mình có thể chém thế giới, vì sao không thể làm tổn thương đối thủ? Hắn hoảng sợ, bàn tay kia điểm về phía hắn một cái, hắn sợ hãi toát mồ hôi lạnh, giơ kiếm ngăn cản. Đương! Ngón tay kia như áp vỡ thiên địa, ép thân kiếm cong vút, đột nhiên bắn ngược trở về. Lý Vân Tiêu cũng bị chấn động thối lui mấy bước. Nội tâm Long Thiên Miểu hoảng loạn, lớn tiếng nói. Vi Thanh đại nhân, giúp ta. Có nhiều con sâu cái kiến hơn nữa, ta cũng bóp chết. Lý Vân Tiêu sủi cười một tiếng, tiến lên một bước xuất hiện trước mặt Long Thiên Miểu, trực tiếp bắt hắn. Long Thiên Miểu cảm nhận dưới một chảo này, thời không đình trệ, không chỉ áp chế nguyên lực của hắn, ngay cả máu cũng đông cứng lại. Rồng bay phượng múa. Hắn kinh hãi thi triển chiêu mạnh nhất của mình. Đồng thời bóng kiếm bắn ra, lập tức chém vỡ gông cùm, Long Thiên Miểu hóa thành một đạo quang mang bỏ chạy. Lý Vân Tiêu cau mày nhìn một chảo của mình, bất mãn nói. Lực lượng đến quá chậm, đối phó loại sâu kiến này còn phải dùng mấy chiêu. Long Thiên Miểu sắc mặt trắng bệch, quát ầm lên. Vi Thanh đại nhân, người vẫn còn chờ cái gì?
hẳn mọi người ngây thơ cho rằng hắn sau khi giết ta, sẽ bỏ qua các ngươi. Phi Thanh sắc mặt âm trầm bất định, cũng không biết Lý Vân Tiêu thân phận như thế nào, suy nghĩ thế nào, có ra tay với mình không. Nếu Lý Vân Tiêu chỉ giết Long Thiên Miểu cùng Quỷ Vương, hắn cầu còn không được, dù sao hai người này lực lượng đã vượt qua tưởng tượng của hắn, tuy Long Thiên Miểu có quan hệ kết minh với hắn, nhưng đã không cách nào khống chế, hủy diệt mới tốt. Phi Thanh nhìn qua Kỳ Thắng Phong đang quỳ trên đất, đi tới một bước, đánh ra một chiêu. Bạc Vũ Kình kinh sợ nói. Ngươi làm cái gì? Hắn lập tức xuất kiếm, chém qua ngăn cản Phi Thanh. Phanh! Phi Thanh đánh bay kiếm của hắn, đánh một ấn quyết vào đầu Kỳ Thắng Phong. Phanh! A một! Kỳ Thắng Phong há to mồm, kêu thảm một tiếng, máu chảy đầm đìa. Sư phó! Bạc Vũ Kình kinh hãi giận dữ, bay tới chém ra một kiếm. Hừ! Phi Thanh hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay nắm lấy, không gian trì trệ, Bạc Vũ Kình bị chấn nhiếp. Dừng tay! Đột nhiên Kỳ Thắng Phong mở mắt ra, đôi mắt thanh tịnh, trầm giọng hét lớn một tiếng. Bạc Vũ Kình cả kinh nói. Sư phó ngươi khôi phục. Kỳ Thắng Phong mặt sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, nhìn qua thân ảnh Lý Vân Tiêu, hai tay mười ngón bấu vào trong thị y, thần sắc cực độ phức tạp. Phi Thanh nói. Kỳ Thắng Phong đại nhân, ngươi dường như biết chút ít gì đó, Lý Vân Tiêu hiện là bị kẻ nào phụ thể. Kỳ Thắng Phong nói. Biết nhiều, đối với ngươi không có chỗ tốt gì. Phi Thanh tức giận nói. Đại nhân, ta kéo ngươi từ thần trí thác loạn trở về, ngươi báo đáp ta như thế nào? Hừ. Kỳ Thắng Phong khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó mới nói. Phụ thể tự nhiên là ma chủ đại nhân. Phi Thanh cau mày nói. Là ma chủ đế vài vạn năm trước bị mọi người vây công. Kỳ Thắng Phong liếc hắn một cái, nói. Xem ra ngươi cũng hiểu, nhưng mà lực lượng của Lý Vân Tiêu không phải của đế đại nhân, mà là của người khác. Cái gì? Mọi người cả đều kinh. Ở đây đều là cường giả đỉnh phong, hơi hiểu một ít bí mật của thiên võ giới. Năm đó trận chiến phong ma có lưu lại không ít tư liệu lẻ tẻ, người bình thường chưa hẳn biết rõ, nhưng đám người bọn họ biết không ít. Phi Thanh càng sợ hãi nói. Chẳng lẽ ma chủ cũng không phải là một người? Sắc mặt Kỳ Thắng Phong biến thành cổ quái, nói. Tình huống có chút phức tạp, tình huống cụ thể ta không biết quá nhiều. Nhưng mà đại nhân này vừa đi ra thì quá kinh thế hãi tục. Bắc Quyến Cổn Nam đột nhiên sắc mặt trở nên trắng bệch, kinh hãi nói. Chẳng lẽ là, phổ, thân thể Kỳ Thắng Phong chấn động, xoay đầu lại, trong mắt bắn ra tinh quang, quát. Ngươi là người phương nào? Vậy mà biết rõ ma chủ phổ đại nhân. Bắc Quyến Cổn Nam cực kỳ khó coi, trên gương mặt tuấn Mỹ khó coi hơn cả quả cà, nói. Không có khả năng, không có khả năng. Ma chủ phổ chính là. Hừ, trong thiên hạ không có gì không có khả năng. Kỳ Thắng Phong lạnh giọng nói. Đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, chấn diệu cổ kim toàn bộ vô địch, làm sao dễ dàng chết được. Hắn ngẩng đầu lên, trong mắt bắn ra tinh quang, nói. Chỉ là không nghĩ tới, không thể ngờ rằng, trên người Lý Vân Tiêu có hai chủng truyền thừa của đế đại nhân và phổ đại nhân. Phi Thanh khó coi nói. Dùng hiểu biết của ngươi về ma chủ phổ, là thiện hay ác, có thể ra tay đối phó chúng ta không? Đây mới là nguyên nhân mấu chốt hắn cứu Kỳ Thắng Phong tỉnh lại, nếu ma chủ phổ không công kích mọi người, hắn cũng không muốn chiêu chọc đại địch như vậy, hơn nữa có thể bỏ qua Long Thiên Miểu. Kỳ Thắng Phong cười lạnh nói. Hừ hừ, thiên hạ này làm gì có phân thiện ác? Trong cơ thể Lý Vân Tiêu chỉ có một đoạn lực lượng và ý thức vô nghĩa của phổ đại nhân mà thôi. Chúng ta há có thể tự tiện phỏng đoán. Bắc Quyến Cổn Nam đột nhiên cả kinh nói. Ta hiểu ma chủ phổ là mượn thân thể Lý Vân Tiêu hàng lâm, ta cũng cảm nhận ma khí trong người Lý Vân Tiêu càng ngày càng nặng, dường như có lực lượng không ngừng truyền tống xuống, nhất định phải ngăn cản chuyện này, nếu không cả thiên võ giới đều xong đời. Phi Thanh trầm giọng nói. Mượn thể hàng lâm, ý là Lý Vân Tiêu vào lúc này chỉ là một phần nhỏ thân thể của ma chủ phổ. Bắc Quyến Cổn Nam biến sắc, nói. Việc này quan hệ quá nhiều, ta cũng không dám xác định, hiện tại làm sao đi tìm chân thân. Đoan Mộc Hữu Ngọc nói. Hiện tại tìm chân thân cũng quá muộn rồi, nghĩ biện pháp phòng ấn ý chí phổ trong thân thể Lý Vân Tiêu mới là chính đồ. Nếu không Long Thiên Miểu vừa chết, chúng ta sợ rằng khó tránh một kiếp. Phi Thanh cắn răng nói. Đã như vậy,
mọi người lại liên thủ, không chỉ vì tính mạng của mình, cũng vì an nguy của thiên võ giới một. Toàn thân Kỳ Thắng Phong run lên, dường như cực kỳ kiêng kỵ, nghĩ một hồi rồi gật đầu. Diêu Kim Lương lạnh giọng nói. Nhân vật đáng sợ như thế, chém giết triệt để là được, không cần phong ấn. Giết, ha ha, thật sự là người không biết không sợ. Kỳ Thắng Phong cười mỉa mai. Diêu Kim Lương sắc mặt trầm xuống, khẽ nói. Mặc dù không thể đánh chết bản thể hắn, ít nhất cũng phải giết Lý Vân Tiêu, như vậy hắn không thể mượn thể hàng lâm. Huyền Hoa biến sắc, tức giận nói. Nếu ngươi làm hắn bị thương, ta sẽ tiễn ngươi đi gặp lão của ngươi. Huyền Hoa ta sẽ giết kẻ đó đầu tiên. Diêu Kim Lương cuồng nộ, nghĩ tới chính mình là yêu thú, hắn giận dữ muốn đi liều mạng. Phi Thanh lạnh lùng nói. Đừng cãi, cho dù là hay là phong ấn, ít nhất phải áp chế hắn mới được, Long Thiên Miểu sắp không được, ra tay đi. Quyết định xong, hắn cũng nghiêm túc, bóng người lóe lên bay lên cao, giang sơn như hỏa hiện ra, nói. Long Đại Tiên Sinh đừng hoảng hốt, ta đến giúp ngươi. Hừ. Long Thiên Miểu mặc dù bất mãn với chuyện hắn kéo dài thời gian, hừ một tiếng, nhưng nội tâm rốt cục thở ra một hơi. Diêu Kim Lương ném quỷ lăng tới, cũng chém ra. Đám người còn lại không ngừng ra tay, bay lên trời cao, nhưng không dám tới quá gần Lý Vân Tiêu, mà là công kích từ xa. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, lạnh giọng nói. Cũng được, giảm bớt công phu ta giết một hồi, chúng sinh đều là con sâu cái kiến, một đám cọng rơm cái rác. Có tư cách gì nắm giữ vận mệnh của mình. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, lập tức hóa ra ba đầu sáu tay, lăng không bay múa. Phù văn đầy trời xuất hiện, phù văn hai màu vàng và đen hiện ra, đan vào cùng một chỗ, chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức một đạo ánh sáng khuếch tán trên không trung, bao phủ tất cả mọi người vào trong, giống như một đạo thiên mạc bao phủ các nơi. Phàm là chư tương, đều là vô căn cứ, chư tương bất tương, tức gặp Như Lai. Lý Vân Tiêu trầm giọng ngâm nga, sáu tay lăng không một chảo, lập tức thiên mạc lượn vòng, ma nguyên chi lực khủng bố hiện ra, chân ma pháp tướng màu vàng lăng không hiện ra. Chân ma pháp tướng cũng không phải đứng lặng trong thiên địa, mà là ngồi xếp bằng, sáu tay như hoa sen nở rộ, trực tiếp hạ xuống. Lập tức thiên địa rung động lắc lư, tất cả mọi người cảm thấy sức mạnh kinh tâm động phách hiện ra, đang lan tràn ở giữa không trung. Phi Thanh cùng Diêu Kim Lương liên thủ một kích. Giang sơn như hỏa và quỷ tăng bị đánh tan. Ầm ầm, toàn thân mọi người đại chấn, sức mạnh to lớn bao phủ các nơi, giống như vũ trụ áp xuống không thể ngăn cản, trong mắt như nứt ra, thân hình không ngừng lui lại, bản thân trọng thương. Phi Thanh sắc mặt tái nhợt, nhìn qua phía dưới hét. Các ngươi vẫn còn chờ cái gì, mau ra tay đi, chờ chúng ta chết, các ngươi ai cũng đừng mong sống sót. Huyền Hoa cùng Liễu Phỉ Yên nhìn nhau, đều lo lắng. Cũng lăng không bay lên, sau đó lại công kích. Đột nhiên chữ Khả Vi cau mày nói. Xảy ra chuyện gì, lực lượng này không ngừng tăng lên, tuy không nhanh, nhưng đúng là càng đánh càng mạnh, hắn thật sự đang hàng lâm sao? Sắc mặt Đoan Mộc Hữu Ngọc khẽ biến, nói. Thân thể Lý Vân Tiêu khẳng định không chứa nổi toàn bộ ý chí của Phổ Đại Nhân, nhưng bây giờ nhìn ra còn chưa tới cực hạn, nếu không nhanh chóng phong ấn, phiền toái lớn lắm. Chỉ còn lại có Kỳ Thắng Phong thầy trò cùng Bắc Quyến Cổn Nam, tất cả đang khó xử. Bắc Quyến Cổn Nam thở dài, nội tâm đầy sầu lo, lóe lên sau đó đánh ra một chưởng. Ầm ầm. Khi hắn đánh ra một chưởng, lực lượng mọi người chiếm thượng phong, khe hở màu vàng càng bị áp chế, càng ngày càng nhỏ. Lý Vân Tiêu biến sắc, tức giận hừ nói. Phù du há có thể lay cây. Chân ma pháp tướng sáu bí quyết biến đổi, kim quang trên người xoay tròn. Uy lực dường như tăng cường không ít, nhưng dưới trùng kích, mọi người vẫn không thể ngăn cản khe hở. Cái gì? Lý Vân Tiêu cả kinh, sắc mặt đại biến, trên trán mồ hôi lạnh chảy ra. Mọi người đại hỉ, Vi Thanh quát to lên. Kỳ Thắng Phong đại nhân, nhanh chóng ra tay, phong ấn người này. Kỳ Thắng Phong dường như ngoảng mặt làm ngơ, sắc mặt biến hóa. Bạc Phú Kình nhìn qua thần sắc hắn mấy lần, nhịn không được hỏi. Sư phó. Ngươi không sao chớ? Kỳ Thắng Phong hừ một tiếng, lạnh giọng nói. Ta không sao, Phù Giật Tiên lão cẩu giỏi tính toán, ta còn cách đại thành một đường, thì ra tất cả là cái bẫy của hắn. Hừ, đáng tiếc vi sư cũng không phải ăn chay, đã tìm ra nguyên nhân, sớm muộn cũng cho hắn đẹp mặt. Bạc Phú Kình cả kinh nói.
phu giật tiên còn chưa chết. Kỳ Thắng Phong liếc hắn một cái, nói. Ngươi có thể nhớ rõ ta đã từng nói với ngươi, muốn thành tựu bất hủ cực âm chi thân, phải hy sinh bản thân mình, cũng chính là làm mai mối cho kẻ khác. Phu giật tiên lão cẩu này nghĩ ra một chiêu thông minh như thế, thân thể này vẫn chưa phải cực âm thân thể, mà là chênh lệch một đường. Đúng là một đường chênh lệch này bảo trụ tính mạng của hắn, ẩn núp trong nhục thể của ta. Thân thể Bạc Vũ Kình chấn động, nghi ngờ nói. Đệ tử không rõ, nếu hắn không muốn chết, lại vì sao phải đi luyện cực âm thân thể, làm mai mối cho kẻ khác. Kỳ Thắng Phong cười lạnh nói. Trên đời này trừ đồ ngu xuẩn là ngươi bị người ta lợi dụng, ai cam nguyện làm mai mối cho kẻ khác. Mà lão cẩu kia cũng hiểu đạo lý này, cho nên dùng một kế, lưu tàn hồn trong một chỗ, chờ hậu nhân đoạt xá thì hắn cắn trả về, dùng hồn hậu nhân tiến hành tiến hóa lần nữa. Bạc Vũ Kình hoảng hốt, cả kinh nói. Tính toán xa như thế, nếu không có sư phó cướp lấy, thân thể của hắn bảo tồn lâu dài, chẳng lẽ không phải hồn phi phách tán? Kỳ Thắng Phong khẽ nói. Người thành đại sự, ai đi quan tâm sinh tử chứ? Phu giật tiên chơi chiêu này quả nhiên ngoan độc, nếu không phải quỷ vương đẩy vi sư vào tuyệt cảnh, hắn sợ rằng sẽ tiếp tục ẩn nấp, tìm kiếm thời cơ tốt nhất cắn trả đoạt xá. Hừ, đáng tiếc a, người tính không bằng trời tính, thời đại không thuộc về hắn, mà ngay cả ông trời cũng không muốn gặp hắn. Trong lòng của hắn đầy lửa giận, hoàn toàn không có nửa phần tôn kính tổ sư, trái một lão cẩu, phải một lão cẩu hô rất thuận miệng. Bạc Vũ Kình kinh ngạc nói. Vậy lão cẩu kia chết chưa? Chết. Kỳ Thắng Phong tươi cười, nói. Làm sao dễ chết như vậy? Hiện tại cho dù hắn muốn chết, vi sư cũng sẽ không đồng ý. Ta vẫn chờ tàn hồn của hắn thành tựu cực âm thân thể đấy. Bạc Vũ Kình thoáng im lặng, nói. Sư phó ngươi cẩn thận một. Kỳ Thắng Phong nói. Ân, vi sư sẽ cẩn thận. Trong mắt của hắn phát lạnh, nhìn chằm chằm vào trời cao, nói. Trong cơ thể Lý Vân Tiêu có thải hồng thạch, đó là thứ vi sư bắt buộc phải có. Bạc Vũ Kình nói. Chúng ta đây cũng ra tay đi. Trên bầu trời mọi người tuy ưu thế thật lớn, nhưng mà lực lượng Lý Vân Tiêu đang không ngừng tăng cường, hào quang càng ngày càng nhỏ. Kỳ Thắng Phong nói. Chờ một chút. Bạc Vũ Kình nhíu mày, không rõ lại chờ cái gì. Hai người nói chuyện âm thanh cực thấp, trên không không người nghe thấy, nhìn thấy hai người không ra tay thì tức giận. Phi Thanh lạnh giọng nói. Kỳ Thắng Phong đại nhân, người muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi, không ai đáp ứng đâu. Kỳ Thắng Phong cười nhạt một tiếng, không nói gì. Đột nhiên trên bầu trời có hào quang màu xanh hiện ra, hét lớn. Bổn vương giúp đỡ bọn ngươi một tay. Trên không một đạo hào quang xuất hiện, hóa thành đại chuyển bàn, quỷ vương thả người áp xuống Lý Vân Tiêu. Sắc mặt của hắn lạnh như băng, mặc dù có tổn thương toàn thân, nhưng giờ phút này là cơ hội đánh chết Lý Vân Tiêu tốt nhất, há có thể buông tha. Lý Vân Tiêu vẻ mặt kinh sợ, mọi người đều đại hỉ, gia tăng khí lực vài phần, cùng tiến lên. Làm cho người quỷ dị là, khe hở tản ra, pháp tướng ba mặt không chỉ không có kinh sợ, ngược lại còn cười mỉa mai. Trên mặt Lý Vân Tiêu vốn tức giận đã biến mất, cười nhạo nói. Bổn tọa chờ ngươi ra tay đấy. Hắn lăng không một chảo, quát. A hàm chảm cốt đao. Trong hư không kim quang hiện ra, A hàm chảm cốt đao từ từ rơi xuống, lần này thân đao không phải màu đen, là màu vàng. Cái gì? Quỷ vương hoảng hốt. Khí tức tử vong bao phủ lấy hắn, hắn tức giận nói. Ngươi, ngươi! Sắc mặt đám người còn lại tái nhợt, trong lúc đó dường như hiểu cái gì đó, mặt không còn chút máu. Lý Vân Tiêu mỉa mai nói. Bổn tọa giờ phút này không thể vận dụng lục đạo ma binh nhiều lần, chỉ dùng tiểu kế đưa ngươi vào chỗ chết, dùng chỉ số thông minh của ngươi, chắc chắn sẽ đi lên chịu chết. Phanh! Thế giới nhanh chóng biến thành biển đao. Hợp kích của mọi người cũng tiêu tán, không còn gì cả. Tốc độ xoay tròn của đại chuyển bàn chậm lại, kim quang đầy trời bao phủ các nơi. Ngươi gạt ta, đáng chết. Quỷ vương tuyệt vọng quát to một tiếng, hắn nổi giận bỏ chạy ra xa xa. Sắc mặt Lý Vân Tiêu phát lạnh, hắn hừ nhẹ, giơ đao lên chém xuống. Ầm ầm, thiên địa rung mạnh, hoàn vũ nứt vỡ, ánh đao trực tiếp chém ra quy tắc mạnh mẽ, thời không ảnh hưởng, quỷ vương không thể trốn đi. Ầm ầm. A! Quang chạm chém lên người quỷ vương, sau đó là tiếng hét thảm thiết. Thân thể quỷ vương biến thành cực lớn,
bành trướng như khí cầu, biểu hiện vẻ mặt hoảng sợ cực độ. Phanh! Rốt cục bành trướng hơn 10 lần, sau đó nổ tung, một cơn gió lạnh thổi hào quang màu xanh ra khắp nơi, trong thiên địa là tiếng gào khóc thảm thiết. Dư âm một đao còn lại càng hóa thành từng đạo kim quang, nó trùng kích thân thể người chung quanh. Phốc! Không ít người phun huyết, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Đặc biệt người xuất lực càng nhiều, phản chấn càng lớn, ngay cả Vi Thanh cũng nhịn không được nữa phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Cái này, đã xảy ra chuyện gì? Quỷ vương chết sao? Tất cả mọi người nghi hoặc, tùy ước gì biến thái kia chết đi, dù sao hại mọi người thảm như thế, nhưng giờ phút này lại càng hãi hùng khiếp vía, tồn tại cường đại như thế cũng không tiếp được một đao. Lý Vân Tiêu chém ra một đao, khí thế giảm xuống, pháp tướng màu vàng hóa thành kim quang tiêu tán đi. Hắn nhìn qua quỷ ảnh đầy trời, lạnh lùng nói. Rác rưởi một. Giờ phút này, chỉ có Kỳ Thắng Phong không để ý quỷ ảnh đầy trời, thở phào một hơi, nói. Đã ra đao thứ hai, Phổ đại nhân còn có thể xuất đao thứ ba không? Lý Vân Tiêu nhìn xuống, nói. Đối với đám cặn bã các ngươi, cần A Hàm đao sao? Kỳ Thắng Phong bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, cười lớn nói. Nếu ý chí đại nhân hàng lâm nguyên vẹn tự nhiên không cần, nhưng giờ phút này thì khó nói một. Ha ha! Lý Vân Tiêu cười nhạo nói. Ách ngồi đáy giếng, hai thơ na thể nghê thạch này đúng là không tệ. Kỳ Thắng Phong cùng Bạc Vũ Kình lập tức kinh hãi, vạn phần cảnh giác lên. Lý Vân Tiêu khinh miệt nhìn qua bọn họ, liền quay người đi tới chỗ Long Thiên Miểu, nói. Trước đó, ta phải hoàn thành nguyện vọng chủ nhân thân thể này. Lại khống chế toàn bộ thân thể này, hàng lâm thêm lực lượng. Đột nhiên hắn nhíu mày, nhìn qua hai tay của mình, nói. Thực là thân thể cổ quái, trong người có lực lượng của đế, đế bị chia cắt sao? Long Thiên Miểu cả kinh, lập tức thối lui trăm trượng, thiên địa không cách nào kiềm chế nữa, nhưng mà sắc mặt của hắn sợ hãi và ngưng trọng. Giờ phút này quỷ ảnh vẫn du đãng đầy trời, đột nhiên một đạo kim quang hiện ra, Nặc Á Chi Chu lơ lửng trên không trung. Nội tâm mọi người cả kinh, lộ ra ánh mắt khát vọng và tham lam, các loại cảm xúc đan vào nhau. Sau đó một đạo hào quang màu xanh xuất hiện, chậm rãi xoay tròn, chính là luân hồi đại chuyển bàn, dường như bị Nặc Á Chi Chu cảm ứng, lăng không hiện ra. Hai kiện siêu phẩm huyền khí không ngừng kêu vang, hào quang hình thành vòng xoáy, mơ hồ có kim quang lưu chuyển quanh người. Thương cau mày nói, quỷ vương chết thật sao? Lê gật gật đầu, nói. Chết thật, ta có thể cảm nhận được lực lượng khế ước tán đi, đã không tồn tại. Mọi người nghe nàng nói như vậy, tâm tình cực độ phức tạp, ánh mắt nhìn qua Lý Vân Tiêu đã kiêng kỵ nhiều hơn. Sau đó lộ ra vẻ tham lam, nhìn chằm chằm vào hai kiện siêu phẩm huyền khí, đây chính là thứ trong truyền thuyết, ai không động tâm. Đột nhiên một đạo quang mang chớp động, Diệp Phàm xuất hiện trên Nặc Á Chi Chu, một tay bấm niệm pháp quyết, vô số phù văn bao phủ chiến thuyền. Thuyền thu vào mi tâm của hắn. Hắn vốn trọng thương nên không để ý tới mọi người, tiếp tục ngồi xếp bằng điều tức. Mọi người nhướng mày, cũng không nói thêm cái gì, dù sao Nặc Á Chi Chu nguyên bản chính là của Diệp Phàm, hơn nữa bộ dáng và khí tức của hắn ai cũng nhớ kỹ, mặc hắn chạy đến chân trời góc biển cũng có thể tìm ra. Giờ phút này chỉ còn đại chuyển bàn, mất đi Nặc Á Chi Chu cảm ứng, nó yên tĩnh lại. Phi Thanh nói, tình thế hiện tại phức tạp, mọi người ai cũng không được phân tâm, chuyện luân hồi đại chuyển bàn, ta đề nghị phong ấn Lý Vân Tiêu sau đó lại phân. Long Thiên Miểu đang bị Lý Vân Tiêu tới gần, vội vàng nói. Phi Thanh đại nhân nói có lý, mọi người nếu không đồng lòng, sợ rằng khó mà rời khỏi đây. Lý Vân Tiêu giễu cợt nói. Các ngươi liên thủ có thể thắng được sao? Hắn một tay bấm niệm pháp quyết, thân hình lóe lên liền lao về phía Long Thiên Miểu. Long cong! Long Thiên Miểu chém ra, hắn lùi lại phía sau vài bước, muốn chạy trốn. Nhưng trên mặt hắn vui mừng, nói. Thực lực kẻ này quả nhiên yếu đi không ít, mọi người đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể trấn áp. Hắn hét lớn một tiếng, thân thể hóa thành long thân. Rồng bay phượng múa, thiên địa tề minh. Tất cả mọi người cảm nhận đúng như hắn nói, lập tức vui mừng. Thiên địa vô pháp, chúng sinh trảm tội. Long Thiên Miểu chém ra một kiếm. Chém vỡ bầu trời, chém nứt đại địa. Sắc mặt Lý Vân Tiêu biến hóa, hai tay bấm niệm pháp quyết, hắn rút lui, một đạo cương khí hiện ra,
Ầm ầm. Kiếm quang chém vào cương khí, long uy cuồn cuộn, giống như ngàn vạn giọt mưa rơi xuống. Cả trời cao có tiếng chiến minh, cương khí của Lý Vân Tiêu yếu đi rất nhiều, bị kiếm khí đâm vào thân. Mấy đạo quang mang từ bốn phương tám hướng hiện ra, mọi người đồng loạt ra tay. Siêu Kim Lương hai tay hóa đao, đánh ra một kích mạnh nhất. Đấu chiến thánh quyết, Dạ Vũ. Vi Thanh trực tiếp kết ấn, vô số hư ảnh bao phủ vào tay sau đó đánh ra. Tuyên cổ kinh luân, Tê Thiên ấn. Ầm ầm. Hai đạo quang mang đánh tới, đánh vào cương khí, trực tiếp làm cương khí yếu đi vài phần. Sắc mặt Lý Vân Tiêu biến hóa, nhìn qua kết giới màu xanh không ngừng diễn biến, không ngừng cắn nuốt hộ thể cương khí của mình. Hắn nhướng mày, lạnh lùng nói. Long vực tầng thấp như vậy, có gì dùng, muốn thương tổn ta còn quá sớm. Hai tay của hắn xoay quanh, hóa thành ba đầu sáu tay, trong tay cầm năm vòng xoáy màu vàng, ném một cái lên bầu trời, nó hóa thành tinh vân tản ra. Ầm ầm, lực lượng khủng bố trùng kích, thân thể Long Thiên Miểu ba người chấn động, không thể tiếp tục cầm cự, bị đẩy lùi. Nhưng ba người cũng không đánh bay, chỉ lùi vài bước sau đó dừng lại. Lý Vân Tiêu sau một kích này đã bay lên cao. Trường kiếm Bắc Quyến Cổn Nam bay múa, giống như ngân nguyệt nhô cao, kiếm trùng lạnh lùng chém tới. Kỳ Thắng Phong cũng chém ra một kích, trăm vạn Ngọc Long đánh tới. Ngây thơ, Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, sáu tay đồng thời hóa trưởng, sau lưng có trưởng ảnh màu vàng hiện ra, nó lớn chừng nửa thước. Ầm ầm một. Một trưởng này đánh tay tất cả lực lượng khủng khiếp còn đánh tan Long Thiên Miểu ba người, muốn thôn vệ đại địa. Tất cả mọi người đều hoảng sợ, vội vàng thả người thối lui, tránh bị ảnh hưởng tới. Đột nhiên trên bầu trời có một ánh sao, nó như hằng tinh sụp đổ, trong giây lát thoát ly quỹ tích bản thân, kéo cái bóng dài rơi xuống. Trong lưu tinh có thể nhìn thấy mũi tên màu xanh, mũi tên này bắn thẳng vào Lý Vân Tiêu. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống. Đột nhiên dưới chân hắn có hỏa diễm hừng hực, hỏa diễm sáng tối bất định, bắn thẳng tới trước. Người ở xa xa nhìn qua, chỉ thấy hồng liên cực lớn, bốc cháy hừng hực, nó cắn nuốt Lý Vân Tiêu. Thân thể Liễu Phỉ Yên hiện ra trên hồng liên, nàng sớm tổn thương toàn thân, chưa khỏi hẳn, nhưng dùng toàn lực xuất kiếm, trên mặt lạnh lùng, mang theo hỏa liên. Thiên lục tự nhiên, bóng kiếm và hồng liên giao nhau, đồng thời giao thoa chém xuống. Hai tay Lý Vân Tiêu đặt trước người, ngưng tụ 10 chữ lớn, hét lớn một tiếng sau đó đánh ra ngoài. Long cong, ầm ầm, hỏa liên kia nổ tung, Liễu Phỉ Yên phun máu tươi bay ra ngoài. Tinh nguyên, hào quang kia xông lên trời, thân thể Lý Vân Tiêu nghiền áp qua, vô số máu tươi bắn ra, thân thể như bị rút xương, vô số máu tươi bắn ra sau đó văng tung tóe. Đám người xem đầy sợ hãi. Cường giả siêu phàm nhập thánh cũng khó ngăn cản một kích này của hắn, những người còn lại càng sợ hãi, không dám tới gần. Mọi người không cần sợ, khí thế của hắn càng ngày càng yếu. Long Thiên Miểu hét lớn một tiếng, hai chân kéo ra, tay trái hai ngón khép lại, hắn giơ kiếm lên. Sau đó kết giao hiển hiện, rồng bay phượng múa, thiên địa tề minh, kiếm này không ngừng lớn mạnh. Đám người Vi Thanh đều kinh hãi không thôi, Long Thiên Miểu thực lực dường như không ngừng tăng lên. Lực lượng kết giới đang biến mạnh hơn trước. Kỳ Thắng Phong nhìn ra ánh sáng xanh, nói. Đây là Long vực diễn biến ra Long chi lĩnh vực. Mặc kệ ngươi là Lý Vân Tiêu, hay là Ma Chủ Phổ, đều đi chết đi. Hia mắt Long Thiên Miểu bắn ra hàn quang, giờ phút này hắn cảm nhận được lực lượng khổng lồ chưa từng có, thập giai thần huyết cũng sôi trào tới cực điểm, ngay cả Long thân mạnh mẽ cũng không áp chế nổi. Long cong, thiên địa không cách nào hội tụ trên thân kiếm. Đột nhiên chém ra đi. Thiên địa vô pháp, chúng sinh trảm tội. Sắc mặt Lý Vân Tiêu biến hóa, hộ thể cương khí trên người bỗng nhiên bộc phát, sáu tay cuồng vũ, từng đạo kim quang đánh ra ngoài, hội tụ thành một mặt lăng kính cực lớn, đánh thẳng tới trước. Ầm ầm, trảm tội chi kiếm chém tới, đánh lên lăng kính, chấn thiên băng địa, trời cao quay cuồng. Một kiếm của Long Thiên Miểu không ngờ có thể chống lại Lý Vân Tiêu mà không lâm vào hạ phong. Kỳ Thắng Phong đột nhiên kinh hãi, sợ hãi nói. Long vực có thể diễn biến Long vực. Vi Thanh vội hỏi. Thế nào là Long vực? Kỳ Thắng Phong trầm giọng nói. Chính là Long tộc Thiên Phú Thần Thông, tự thành thế giới, thượng cổ chân Long nhất mạch cũng không phải là tồn tại trong thiên võ giới, mà là tồn tại trong chân Long Long vực. Đương nhiên,
Long vực hiện tại uy lực kém xa. Long vực, Phi Thanh cau mày nói. Nơi đây hiện nay vẫn tồn tại sao? Kỳ Thắng Phong mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nói. Long vực từ trước đến nay thập phần thần bí, cụ thể ta cũng không biết. Long Thiên Miểu giờ phút này đã có được lực lượng của chân linh bình thường, có lẽ có thể cảm giác được sự tồn tại của Long vực. Toàn thân Vi Thanh run lên, thì thào lẩm bẩm. Thần cảnh chân linh, hắn vậy đã mạnh như thế. Ầm ầm, Long Thiên Miểu hét lớn. Chư vị mau mau ra tay, hiện tại là thời cơ tốt nhất giết hắn. Đám người Vi Thanh đại biến, hiện tại mỗi người trọng thương, nếu nhảy vào trong lực lệnh mênh mông này, không cẩn thận sẽ tan thành mây khói. Nhưng nếu không giết Lý Vân Tiêu, bọn họ cũng khó thoát khỏi cái chết. Trong mắt Kỳ Thắng Phong mang theo tàn khốc, lạnh giọng nói. Phải ngăn cản ma chủ xâm nhập, nếu không thiên hạ xong rồi một. Đoan Mộc Hữu Ngọc cau mày nói. Ma chủ xâm nhập là số trời, nhưng mà hiện tại còn quá sớm, chúng ta có thể làm chỉ là hòa hoãn thời gian. Phi Thanh gật gật đầu, quay người nhìn qua đám yêu tộc, mặt âm trầm, lạnh lùng nói. Mấy vị vẫn ra công không xuất lực, chẳng lẽ muốn kiếm tiện nghi sao? Thương cười khổ nói. Dùng lực lượng của chúng ta hiện tại, còn có tiện nghi có thể nhặt sao? Phi Thanh đại nhân quá để mắt chúng ta. Phi Thanh khẽ nói. Trong tay các hạ có thánh khí hồn thiên nghi, định ăn chứng ta sao? Nếu các vị không toàn lực ra tay, chúng ta đành phải đối phó mấy vị trước, lại nghĩ biện pháp phong ấn ma chủ. Đám người Thương đầy giận dữ, lại cảnh giác, thân thể rực khẽ động, muốn động thủ. Thương ngăn cản hắn lại, bình tĩnh nói ra. Nếu Phi Thanh đại nhân nói như vậy, chúng ta tự nhiên sẽ ra tay. Hắn hạ lệnh. Tất cả mọi người toàn lực ra tay, đồng tâm hiệp lực với bằng hữu nhân tộc, không được tư tàng. Từ nói. Ma chủ chính là thiên hạ trung địch, nên như thế. Lời này vừa ra, ngân xà kiếm của hắn bay múa, hóa thành ngàn vạn xà ảnh đánh tới. Thương cũng ra tay. Phi Thanh lúc này thỏa mãn, nói. Tất cả mọi người ra tay. Đoan Mộc Hữu Ngọc cầm lấy hàn ngọc xích, đánh ấn quyết, ngọc xích có hàn quang lóe lên, ném ra ngoài. Ngọc xích biến mất trên không trung, xuất hiện ánh sáng nhàn nhạt, tản mát hào quang yếu ớt, chậm rãi đánh thẳng vào Lý Vân Tiêu. Kỳ Thắng Phong cũng ra tay, Minh Luân hiện ra, lăng không chém tớ. Huyền Hoa cùng Liễu Phỉ Yên thương thế quá nặng, đã lui ra sau tĩnh tâm trị thương, hoàn toàn làm ngơ với mọi người. Sắc mặt Lý Vân Tiêu đại biến, hắn tức giận. Lực lượng vòng xoáy kia quá mạnh, đã uy hiếp tới sự an toàn của hắn. Thời khắc mấu chốt, sắc mặt hắn trầm xuống, dường như hạ quyết tâm thật lớn, giơ tay lên, bấm niệm pháp quyết. Rầm 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 phanh. Nhưng lúc này mấy khiếu huyệt chủ yếu chấn động, tất cả đều tự nổ tung, máu tươi chảy ròng. Khí tức trên người Lý Vân Tiêu tăng lên, ma nguyên màu vàng khủng bố sinh ra. A a a. Hắn không ngừng hét lớn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Trên người sinh ra biến hóa, tạo thành các loại đồ án cổ quái. Ầm ầm, trong người hắn bộc phát ma lực, đánh bốn phía sơ xác. Thiên địa run rẩy một. Tất cả công kích vào Lý Vân Tiêu đều dừng lại, hắn đánh ra một kích. Trong tay có kim quang tuôn ra, chậm rãi sinh ra kiếm ý vô cùng, một thanh trường kiếm màu vàng xuất hiện, vô số quy tắc cổ quái xoay tròn. Đột nhiên Kỳ Thắng Phong run lên, cả kinh nói. Không tốt. Hắn đã bất chấp ưu thế nhỏ bé, muốn thả người trốn đi, lại phát hiện ma lực trong người khó vận chuyển, căn bản không thể thi triển thân pháp. Lý Vân Tiêu vẻ mặt đạm mạc, nói. A ma! Long cong! Thanh kiếm rơi vào trong tay hắn, phía trên có 12 đồ án phúc luân, ngàn vạn âm thanh kim loại sinh ra. Lực lượng to lớn sinh ra trong tay Lý Vân Tiêu, trường kiếm vung lên, lập tức quấn lấy hắn sau đó chém mạnh xuống. Ầm ầm! Cả tinh vân đột nhiên nứt vỡ, ánh mắt Long Thiên Miểu mang theo thần sắc sợ hãi. Thanh kiếm kia hiển nhiên cùng cấp bậc với A Hàm Trảm Cốt Đao. Hắn không rõ đối phương vì sao còn lực lượng vận dụng huyền khí biến thái này, nhưng hiện tại không phải lúc suy nghĩ, bởi vì lực lượng một kiếm kia đã chém tới, thân thể như rớt vào hầm băng, khí tức tử vong bao phủ toàn thân. Ta không tin diễn biến ra Long vực vẫn không thể địch lại ngươi. Long Thiên Miểu hét lớn một tiếng. Hắn tăng mạnh lực lượng bản thân lên, ngăn cản kiếm khí đáng sợ. Ầm ầm, lực lượng cường đại nhất, trực tiếp từ trong cơ thể Long Thiên Miểu tuôn ra ngoài, Long vực lập tức mở rộng ra, phóng thẳng vào kiếm thể mạnh mẽ.
ầm ầm. Lại một đạo chấn động sinh ra, thiên địa lập tức sụp đổ, nhật nguyệt vô quang. Sau đó vòng xoáy tinh vân vỡ ra, vô số huyền khí từ trong đó bay ra ngoài, âm thanh rầm 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 sinh ra, tất cả công kích tan nát. Tất cả mọi người bị cắn trả, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, liên tiếp lui ra phía sau. Ngay cả Đoan Mộc Hữu Ngọc cùng Kỳ Thắng Phong cũng bị huyền khí trùng kích, Hàn Ngọc Xích cùng Minh Luân mất hết hào quang, hai người phun máu tươi, gánh không được lực phản chấn mạnh mẽ kia. Phi Thanh là người trực tiếp ra tay cũng không tốt chút nào, trực tiếp bị kiếm lực phản chấn vào thân thể, hắn trọng thương suýt bạo thể tử vong. Một kiếm vừa rồi khủng bố như vậy. Trước thế kiếm, thiên địa sụp xuống một lỗ đen cực lớn, hào quang bị cắn nuốt vào trong, hoàn toàn không thấy Long Thiên Miểu đâu cả. Phi Thanh không ngừng ho ra máu, kinh hãi nói. Một kiếm và một đao lúc trước, chúng là huyền khí gì? Vì sao đáng sợ như thế? Kỳ Thắng Phong mặt mũi tràn đầy sợ hãi, hắn tự nhiên biết rõ đây là lục đạo ma binh, chính là thiên thánh khí, còn vượt xa thánh khí bình thường. Sắc mặt Đoan Mộc Hữu Ngọc tái nhợt, nói. Hắn còn có thể vận dụng lục đạo ma binh, dùng thân thể Lý Vân Tiêu, căn bản không có khả năng vượt qua ba lần. Lục đạo ma binh. Phi Thanh thì thào tự nói, nhớ kỹ tên này. Kỳ Thắng Phong cắn răng nói. Hắn tự bạo mấy đại khiếu huyệt, tăng mạnh lực lượng hàng lâm, di chứng làm tiềm lực thân thể này phế đi. Đoan Mộc Hữu Ngọc giật mình, sau đó nói. Chẳng phải chuyện tốt sao, như vậy ma chủ không thể hàng lâm hoàn toàn. Kỳ Thắng Phong nhìn qua hắn, nói. Ngây thơ, mặc dù thân thể Lý Vân Tiêu không hủy, tuyệt đối không chịu nổi ma chủ toàn bộ hàng lâm. Ma chủ phổ chỉ muốn lợi dụng thân hình này phóng xuất bản thể ra. Phi Thanh trầm giọng nói. Bản thể hắn đến cùng ở nơi nào? Kỳ Thắng Phong lắc đầu, nói. Không biết. Ánh mắt của hắn nhìn qua phía Bắc Quyến Cổn Nam đang phức tạp, nói. Người nào có lẽ sẽ biết rõ. Đoan Mộc Hữu Ngọc nhướng mày, hắn tự nhiên biết rõ lai lịch Bắc Quyến Cổn Nam, chỉ là hiện tại không tiện hỏi thăm. Bạc Phú Kình khổ sở nói. Hiện tại phân thân hàng lâm còn không đối phó nổi, chẳng lẽ còn phải đi đối phó bản thể? Đăng Quang đột nhiên nói ra. Không đúng. Phi Thanh cau mày nói. Cái gì không đúng? Đăng Quang nói. Lục đạo ma binh hoàn toàn vượt qua quy tắc thiên võ giới cho phép, có lẽ sẽ có thần lôi diệt thế giáng xuống. Đoan Mộc Hữu Ngọc cười khổ nói. Ngươi nghĩ nhiều, tục truyền lục đạo ma binh lúc xuất hiện, thật có thiên giáng thần lôi. Nhưng mà sau khi thần lôi đánh xong, từ nay về sau sau ma binh hiện thế, thiên địa quy tắc nếu không dám quản. Cái gì? Tất cả mọi người là thoáng một phát há hốc mồm, thiên địa quy tắc cũng không dám quản. Đây là cái gì khái niệm? Phi Thanh ngốc trệ nói. Nếu thiên địa quy tắc cũng không thể áp chế hắn, chúng ta làm sao phong ma? Đột nhiên giọng nói kỳ lạ vang lên, nhàn nhạt nói ra. Giờ phút này Phổ Đại Nhân chỉ là phân thân mà thôi. Không có nghiêm trọng như các vị nói đâu. Là ai? Mọi người giật mình, giọng nói cực kỳ lạ lẫm, lại cho người ta cảm giác cực kỳ cường đại. Trong tình huống mọi người là đỉnh phong đương thời, hoàn toàn không có phát hiện người tới. Đó là... Mấy người đều sững sờ, chỉ thấy Thủy Tiên đang nằm trên mặt đất hấp hối chậm rãi bay lên, trên người tỏa ra hào quang thánh khiết. Siêu Kim Lương cả kinh nói. Khí tức này, vậy mà giống như đúc ma chủ phổ. Kỳ Thắng Phong cũng cả kinh nói. Ma khí màu vàng thuần khiết như vậy, hải hoàng nhất tộc huyết mạch đại thành. Kim quang chậm rãi biến hóa, chung quanh Thủy Tiên ngưng tụ bộ dáng nam tử, sau đó bay vào trong cơ thể của nàng. Thân thể tổn hại nhanh chóng khôi phục lại, sắc mặt Thủy Tiên trở nên nghiêm nghị cùng trang nghiêm. Đoan Mộc Hữu Ngọc cả kinh, nói. Ngươi, ngươi phải. Thủy Tiên nhìn qua đám người, nói. Ba Long. Cái gì? Mấy người đều kinh hãi, Bạc Phú Kình biết rõ thân phận Thủy Tiên đều đoán được, người còn lại như sấm bên tai, đầu óc ông một tiếng. Phi Thanh kinh ngạc nói. Tứ Hải Trung Chủ, Hải Hoàng Ba Long. Thủy Tiên nói. Đúng thế, Thủy Tiên là con gái của ta, sông họa lớn như thế, làm cho chư vị thêm phiền toái. Trên mặt nàng dường như có chút áy náy. Siêu Kim Lương lạnh lùng tức giận nói. Đâu chỉ phiền toái, quả thực là chọc họa kinh thiên. Thủy Tiên nhướng mày, sắc mặt lập tức trầm xuống, lạnh giọng nói. Siêu Kim Lương, bổn hoàng nói phiền toái là khách khí, cho các ngươi một chút mặt mũi, ngươi không nên không biết điều như thế,
còn dám bỏ lên, cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ, cút. Nàng vừa quát lên, một giọng nam hùng hồn khuếch tán ra, cả không gian chấn động, màng tai mọi người đau đớn. Siêu Kim Lương càng phun ra một ngụm máu lớn, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hắn nằm trên mặt đất thật xa, sắc mặt giận dữ. Thân là phong hào võ đế, vậy mà bị người ta miệt thị như thế, hắn cố chống thân thể định liều mạng, lại phát hiện dù thế nào cũng không đứng vững, ngã xuống đất mấy lần, rốt cục đã bất động, mặt mũi tràn đầy vẻ oán độc nhìn chằm chằm vào Thủy Tiên. Thủy Tiên lạnh lùng nhìn qua đám người, nói. Nếu không có một số người các ngươi ra tay, làm sao có chuyện hôm nay, cảm thương ái nữ của ta, Phi Thanh đại nhân, khoản sổ sách này nên tính toán thế nào? Phi Thanh im lặng. Hải Hoàng Tiên Lễ hậu binh, biến hóa cũng quá nhanh a, nhưng thật sự là Long Thiên Miểu tổn thương Thủy Tiên trước, ai cũng không biết nàng là con gái Hải Hoàng, nếu không ai dám động tới. Hắn chỉ có thể khách khí, nói. Là Long Đại Tiên Sinh lỗ mãng, mong rằng Hải Hoàng Đại Nhân thứ tội. Giờ phút này Long Đại Tiên Sinh dùng thân kháng ma, sinh tử chưa biết, ta trước tiên thay hắn bồi tội với Hải Hoàng Đại Nhân. Huống hồ chúng ta không biết thân phận của lệnh ái, là ngộ thương. Hừ, ngộ thương. Thủy Tiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt hơi đổi, lạnh giọng nói. Đoan Mộc Hữu Ngọc, Đoan Mộc Thương, bổn hoàng xem như có sâu xa với các ngươi, Thủy Tiên có quan hệ sâu đậm với các ngươi lại nhìn qua nàng bị chém mà thờ ơ. Đám người còn lại cả kinh, cổ quái nhìn qua Đoan Mộc Hữu Ngọc, không thể ngờ Đoan Mộc Thế Gia lại có sâu xa với Hải Hoàng có. Huynh muội Đoan Mộc Thế Gia vẻ mặt phiền muộn, Đoan Mộc Hữu Ngọc vội nói. Hải Hoàng Đại Nhân bất giận, ta trước kia suy tính một phen, biết rõ Thủy Tiên sẽ hữu kinh vô hiểm, không có việc gì, lúc này mới dám yên tâm mặc nàng, không ngờ lại bị chém tổn thương, thật xấu hổ. Đoan Mộc Thương cũng nói thêm. Đúng nha, dùng quan hệ giữa chúng ta và Thủy Tiên, tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn qua nàng đi chết. Hải Hoàng Đại Nhân, giờ phút này ma chủ ô ổ đã thức tỉnh, Đại Nhân đã đến, chắc có biện pháp ứng phó. Tuy hai người giải thích. Nhưng Thủy Tiên vẫn thập phần không vui, hừ lạnh nói. Các ngươi cũng quá đánh giá cao bổn hoàng rồi, cho dù bổn hoàng đích thân tới, cũng tuyệt không khả năng áp chế Phổ Đại Nhân, huống chi là hàng lâm thuật. Đoan Mộc Hữu Ngọc nói. Đại Nhân quá khiêm tốn, ma chủ Phổ chỉ là một phân thân mà thôi, Đại Nhân tất nhiên có biện pháp. Phi Thanh cũng vội vàng nói. Tứ Hải là một nhà, kính xin Hải Hoàng Đại Nhân xuất thủ tương trợ. Thủy Tiên nhìn qua lỗ đen trên cao, nói ra. Dưới A Hàm Luân bảo kiếm, Long Thiên Miểu không biết còn sống hay không, cho dù sống sót, hơn phân nửa cũng bị phế, không thể ngờ Phổ Đại Nhân báo thù cho ái nữ. Tất cả mọi người vẻ mặt đầy hắc tuyến, Đoan Mộc Hữu Ngọc nói. Ma chủ Phổ thi triển kiếm này, trực tiếp nổ tung khiếu huyệt của Lý Vân Tiêu, đã không có khả năng lần sử dụng lục đạo ma binh lần thứ tư. Thủy Tiên trầm giọng nói. Lý Vân Tiêu chính là người mang thiên mệnh, ta không tin hắn sẽ bị phế bỏ, trước phong ấn Phổ Đại Nhân trở về, lại nghĩ biện pháp cứu Lý Vân Tiêu. Hắn đã nhận ân huệ của Lý Vân Tiêu, tăng thêm Thủy Tiên ái mộ hắn, cho nên có hảo cảm với Lý Vân Tiêu. Phi Thanh vội nói, Hải Hoàng Đại Nhân nói đúng, nhưng làm sao phong ấn đây? Thủy Tiên nói, Phổ Đại Nhân lực lượng hơn xa mọi người, rất khó cưỡng ép phong ấn, chỉ có thể mượn phương pháp khác. Các ngươi tranh thủ thời gian cho ta. Phi Thanh đại hỉ nói. Đại nhân cứ thi triển, kéo dài thời gian sẽ giao cho chúng ta. Tuy hắn nói thật nhẹ nhàng, nhưng giờ phút này mỗi người trọng thương, còn bao nhiêu lực lượng kéo dài với ma chủ Phổ. May mắn hắc động kia còn đang không ngừng khuếch tán, dường như đang yếu đi. Thủy Tiên trực tiếp lăng không ngồi xuống, trong này mi tâm của nàng chớp động, lực lượng to lớn hiện ra, đó là một đóa kim liên. Không ít người nội tâm chấn động mãnh liệt, thầm hô, pháp hoa liên thai, tiết thị ngã văn. Hải tộc chí bảo, hải hoàng nhất mạch truyền thừa thánh khí, không ít mọi người nghe nói và có ghi lai. Tất cả mọi người hoảng hốt, vài vạn năm cũng không thể gặp được thập giai huyền khí, bây giờ đã thấy bốn kiện. Nặc Á Chi Chu, Luân Hồi Đại Chuyển Bàn, Hồn Thiên Nghi, Thiết Thị Ngã Văn. Còn có hai kiện lục đạo ma binh càng khủng bố hơn nữa. Ân. Lý Vân Tiêu trên bầu trời phát hiện cái gì, ánh mắt nhìn xuống, sững sờ, lập tức giận dữ, lạnh lùng nói. Hậu nhân ba mộc. Thủy Tiên mở mắt ra, gật đầu nói. Hậu nhân ba mộc, ba long, bái kiến Phổ Đại Nhân.
Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói. Đã biết rõ thân phận bổn tọa, ngươi còn ra tay với ta. Thủy Tiên nói. Năm đó đại nhân ân uy thiên hạ, từ bi vi hoài. Nhưng mà mấy năm qua tâm tính biến hóa, sát khí rất nặng, không biết là nguyên nhân nào. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, lạnh giọng nói. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám dò hỏi chuyện của bổn tọa. Thủy Tiên nói. Ba Long hèn mọn, chỉ mong chút lực lượng nhỏ bé này làm đại nhân ngủ say. Ha ha, chê cười. Lý Vân Tiêu mỉa mai nói. Trong núi không lão hổ hầu tử xưng vương, người cao cao tại thượng lâu đã quen, quên thân phận ti tiện của mình. Vậy mà bằng vào mượn thể chi thuật cũng muốn phong ấn ta, thế giới này quá điên cuồng. Thủy Tiên nhẹ khẽ cười nói. Đại nhân hàng lâm chỉ là một phần nhỏ mà thôi, hơn nữa ba lượt vận dụng lục đạo ma binh. Thân hình Lý Vân Tiêu nổ tung vài khiếu huyệt, hoàn toàn là cực hạn rồi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Dù vậy, lại giết các ngươi cũng dễ dàng. Hắn liếc mắt nhìn qua Pháp Hoa Liên Thai, cười nhạo nói. Bổn tọa đúng là muốn xem các ngươi có thủ đoạn gì mà dám dõng dạc. Ta trước tiên rút Long Phượng lực lại thu thập ngươi, cũng đừng nói ta không niệm tình xưa, không cho ngươi thời gian. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, sau lưng lập tức xuất hiện chân ma cự linh. Hai tay cự linh chụp vào hắc động vỡ ra. Ầm ầm, cả không gian đen kịt lập tức bị hắn xé thành hai nửa. Tất cả mọi người hút khí lạnh, hoảng sợ la thất thanh nói. Cái gì, lỗ đen cũng có thể bị xé tan. Thời điểm mọi người không kịp phản ứng hắc động có kiếm quang bay ra, Long Thiên Miểu Nhan kiếm hợp nhất, hiện ra lần nữa. Hắn vào lúc này toàn thân đẫm máu, nhưng đã ngưng kết lại, bao phủ da thịt. Nhưng mà nhiều nơi đã thấy xương trắng. Bị ma kiếm chém chúng đã suýt lấy mạng của hắn, vốn định trốn trong hắc động chữa thương, không nghĩ trực tiếp bị Lý Vân Tiêu xé mở, không tiếp tục trốn nữa, chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Vùng vẫy chết mà thôi. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, chân ma pháp tướng hai tay hợp lại, bốn đạo kim quang sáng lên, quấn vào cùng một chỗ. Giờ phút này lực lượng Lý Vân Tiêu còn cường đại hơn cả trước khi nổ khiếu huyệt, hai ta bắt ấn quyết. Hai tay đột nhiên đánh ra, đặt lên kiếm quang của Long Thiên Miểu. Ầm ầm, Long vực lập tức nghiền nát, rồng bay phượng múa sụp đổ. Phốc, Long Thiên Miểu há miệng phun máu tươi, trực tiếp bay ra ngoài. Trái tim mọi người băng hàn, bọn họ ký thác kỳ vọng vào gia chủ Long gia đã triệt để tan tác, lại không người nào kháng cự ma uy này. Lý Vân Tiêu đánh xong một kích, cất bước tiến lên, đi tới bắt lấy đối thủ. Thân thể Long Thiên Miểu bị lực lượng không gian trói buộc. Không cách nào nhúc nhích, hắn cũng không có lực lượng nhúc nhích, rất nhiều máu tươi phun ra, trong mắt mang theo tuyệt vọng. Hừ, Long Nguyên Phượng Quang không những cứu cô nàng kia, hoàn thành nguyện vọng của chủ nhân thân thể này, còn có thể chữa tốt thân thể này, xem như nhất cử lưỡng tiện, không có phí công ta binh kỳ hiểm chiêu. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt nói ra, đánh ra mấy ấn quyết, đánh vào cơ thể Long Thiên Miểu. Phốc một. Long Thiên Miểu tiếp tục phun máu tươi, lực lượng màu trắng từ thất khiếu của hắn bay ra, giống như sương khói, bao phủ các nơi. Cùng lúc đó, một đám quang mang màu vàng bay lên, đan vào trong khói trắng này. Hai lực lượng tràn ra, thân thể Long Thiên Miểu suy bại kịch liệt, thân thể như bị rút máu, toàn thân gầy đi. Trong mắt hắn đầy tuyệt vọng và oán độc, không cam lòng quát ầm lên. Súc sinh, bổn tọa nhất định sẽ phanh thây xé xác. Rút gân lọt ra ngươi. Lý Vân Tiêu cười nhạo. Ngoan thoại là biểu hiện của kẻ yếu. Long Nguyên Phượng Quang dưới ấn quyết của hắn, trực tiếp bay quanh người mình, sau đó lăng không một điểm, thân thể phi nghê bay lên, ngồi xếp bằng trước mặt của hắn. Hai người lập tức bị Long Nguyên chi lực bao trùm, còn có Phượng Quang màu đỏ bay ra. Lý Vân Tiêu đẩy hai tay ra, trực tiếp tiếp trưởng với phi nghê, thân thể hai người dưới Long Nguyên Phượng Quang đã trở nên mơ hồ. Long Thiên Miểu còn bị ma lực gông xiềng, chỉ cảm thấy lực lượng và tính mạng đang trôi qua, hắn giãy giụa muốn kháng cự, lại phát hiện căn bản vô kế khả thi, không thể làm gì. Chỉ có thể trơ mắt tiếp nhận sự thật, cảm thụ được võ đạo thoái hóa, sinh cơ mất đi, nội tâm thống khổ còn khó chịu hơn chết. Đám người Vi Thanh sắc mặt trắng bệch. Nhưng tình thế hiện tại, Lý Vân Tiêu không chủ động công kích bọn họ đã cảm tạ trời đất, tất cả mọi người có trọng thương trên người. Ai dám tiến lên đi ngăn cản? Cài đặt ngay. Ánh mắt mấy người nhìn qua người Thủy Tiên, mạng sống cũng chỉ có thể trông cậy vào nàng.
Thủy Tiên vẫn đang bấm niệm pháp quyết, dưới thân thể có lực lượng mênh mông hiện ra, cả đại địa dần dần trở nên trang nghiêm. Ồ! Trong Long Nguyên Phượng Quang có tiếng kinh ngạc của Lý Vân Tiêu vang lên. Sau đó một đạo kim quang bay tới, trực tiếp rơi vào trước mặt Thủy Tiên, sắc mặt ngưng trọng đánh giá Thủy Tiên bấm niệm pháp quyết, còn có thiên địa biến hóa theo. Đột nhiên đồng tử Lý Vân Tiêu co lại, cả kinh nói, đây là công pháp thần thông gì? Thủy Tiên cũng không đáp, nhanh chóng thi triển pháp quyết, mượn thế nhanh hơn nữa bản thân Thủy Tiên vốn trọng thương, mỗi ấn quyết đều vô cùng cố sức. Ba Long, dừng cho bổn tọa một. Lý Vân Tiêu dường như cảm nhận được cái gì không đúng, đột nhiên quát lên. Thủy Tiên căn bản không quan tâm tới, vẫn làm theo ý mình. Muốn chết, Lý Vân Tiêu giận dữ, đánh ra một chưởng. Đột nhiên hai đạo nhân ảnh chớp động, Bắc Quyến Cổn Nam và Khâu Mục Kiệt bỗng nhiên ra tay, một người là đại thành thân thể, một người nguyên lực vĩnh viễn không suy kiệt, trước mặt là hai người bảo toàn thực lực hoàn hảo nhất. Ầm ầm, dưới một chưởng này, hai người trực tiếp bị đánh bay mất. Khâu Mục Kiệt phun ra một ngụm máu tươi, chân thể có dấu hiệu sụp đổ, tứ chi và khí quang có phù triện hiện ra, máu chảy ra ngoài. Gương mặt Bắc Quyến Cổn Nam bị hủy, biến thành bộ dáng hủ thi 10 vạn năm. Tất cả mọi người nhìn qua tâm kinh đảm hàn, nghĩ thầm đây rốt cuộc là quái vật gì. Lý Vân Tiêu đánh bay hai người, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào Thủy Tiên, nâng tay phải lên điểm ra một chỉ, một đạo kim sắc ngưng tụ trước người, đánh thẳng tới trước. Kim quang hiện ra, hòa vào kim quang chung quanh Thủy Tiên, căn bản là đồng nguyên. Bầu trời tối sầm lại, một đạo thái cực đồ hiện ra, trực tiếp bao phủ Lý Vân Tiêu vào trong đó. Lý Vân Tiêu tỏa ra kim quang đầy trời, đột nhiên áp chế tiêu tán đi, dưới thái cực đồ, tất cả linh khí dường như ngưng kết lại, không cách nào vận chuyển. Tất cả mọi người đều hoảng sợ, không gian lưu chuyển, bầu trời không còn là của thiên võ giới. Lúc này hào quang lóe lên, Thương đã sử dụng thiên phú thần thông. Hơn nữa hai tay của hắn, hào quang từ hồn thiên nghi lưu chuyển, thiên địa song trục không ngừng biến thành hào quang bắn ra xa xa, lúc này ngân hà biến thiên. Thân thể Lý Vân Tiêu va chạm thiên phú thần thông và hồn thiên nghi áp chế, đột nhiên trì trệ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh sợ. Thái cực phong thiên, võ đạo suy diễn, hừ. Lý Vân Tiêu hừ một tiếng, gian nan giơ tay lên, một đám hào quang bốc lên hừng hực, chỉ còn lại động tác chậm rãi. Nội tâm Thương rất kinh hãi, có thể vận chuyển nguyên lực dưới thiên phú thần thông của hắn, hắn chưa từng thấy qua, nhưng lại có hồn thiên nghi áp chế, tất cả mất đi một nửa hiệu quả. Chư hành vô thường, tất cả đều khổ, chư pháp vô ngã, mất đi yên vui. Sáu tay Lý Vân Tiêu khôi phục, cương khí cường đại ngưng tụ ra, kéo căng phong ấn này, phóng tới bốn phương tám hướng, không ngừng thôn vệ lực lượng phong ấn. Sắc mặt Thương đại biến, yêu thân lạnh run, hào quang trên hai sừng hỗn loạn không chịu nổi. Oanh! Rốt cuộc thái cực đồ vỡ tan, thiên địa lờ mờ, lần nữa trở lại thiên võ giới. Thương đứng mũi chịu sào nên bị trùng kích, trực tiếp phù máu bay ra ngoài. Lý Vân Tiêu thần thông không ngừng, toàn thân sinh ra sát khí, kim quang bao phủ bàn tay. Thủy Tiên mở hai mắt ra, hai tay hợp lại trước người, đánh ra một kích. Cả thiên địa đột biến, lực lượng kỳ dị cũng hàng lâm ngay sau đó. Toàn thân Lý Vân Tiêu run lên, kinh sợ nói, đáng chết điều này sao có thể. Hắn phẫn hận nhìn chằm chằm vào Thủy Tiên, thân hình lao tới, kim quang từ bàn tay giờ đang nâng lên. Đột nhiên thân hình trì trệ, a kêu thảm một tiếng. Võ Lâm Minh Chủ hot hơn cả Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile, siêu phẩm Mobile Top 1 2016 PK 0 Auto, liên chiêu tuyệt. Cài đặt ngay. Gương mặt Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ thống khổ, ngũ quan bắt đầu vặn vẹo. A, đáng chết, ngươi vẫn chưa chết. Chết con em ngươi, bản thiếu gia chưa chết đâu, trên trời dưới đất, từ xưa đến nay, còn chưa có kẻ nào tùy tiện chiếm cứ thân thể của ta. Phải chết thì ngươi chết đi. Tất cả mọi người hoảng hốt không thôi, hai giọng nói khác nhau, giọng nói thứ hai là bản thân Lý Vân Tiêu. Bắc Quyến Cổn Nam thấy Lý Vân Tiêu thì trong mắt có tinh quang lóe lên. Thủy Tiên cười nói, cố gắng lên a, không nên thua Phổ đại nhân. Lý Vân Tiêu điên cuồng hét lên nói, Ba Long, đợi tí nữa ta sẽ triệt rễ diệt nhất mạch của ngươi. Trong tay hắn sáu đạo kim mang tản ra, bụng lấy ba đầu lâu, giống to lên. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, ma chủ Phổ đúng không, cho ngươi đi ra chơi lâu như vậy, cũng nên trở về nghỉ ngơi. Sắc mặt Lý Vân Tiêu dữ tợn, hét lớn, muốn đuổi ta đi, ngươi chưa có tư cách này. Hắn đánh ấn quyết,
vô số phù quang sinh ra trong người, gương mặt biến thành khắc nghiệt. Lý Vân Tiêu nửa ngày đều không có nói gì, dường như bị áp chế xuống. Trong lúc này, một mặt pháp tướng bên trái mở mắt ra, trên khóe tươi cười, chậc chậc nói, pháp tướng kim thân coi như không tệ, có thể dung nạp song hồn chung thể, người có thể áp chế ta rời khỏi chủ thể, có bản lĩnh áp chế ta rời khỏi pháp tướng này đi. Lý Vân Tiêu chính diện giận dữ, quát tại sao ngươi phải quấy rối? Dùng thực lực không quan trọng của ngươi, nếu không có ta chiếm cứ thân ngươi, đã sớm chết rồi, có tư cách gì quấy rối? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, chê cười, thân thể của ta do ta làm chủ, ai bảo ngươi tới? Ngươi chữa cho Phi Nghê, ta thiếu nợ ngươi một nhân tình, lần sau gặp ngươi không giết là được, hiện tại ngươi có thể đi. Gặp ta không giết, ha 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 ha, Lý Vân Tiêu giận quá thành cười, cười hai mắt phun lửa, quát, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, ngươi là ai? Lý Vân Tiêu khẽ nói, ta xác thực không coi vào đâu, kính xin ngươi tranh thủ thời gian rời khỏi. Rời khỏi con em ngươi, bổn tọa đã tới, thân thể này là của ta. Lý Vân Tiêu giận dữ, mặt đầy lửa giận, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, lực lượng cổ quái hiện ra, giờ phút này hai mặt là hắn khống chế, một mặt pháp thân hoàn toàn bị Lý Vân Tiêu chiếm cứ, không thể chỉ huy. Hai mặt pháp thân toàn thân màu vàng, có ma vân màu đen hiện ra, không ngừng lan tràn chung quanh, đan vào cùng kim quang. Mặt pháp tướng thứ ba có kẻ khác xuất hiện, Lý Vân Tiêu sắc mặt cả kinh, trong mắt lộ ra vẻ cả kinh. Ngươi, hắc hắc, gương mặt pháp tướng thứ ba trở nên cổ quái, nhe răng cười, nói phổ, ý chí của ngươi bằng vào lực lượng mà có, bổn tọa vì sao không thể. Võ giả bốn phía giật mình và hoảng sợ, hoàn toàn không phân rõ tình huống, Thủy Tiên cũng chấn động. Nhưng sắc mặt nàng trở nên ngưng trọng, ấn quyết không ngừng, dị lực trên bầu trời càng mênh mông hơn nữa. Kỳ Thắng Phong rung giọng nói, đế, dế đại nhân. Lý Vân Tiêu cau mày nói, ma chủ đế, bản thiếu gia thật sự là vinh hạnh, một bộ tàn thể mà có hai ma chủ đại nhân tranh mua. Ma chủ đế cười lạnh nói, loại thân thể rác rưởi này, đặt ở 10 vạn năm trước, sách giày cho bổn tọa cũng không xứng, hiện tại nha, miễn cưỡng có thể dùng. Ma chủ Phổ Kinh sợ nói, ta và ngươi căn bản không thể cùng tồn tại, vì sao tranh đoạt một thân thể, không có đạo lý, mặc dù thân thể này chứa ma nguyên lực của ngươi. Nhưng ta cướp thì phát hiện ý chí mất đi, chỉ còn lại năng lượng tinh khiết. Ma chủ đế khẽ nói. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Ta nói Phổ A, ngươi không phải tự xưng là từ bi chính nghĩa sao? Vì sao bắt đầu trở nên giết chóc? Hẳn là mấy năm qua bị trấn áp, ngươi đổi tính sao? Hừ, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Ma chủ Phổ lạnh lùng nói. Ma nguyên chỉ có 1/10 của ngươi mà thôi, sợ rằng ngươi đã sớm không trọn vẹn. Muốn khôi phục chân thân, có lẽ chọn đời vô vọng. Hắc hắc, trước kia có lẽ là thế, nhưng bây giờ không phải còn ngươi sao? Ma chủ đế thè lưỡi liếm môi, cười quái dị nói. Chỉ cần ngươi còn ở lại phiến thiên địa này, một ngày nào đó sẽ bị bổn tọa tìm được, sau đó nuốt ngươi, khôi phục bát tử bất diệt ma thân. Ma chủ Phổ tỉnh táo lại, trầm tư nói. Ta hiểu rồi, ngươi giờ phút này chỉ là một đám ma nguyên nhớ lại tiềm thức mà thôi. Đã bị ta ảnh hưởng mới kích phát ra, hoặc là bị lục đạo ma binh nhuộm lấy. Ma chủ đế nhướng mày, nói. Đúng thì như thế nào, ta sớm muộn gì cũng khôi phục toàn bộ chân thân. Ma chủ Phổ nói. Không cần nói sớm thế, lực lượng ngươi đã yếu hư thế, trước mắt kiếp này sợ rằng khó thoát. Ma chủ đế ngẩng đầu lên, kim quang đầy trời, bồng bềnh đung đưa, làm cho hắn cảm giác không thoải mái, cả kinh nói. Đây là... Ma chủ Phổ gật đầu nói. Người có lẽ cũng không xa lạ gì, đúng là giới lực. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ, khó có thể tin nhìn qua Thủy Tiên. Lý Vân Tiêu cũng chấn động, cái loại kim sắc quang mang này vô cùng mênh mông, đặt mình trong đó, chỉ cảm giác mình quá nhỏ bé. Nhưng cho dù thế nào cũng không nghĩ tới là giới lực của thiên võ giới. Ma chủ đế cả kinh nói. Làm sao có thể, lực lượng thân hình này chẳng ra sao, muốn dẫn động giới lực, còn kém xa lắm. Thủy Tiên hai tay bấm pháp quyết, nói. Hai vị đại nhân nói không sai, trừ phi nhị vị đại nhân chân thân hàng lâm, nếu không căn bản không cách nào dẫn động giới lực. Đây chỉ là thần thông ta thi triển ra, mượn giới lực mà thôi. Mượn giới lực,
mọi người cũng quá sợ hãi, thiên hạ này có thần thông như thế. Chẳng lẽ là vô địch sao? Đặc biệt là đám người Vi Thanh, thần sắc quái dị. Cái gọi là giới lực, đó là lực lượng thiên địa của thế giới, cũng là lực lượng cực hạn của thế giới, cơ hồ tất cả quy tắc cùng lực lượng đều khó vượt qua cực hạn này. Thủy Tiên nhẹ nhàng cười cười, nói. Mọi người không cần giật mình như vậy, chỉ là mượn sơ mà thôi. Ma chủ Phổ ngưng trọng nói. Chư pháp vô tương, tất cả pháp trong mắt bổn tọa chẳng là gì, nhưng đây là thiên võ giới giới lực. Ma chủ đế đột nhiên cười nói. Phổ, ngươi không phải là muốn ta giúp ngươi đào tẩu đấy chứ? Ta chỉ là một đám tiềm thức bỏ đi, phân thân của ta sớm thoát lâu rồi, mặc dù lại ngủ say thì làm sai. Nhưng ngươi nếu bị phong ấn, lần nữa hiện thế đã là không biết bao nhiêu vạn năm, ha ha ha. Ma chủ Phổ mặt âm trầm, khẽ nói. Chê cười đủ rồi, ta hiện giờ mới là chủ thân thể, trực tiếp dùng ngươi là được, không cần ngươi trợ giúp. Hai tay của hắn thi triển ra, toàn thân kim quang sáng ngời, ma nguyên màu đen hiện ra, mi tâm dần dần xuất hiện ký hiệu của đế. Khí tức chây người ma chủ đế không ngừng suy yếu, giật mình, lập tức cười nhạt một tiếng, nói. Ha 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 ha, thiên thế bách chuyển, ngươi trung quy vẫn phải trở về, lúc trước làm sao tự cho là thông minh, cần phải rời khỏi nơi này. Ma chủ Phổ lạnh lùng nói. Đạo bất đồng, đường tự nhiên bất đồng. Mặc dù là hiện tại, ta cũng không có khả năng đồng hành với ngươi, nhưng mà lực lượng này của ngươi, ta rất muốn đấy. Ma chủ đế nhe răng cười nói. Rất muốn, ngươi nuốt trôi sao, ha ha ha, ngươi ăn ta và ta ăn ngươi có gì khác nhau chứ? Ta và ngươi bản chính là nhất thể, là tuyên cổ ma chủ A. Ma chủ Phổ nhíu mày, lạnh lùng nói. Ngươi nói quá nhiều, năm đó sau khi tách ra, ngươi là ngươi, ta là ta. Không bao giờ còn là tuyên cổ ma chủ. Ma lực trên người ma chủ đế bị rút sạch, một đám hào quang bay lên, nhe răng cười nói. Thiên nhân địch, vạn nhân địch, từ xưa đến nay, chấn diệu cổ kim toàn bộ vô địch ha 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 ha. Tiếng cười kia dần dần suy yếu, cuối cùng nhất biến mất không thấy gì nữa. Gương mặt trào phúng hiện ra, gương mặt giống ma chủ Phổ như đúc, ý thức của đế bị xóa đi. Ma chủ Phổ lạnh lùng nói. Còn ngươi nữa, chủ nhân thân thể này, ngủ say đi. Bốn tay của hắn giơ lên trời, một đạo cương khí hiện ra bao lấy thân thể. Lý Vân Tiêu biến sắc, lập tức cảm thấy bị triệt để gông cùm, mà ý niệm không thể chuyển động tùy ý. Hắn tức giận nói. Bản thiếu gia quản ngươi là ma chủ hay là quỷ vương, đều cút đi cho ta. Giống to một tiếng, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, mi tâm có kim quang bắn ra, chậm rãi xuất hiện trên bầu trời. Ma ha cổ tự hiện ra, trực tiếp lơ lửng chung quanh ba đầu sáu tay, kim quang sáng ngời. Đây là ma ha cổ thần quyết. Vi Thanh quá sợ hãi, gương mặt bắt đầu vặn vẹo. Kỳ Thắng Phong cũng kinh hãi, trong hai mắt bắn tinh quang, rung giọng nói. Luyện hồn thần quyết, là luyện hồn thần quyết. Sắc mặt Lý Vân Tiêu vô cùng ngưng trọng, giờ phút này đấu với ma chủ là hồn lực, không cẩn thận là hồn phi phách tán, hoặc là trọn đời bị chân áp. Ấn quyết của hai biến đổi, quát, hóa, ma ha cổ tự không ngừng dung chuyển, hóa thành kim quang bắn vào mi tâm. Ma chủ Phổ sắc mặt đại biến, gầm lên, bốn tay vung vẩy, vô số phù văn tuôn ra khỏi thân thể, trực tiếp ngưng tụ chân ma pháp tướng. Ầm ầm, sáu tay chân ma pháp tướng bao phủ các nơi, chân áp vòng xoáy tinh vân, pháp tướng và vòng xoáy lập tức trở nên hoảng hốt, không gian như biến thành chất lỏng. Lý Vân Tiêu biến sắc. Trên trán mồ hôi lăn xuống, cảm thấy đầu óc như nổ tung, không ngừng giống to, đau đầu muốn nứt ra. Mọi người đều ngây ngốc, loại đấu hồn lực này vậy mà có thể hóa thành dị tượng thực chất, giống như dùng vũ khí chém giết, sợ rằng chỉ có hồn lực cửu giai mới dùng được. Nhưng Bạc Vũ Kình và Khâu Mục Kiệt nội tâm sinh ra sóng gió, loại hồn lực kỹ pháp này, căn bản không phải cửu giai thuật luyện sư bình thường có thể thực hiện, hơn nữa hung hiểm khó đánh giá, mặc dù là bọn họ cũng chưa từng gặp qua. Thủy Tiên cũng hoảng hốt, hai tay bấm niệm pháp quyết, thân thể ngồi trên đài sen, bộ dáng trang nghiêm. Tất cả pháp, như ảo ảnh trong mơ, như sương mù như điện. Cả đài sen sáng ngời, trực tiếp phóng lên trời, một đạo cột sáng tiến vào tầng mây sau đó tản ra. Một cái khe xuất hiện, một cây đao quy tắc hiện ra trong kim quang, càng ngày càng mạnh. Đó là thân hình ma chủ Phổ chấn động, đột nhiên kinh hãi, ấn quyết biến hóa.
hồn lực tăng mạnh. Đáng chết! Lý Vân Tiêu giận dữ hét. Mặc dù bản thiếu gia chết, cũng muốn kéo ngươi vào luân hồi. Mi tâm của hắn có kim quang bắn ra. Giới thần bi hiện R, A lập tức hóa thành tấm bia cao lớn, lăng không áp xuống, muốn triệt để đánh ba đầu sáu tay phấn thân toái cốt. Trên thân bia có đủ loại hào quang hiện ra, không ngừng có ma ha cổ tự xuất hiện, thế giới chi lực điên cuồng khuếch trương, thế như núi áp xuống. Đây là... Ma chủ Phổ toàn thân chấn động mạnh, thất thanh nói. Giới thần bi. Hắn bất chấp nghĩ nhiều, vội vàng mở tay đánh lên trên. Ầm ầm. Dị lực từ ba đầu sáu tay sinh ra, ngăn cản giới thần bi, uy áp mênh mông tỏa ra ngoài. Ma chủ Phổ trong mắt kinh hãi liên tục, nhìn chằm chằm vào thần bia, giống như giờ phút này vẫn khó tin nổi, nội tâm khiếp sợ càng ngày càng nặng. Thủy Tiên đột nhiên hét lớn một tiếng, nói. Mở mắt. Cái khe trên bầu trời đột nhiên mở rộng ra, giống như tia sáng ban mai xé tan mây đen, chiếu sáng thiên địa. Khe hở mở ra, đó là một con mắt, nó có thể nhìn thấu vũ trụ tinh không. Nó như lực lượng chí cao vô thượng quan sát đại địa. Tất cả mọi người dưới ánh mắt kia nhìn xuống, toàn thân đại chấn, nhịn không được muốn quỳ xuống triều bái. Kỳ Thắng Phong cả kinh nói. Thiên đạo chi nhãn, dĩ nhiên là thiên đạo chi nhãn. Khó trách có thể mượn giới lực. Đám người Vi Thanh sắc mặt trắng bệch, lộ ra vẻ không thể tin được. Trước mắt xảy ra nhiều chuyện trùng kích thị giác và tâm thần của bọn họ, càng ngày càng khó dùng hiện trạng tiếp nhận sự thật này. Tương truyền thiên đạo có linh, có mắt quan sát đại địa. Bởi vì cái gọi là ngẩng đầu ba thước có thần linh, chỉ là thiên đạo chi nhãn nhìn tận các pháp. Thứ này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, vậy mà thực tồn tại, hơn nữa còn do ba long mượn thể làm ra. Bản thân ba long mạnh tới cỡ nào? Ở Bắc Phực xa xôi, Lam Tuyết Thánh Thành. Trên sân thượng to lớn, nơi đó xây dựng nhật nguyệt tinh đấu, vũ trụ ngân hà, ngôi sao có quỹ tích vận hành của mình, dường như diễn biến số và mệnh. Cả huyền khí này tên là Diễn Thiên Nghi, chính là phỏng theo yêu tộc hồn thiên nghi mà chế thành, công năng cực kỳ tương tự, có thể trực tiếp mượn lực thông thiên. Đúng lúc này một đạo hào quang từ Diễn Thiên Nghi bắn thẳng lên trời. Không tốt. Thiên địa dị biến. Trong khoảnh khắc, Công Dương Chính Kỳ xuất hiện trước Diễn Thiên Nghi, trên mặt mang theo vẻ kinh ngạc cực độ. Dường như cả thánh vực đều phát hiện khác thường, vô số hào quang hội tụ đến, trong khoảnh khắc bóng người đầy trời. Sắc mặt Công Dương Chính Kỳ tái nhợt, lạnh giọng nói. Khí nuốt nghiêu đầu, đã xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người nhìn trời, sau đó các âm thanh bàn tay vang lên. Một đạo quang ảnh bỗng nhiên hiện ra bên cạnh Công Dương Chính Kỳ, dần dần hóa thành một gã nam tử áo lam, trường bào có hoa văn lá trúc yêu nhã. Nam tử vừa xuất hiện, lập tức dẫn tới bạo động không nhỏ, hắn nhìn qua Diễn Thiên Nghi, nói. Thiên địa khác thường, có lẽ tại Đông Vực Thành Hồng Nguyệt. Cái gì, Thành Hồng Nguyệt? Công Dương Chính Kỳ cả kinh, đám người còn lại nhìn nhau. Trong lòng Viên Cao Hàn trầm xuống, hồn của hắn trong giới thần bi. Vẫn không cảm ứng được gì, chỉ là vừa rồi là giới thần bi rung động, không biết có chuyện gì xảy ra. Trong cùng thời gian, Diễn Thiên Nghi biến hóa, hẳn lại là Lý Vân Tiêu gây xảy chuyện gì sao? Hắn có chút cảm giác lao tâm quá độ, vỗ đầu, cảm thấy người nọ đúng là chuyên gia gây chuyện, vĩnh viễn không có biện pháp cứu. Lăng Bạch Nguyệt ánh mắt co rút lại, trong mắt bắn ra chút hàn quang, hắn đang trầm tư bất định, nghe được Công Dương Chính Kỳ gọi hắn. Lăng Bạch Nguyệt. Thành Hồng Nguyệt có tin tức gì hay không? Lúc này ánh mắt tất cả mọi người nhìn qua hắn. Lăng Bạch Nguyệt nói. Không có tin tức gì, hơn nữa tin tức bên kia đã đứt đoạn rồi. Liên lạc đều đoạn. Công Dương Chính Kỳ đồng tử đột nhiên co lại, nổ bắn ra tinh mang đến, cả giận nói. Chuyện trọng yếu như vậy vì sao bây giờ mới nói? Lăng Bạch Nguyệt cười khổ nói. Ta cũng nhận được tin tức không lâu, đang suy nghĩ đã xảy ra chuyện gì. Ai ngờ Diễn Thiên Nghi đã biến hóa. Sắc mặt Công Dương Chính Kỳ ngưng trọng, nói. Diễn Thiên Nghi có thể diễn thiên, tất nhiên có đại sự phát sinh, ai muốn đi Thành Hồng Nguyệt tìm hiểu xảy ra chuyện. Người đầy trời đưa mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng. Ánh mắt Lăng Bạch Nguyệt lập lòe, nói khẽ. Chuyện lớn như vậy, phái một hai người đi cũng không thích hợp, không bằng do ta đi xem đi. Công Dương Chính Kỳ nhướng mày, nhưng rất nhanh hắn thở ra, nói. Như thế cũng tốt, do Lăng Bạch Nguyệt ngươi đi một chuyến,
nếu như gặp tình huống địch nhân khó đối phó, không cần thiết cố mà làm đâu. Lăng Bạch Nguyệt cười nói. Yên tâm đi đại nhân, ta còn không muốn chết sớm như vậy. Công Dương Chính Kỳ nói. Thành Hồng Nguyệt Đường Tâm cưới Khương Nhược Băng, thiên hạ hào kiệt tất nhiên đi không ít, tử sú tịch đại biểu thánh vực đã ở bên kia, có hai người các ngươi là cường giả cửu tinh đỉnh phong tỏa chấn, hơn phân nửa sẽ không có vấn đề gì. Lăng Bạch Nguyệt cười khổ nhíu mày, bất đắc dĩ khẽ lắc đầu. Phi Thanh đã đi tới Thành Hồng Nguyệt, đây là chuyện mọi người không biết, ngay cả hắn cũng không thể chấn bãi, mình có thể làm gì chứ? Còn mình phái vệ cương đi, đã sớm mất đi liên hệ rồi, có lẽ đã vẫn lạc. Trong mọi người ở đây, không có người nào hiểu rõ chuyến đi Thành Hồng Nguyệt này hung hiểm thế nào, nhưng mà tin tức yêu tộc Hồn Thiên Nghi thập phần tin cậy, hắn không muốn buông tha cơ hội ngàn năm có một cướp đoạt thánh khí này. Thành Hồng Nguyệt lần này nên do ta đi thôi. Nam tử mặc cẩm bào màu xanh, phía trên thêu hình cây trúc nói ra. Đồng tử Lăng Bạch Nguyệt đột nhiên co lại, hiện ra một tia kinh hãi. Công Dương Chính Kỳ cũng kinh ngạc nói. Hắc Phú Hộ Đại Nhân muốn đi sao? Nam tử này chính là một trong năm chấp pháp giả của thánh vực Hắc Phú Hộ, sắc mặt của hắn hờ hững. Diễn Thiên Nghi dị biến, đây cũng không phải là việc nhỏ, Lăng Bạch Nguyệt chưa chắc chấn áp chàng diện được. Lăng Bạch Nguyệt miễn cưỡng cười cười, nói. Nếu như có đại nhân tiến đến, chuyện này không thành vấn đề. Hắc Phú Hộ nói. Lăng Bạch Nguyệt, người đi theo ta. Ánh mắt của hắn đảo qua không trung, sau đó điểm ra từng cái tên, cuối cùng nhìn qua một cô gái dáng nhỏ nhắn, nói. Nam Phong Tuyền, người cũng đi theo ta đi. Khanh khách, nàng kia nhẹ cười rộ lên, vỗ tay hoan vui mừng mà nói. Đi Thành Hồng Nguyệt du lịch sao? Tốt a. Nàng một tay nâng cằm, nghiêng đầu qua nói. Bây giờ đang là thời tiết nóng bức, uống nhiều nước trà giải nóng. Lần trước đi Thành Hồng Nguyệt uống trà không nhớ rõ đã bao lâu rồi, nước trà lần đó thật dễ uống. Hắc Phú Hộ nói. Tần Xuyên, ngươi cũng theo ta. Một người trẻ tuổi đi ra ngoài, cẩm y đai ngọc, phong độ nhẹ nhàng, thở dài nói. Vâng, sư phó. Công Dương Chính Kỳ nói. Có Hắc Phú Hộ đại nhân đích thân tới, tự nhiên không có vấn đề, ta bảo bọn họ chuẩn bị truyền tống trận. Lăng Bạch Nguyệt nói. Truyền tống trận đã mất đi hiệu lực, nên mở hàng lâm trực tiếp đi. Cái gì? Công Dương Chính Kỳ kinh hãi, nói. Truyền tống trận cũng mất đi hiệu lực, chẳng lẽ thực sự có đại sự xảy ra sao? Cưỡng ép truyền tống chỉ sợ phương vị không chuẩn. Hắc Phú Hộ nhàn nhạt nói ra. Không sao, độ lệch sẽ không quá lớn. Không chậm trễ bao nhiêu thời gian đâu. Công Dương Chính Kỳ nói. Cũng tốt, bên kia cứ hàng lâm đi. Hắc Phú Hộ đột nhiên nói ra. Chính Kỳ đại nhân, chuyện bàn lúc trước. Công Dương Chính Kỳ nhướng mày, trên mặt mang theo thần sắc lo lắng, nói. Sự kiện kia sợ gấp không được, đại nhân đi Thành Hồng Nguyệt trước, chờ Nam Cung đại nhân sau khi trở về ta và ngươi cùng hắn tụ hợp với nhau. Hắc Phú Hộ nói. Thuận tiện như thế, trong thánh vực làm phiền đại nhân rồi. Công Dương Chính Kỳ nói. Đại nhân yên tâm a, cứ đi đi. Hắc Phú Hộ quay người lại, liền hóa thành một đạo quang mang, bay nhanh ra xa xa. Lăng Bạch Nguyệt, Nam Phong Tuyền, Tần Xuyên vội vàng đuổi kịp, ba đạo quang biến mất trên tế đàn. Công Dương Chính Kỳ nhíu mày một lát, nhìn qua Diễn Thiên Nghi, thần sắc lo lắng, thở dài một hơi, sau đó biến mất tại chỗ. Bên ngoài Thành Hồng Nguyệt, nơi này tràn ngập giới lực đầy trời, trên tầng mây thiên đạo chi nhãn ngưng mắt nhìn xuống, đôi mắt đạm mạc vô tình, xem sinh linh như con kiến hôi. Long cong! Đột nhiên thân ảnh màu vàng bay đầy trời, nó giống như xiềng xích ngang trời, từ xa xa bay tới, kéo dài tới chân trời. Những xiềng xích màu vàng này không có thực chất, như ẩn như hiện, chỉ là hư quang, nhưng mà nó ẩn chứa lực lượng mênh mông khó nói được. Ma chủ Phổ sắc mặt khó coi lợi hại, âm trầm muốn chảy ra nước, hàm răng kêu ken két. Kỳ Thắng Phong cả kinh mở to mắt ra, thất thanh nói. Giới lực chi khóa, pháp tắc chi liên. Hắn kinh hãi tột đỉnh, trước đó Lý Vân Tiêu dùng pháp tắc giới thần bi trói buộc, hắn cũng sợ hãi như thế này. May mắn đó là giả, nhưng trước mắt sức mạnh mênh mông, có khí chất thần thánh chí cao, đây chính là pháp tắc chi liên chân chính của thiên võ giới. Những người còn lại nín thở, đầu đầy mồ hôi, ai cũng không dám mở miệng thở dốc, đều vô cùng khẩn trương nhìn qua tràng diện khủng bố này, cảm thụ lực lượng vô biên vô hạn kia.
rầm rầm. Dưới thiên đạo chi nhãn, pháp tắc chi liên lóe hào quang, vòng quanh chân ma pháp tướng, trong khoảng khắc trói chặt sáu tay, hai chân, thân thể và cổ của chân ma cự linh. Tổng cộng 12 đạo xiềng xích, chúng tản ra bốn phương tám hướng giống như mạng nhện, trong khoảng khắc bó chặt chân ma pháp tướng. Hồn lực của Lý Vân Tiêu biến thành tinh vân, sụp đổ không còn thừa bao nhiêu, chỉ có một chút ánh sáng thảm đạm, từ chân trời rơi xuống, trực tiếp rót vào trong thân thể của hắn. Thất khiếu không ngừng đổ máu, nhưng mà khuôn mặt tái nhợt, vô cùng thảm đạm. Hắn nhìn qua dị tượng đầy trời, chỉ cảm thấy đầu óc đần độn, cơ hồ muốn ngất đi. Không được, không thể chết được. Ý chí của hắn tự nói với mình, khó hơn nữa cũng phải vượt qua. Máu trong cơ thể không ngừng bốc cháy lên, một loại lực lượng không nói nên lời hiện ra, khuôn mặt và thân hình thoáng cái hóa thành màu vàng, bắt đầu không ngừng khôi phục. Đây là... Hắn kinh ngạc, lập tức hiểu được, lại nhìn qua Phi Nghê đang hôn mê xa xa, hắn biết rõ đây chính là ma chủ phổ hấp thu Long Nguyên Phượng Quang, giờ phút này đang tác dụng lên thân thể của hắn. Nhưng hắn cũng ngất lịm đi, lực lượng này tuy mạnh, nó vượt qua hắn khống chế, hoàn toàn là ma chủ phổ khống chế. Ma chủ phổ bốn tay bấm niệm pháp quyết, tuy nhiên bị Lý Vân Tiêu khống chế một cái đầu, nhưng ma lực của hắn vẫn cuồn cuộn, hai đầu khác đang tụng niệm chú ngữ. Chỉ là hư quang của pháp tắc chi liên, cũng muốn trói buộc bổn tọa, làm trò cười cho người trong nghề. Hắn hét lớn một tiếng, hắn phun ra một đạo ma nguyên, bay thẳng đến chân trời. Ầm ầm, thiên địa có tiếng nổ vang lên, thế giới run rẩy, mỗi người cảm thấy màng tai như nát vụn. Rầm rầm. Pháp tắc hư quang bay đầy trời, phát ra tiếng nổ mạnh mẽ, quang ảnh lắc lư đầy trời, một hào quang màu vàng không ngừng chớp động. Sắc mặt Thủy Tiên đại biến, thân thể vốn trọng thương, giờ phút này càng run lên nhẹ nhẹ. Hào quang sáng ngời không ngừng tỏa ra, một bên chữa trị lấy nàng tổn hại thân thể, một bên kim quang trùng thiên, dũng mãnh vào ngày đó đạo chi nhãn nội. Sắc mặt của nàng tái nhợt, cắn răng nói. Mọi người cùng dừng tay đi. Hư quang pháp tắc chi liên sắp tắt rồi. Cái gì? Lần này không khác gì sấm sét giữa trời quang, chấn động làm mọi người kinh hãi không dứt. Ngay cả giới lực, pháp tắc chi liên cũng không cách nào ngăn cản được. Vi Thanh cắn răng nói. Hải Hoàng đại nhân, chúng ta nên làm cái. Thủy Tiên nói. Nơi gì bây giờ? Nơi này có tổng cộng 12 đạo hình chiếu pháp tắc chi liên, nhưng chỉ vẻn vẹn như thế còn không đủ áp chế ma chủ. Ta cần 12 người chúng ta giúp dẫn dắt pháp tắc chi liên. Vi Thanh đưa mắt nhìn qua hào quang xiềng xích trên bầu trời, lập tức hiểu được, trên mặt lúc này mang theo một tia kiên quyết, nói. Còn có lực lượng hữu lực, thời điểm này ai còn tàng tâm nhãn, vui tính toán thì bổn tọa sẽ tính sổ với kẻ đó. Hắn nhìn qua tất cả mọi người, mỗi người đều bị hắn chằm chằm đều dùng mình. Hừ! Vi Thanh hừ nặng một tiếng, thân thể lóe lên đã hiển hiện ở nơi xa. Sắc mặt của hắn đại biến, giới lực và ma lực ăn mòn nhàn nhạt, chỉ cảm giác thân thể bị áp chế thật lớn, cất bước gian nan. Nhưng hắn cũng là cường giả đương thời, bất khuất hừ một tiếng, một bước tiến lên, lăng không một chảo. Rầm rầm, lập tức hư quang pháp tắc chi liên đột nhiên bị hắn kéo mạnh. Phanh, trên hư ảnh có ánh sáng kỳ dị lóe lên, trực tiếp đánh hắn ra xa mấy trăm trượng. Vi Thanh phun máu tươi trên đài cao, trên mặt đầy dữ tợn. Vẫn cầm lấy hư quang xiềng xích, hắn cắn răng không buông ra. Rầm rầm, âm thanh xiềng xích truyền tới, đạo hư quang kia bị kéo thẳng tắp. Những người còn lại nhìn thấy Vi Thanh bộ dáng cố sức, sắc mặt biến hóa, thoáng cái do dự, bắt đầu nhìn qua lẫn nhau. Siêu, siêu, hai đạo nhân ảnh phóng lên trời, chính là Kỳ Thắng Phong cùng Bắc Quyến Cổn Nam, hai người cũng phân biệt đứng ở hai sợi xiềng xích, duỗi tay ra nắm lấy. Ùm bò. Ồ, cả vùng đất vang vọng, thiết nghiêu từ xa bay tới, nó dẫm mạnh lên một sợi xiềng xích. Phanh, hư quang xiềng xích rơi trên người của nó, trực tiếp kìm hãm một hồi. Ùm bò, ồ, thiết nghiêu giận dữ, bốn vó liên tục đạp xuống, ánh sáng trên xiềng xích tung bay. Đột nhiên thân thể của nó xông lên phía trước, trực tiếp mở miệng ra cắn vào hư quang. Trong khoảng khắc vô số xiềng xích hiện ra, không ít khắc lên người của nó. Nó vẫn cắn răng không buông. Ùm bò, ò. Lỗ mũi của nó có khói bốc lên, sợi hư quang xiềng xích thiết nghiêu cắn kéo ra phía sau, xiềng xích kêu ken két.
Kỳ Thắng Phong cùng Bắc Quyến Cổn Nam sau khi vượt qua lực lượng này cắn trả, phân biệt kéo lấy một sợi xích, không buông nó ra. Rầm rầm. Hư ảnh xiềng xích đã có 4 cái đã được giữ vững. Ba người ngưng mắt nhìn qua, lúc này phát hiện những hư quang này là phù văn tinh diệu tổ hợp mà thành, chúng có hấp dẫn lẫn nhau, lúc này mới hình thành xiềng xích. Trong nội tâm ba người không ngừng vui mừng, tuy tình thế hiện tại vô cùng nguy cấp, nhưng mà có thể xem kết cấu của xiềng xích pháp tắc chi liên ở khoảng cách gần như vậy, sợ rằng cả đời khó có cơ hội thứ hai. Đau khổ giữ chặt lấy hư quang, cố gắng khắc sâu kết cấu của xiềng xích vào trong đầu của mình. Chúng ta cũng lên đi. Giọng nói của chữ Khả Vi vang lên, hắn và chữ Khả Vân lao tới, hai phụ tử bọn họ phân biệt kéo một sợi xích. Sau đó yêu tộc có tử cắn răng một cái, thân ảnh chớp động xuất hiện trên bầu trời, cũng cầm lấy một sợi xích. Thương thế của hắn rất nặng, tất cả người yêu tộc có một số thân thể gần như sụp đổ, thương vừa mới thi triển phong thiên ấn xong, không có lực đánh một trận. Hiện tại người có thể ra tay duy nhất chính là hắn. 3. Cánh tay của hắn chạm vào hư quang, lập tức cả cánh tay bị nghiền nát. A. Từ kêu thảm một tiếng, mặt mũi mang theo vẻ thống khổ. Từ đại nhân, Tiên và Mông đồng thời kinh hô lên, sắc mặt tràn ngập vẻ lo lắng, bọn họ lúc này phóng lên trời, tiến lên cứu viện. Các ngươi, Lê khẩn trương, muốn lên tiếng ngăn cản nhưng đã không kịp, hai người trong nháy mắt đã biến mất. Ầm ầm, dị lực trên bầu trời bắt đầu khởi động, vào lúc hai người phóng tới, liền đã bị một lực lượng rất mạnh áp chế, trực tiếp phản chấn bay ra sau. Phốc, hai người lăng không thổ huyết, rốt cuộc duy trì không được từ xa bay trở về, rơi xuống mặt đất và thổ huyết. Trong mắt của hai người không cam lòng, lực lượng của bọn họ bây giờ yếu đi quá nhiều, ngay cả bay lên trời cũng không nổi. Hư ảnh giới lực và ma nguyên đối kháng tạo thành linh áp. Người bình thường căn bản không cách nào chống lại. Lê nhanh chóng bước lên phía trước, trị liệu thay hai người. Cánh tay từ bị nghiền nát, thân thể liên tục gào thét, thoáng cái hóa thành yêu tướng, còn sót một cánh tay cũng cầm lấy xiềng xích. 3. Hư quang nổi lên lần nữa, một cánh tay khác của hắn cũng vỡ ra. Hắn thống khổ giống to vài tiếng, sau đó ở mi tâm có hào quang lập lòe, cả yêu tướng cũng bắt đầu biến hóa. Đùng đùng. Lúc này hai cánh tay của hắn bị phế, khí tức bản thân hoàn toàn thay đổi. Mấu chốt là giờ phút này, trừ mất mạng ra, hắn cầu được tân sinh, lập tức cảm thấy tràn ngập lực lượng, hét to một tiếng, trực tiếp vững vàng bắt lấy hư ảnh pháp tắc kia, lăng không kéo một cái. Rầm rầm, đầu pháp tắc này bị kéo mạnh ra phía sau. Hắn biến hóa hấp dẫn đám người trên bầu trời chú ý tới, đều lộ ra vẻ kinh hãi. Biến cố không ngừng sinh ra. Ai mà không sức cùng lực kiệt, tất cả dựa vào đan dược và thiên tài địa bảo trèo trống, nhưng cũng chỉ khôi phục một chút lực lượng mà thôi. Mà lần này là trực tiếp đổ máu, phục sinh tại chỗ, chuyện này làm cho mọi người cảm thấy quá sợ hãi. Đáng chết a! Ma chủ phổ giận dữ không thôi, tiếng hô liên tục trùng thiên, hư quang pháp tắc xiềng xích rung động mạnh mẽ. Thủy Tiên cắn răng nói. Còn chưa đủ. Mọi người nhìn thấy Tử bị phá nát hai tay. Dù đã phục sinh lại, đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía, không ai dám mạo hiểm tiến lên. Đây chính là cường giả siêu phàm nhập thánh đấy, tuy nói trọng thương tại thân, nhưng mà vẫn cường đại hơn xa cường giả võ đạo đỉnh phong, tồn tại như thế còn cố hết sức, người bình thường đi lên sợ rằng sẽ tan thành mây khói. Kỳ thật bọn họ nghĩ nhiều, nếu lực lượng không đủ, căn bản không cách nào xông tới bên cạnh xiềng xích, cho tới gần đã bị lực lượng mênh mông phản chấn trở về. Sắc mặt chữ Khả Vân lúc này trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, hư quang xiềng xích không ngừng trùng kích ma chủ phổ, lực lượng lắc lư làm tay nàng chảy máu, vô số phù văn màu vàng trùng kích thân thể của nàng. Chữ Khả Vi đưa mắt nhìn sang, nói. Khả Vân, nếu Khả Vân không duy trì được, nhanh đi xuống đi. Ánh mắt chữ Khả Vân có chút hoảng hốt, dường như khó có thể trèo trống, xem bộ dáng kia dường như thần trí không rõ. Chữ Khả Vi khẩn trương. Đột nhiên một đạo quang mang chớp động bay tới, nó bay tới trước người chữ Khả Vân, bắt lấy xiềng xích của nàng. Phù văn màu vàng tiến vào người của hào quang vừa rồi, không ngừng trùng kích thân thể của hắn. Người đến chính là Bạc Vũ Kình, hắn vừa chạm vào xiềng xích thì sắc mặt tái nhợt, cắn răng một cái. Chữ Khả Vân lúc này mới dần dần khôi phục thần trí, trên mặt mới có một chút huyết sắc. Đa tạ, nàng cố gắng nói hai chữ này, lại tiếp tục cầm xiềng xích.
Không cần. Bạc Phú Kình trầm giọng nói ra, trong mắt mang theo thần thái ngưng trọng, hai người hợp lực, rốt cuộc kéo hư quang trở về. Hai cường giả cửu tinh đỉnh phong hợp lực mới có thể kéo một sợi, mọi người càng hoảng sợ, không dám mạo hiểm đi lên. Hừ. Đột nhiên một tiếng hừ lạnh truyền đến, rực bay tới, thiên nhãn lóe lên, thuấn di tới một sợi xích, hai tay cầm lấy nó, hóa thành kim viên cầm dây xích. Bành bành bành. Trong vô số hào quang chấn động, từng đạo lực lượng đánh vào cơ thể của hắn. Rầm rầm. Lúc này một sợi xích nữa đã được kéo căng. Giờ phút này trên bầu trời tổng cộng 8 đạo sợi xích đã được kéo thẳng, giống như những cây đinh đóng vào hư không. Còn lại 4 sợi không người kéo căng. Ma chủ phổ giống to không ngừng, chân ma pháp tướng dùng lực lượng mạnh mẽ trùng kích giới lực, giống như con thú bị vây khốn đang nổi điên. Huyền Hoa giãy giụa vài cái, hắn lảo đảo té xuống, không còn khí lực. Liễu Phi Yến thấy thế nói ra. Ngươi đừng lộn xộn, hảo hảo điều dưỡng đi. Huyền Hoa cười khổ nói. Trong tàng cảnh đồ sộ này, vậy mà không có thân ảnh tiêu sái của ta, đúng là quá mức tiếc nuối rồi. Vốn ta không muốn động thủ, nhưng mà có thể làm cho người ta hâm mộ ghen ghét, đây cũng là lựa chọn không sai. Đột nhiên Đằng Quang nói ra, trên mặt mang theo nụ cười giảo hoạt. Tuy đạo thể của hắn sụp đổ, nhưng hắn vẫn dưỡng thương, chưa từng ra tay một lần, trạng thái thân thể tốt hơn người khác một chút. Nếu ngươi đã dám lên, ta có gì lý do gì không dám cơ chứ? Đoan Mộc Hữu Ngọc cũng cười cười, bổn mạng hàn ngọc xích của hắn bị vỡ, tâm thần đã bị trọng thương. Hai người nhìn nhau cười cười, liền hóa thành hào quang vọt lên. Rất nhanh lại có hai đạo hư quang bị kéo căng. Ma chủ phổ giãy giụa càng ngày càng lợi hại, nhưng mà trói buộc càng ngày càng mạnh. Phi Thanh ở trên bầu trời quát to. Tử Sú Tịch, La Tinh. Hai người đều run lên, nhìn qua bên này, lộ ra vẻ ngượng ngùng. Nếu hai người ở trạng thái toàn thịnh có thể dễ dàng kéo một sợi, nhưng giờ phút này trọng thương, làm sao chịu nổi. Nhưng mà Vi Thanh có lệnh, tăng thêm vào lúc này nhìn thấy ánh mắt trông mong của mọi người, tất cả ánh mắt nhìn qua bọn họ, mặc dù chịu không được cũng phải kiên trì. Tử Sú Tịch cắn răng nói. La Tinh, ta và ngươi liên thủ có thể kéo được một sợi. La Tinh cũng gật đầu nói. Được. Hai người bay lên, phân biệt thi triển ra tuyệt học bình sinh của mình, liên thủ kéo một sợi. Cùng lúc đó, lại có một đạo hào quang bay lên, chụp vào một sợi cuối cùng. Người nọ áo xanh chớp động, chính là Trần Thiến Vũ, cánh tay của hắn vừa va chạm với sợi xích, lập tức khí huyết quay cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Trong mắt của hắn tràn đầy đắng chát cùng kinh hãi, trông thấy đại nhân có thể kéo một sợi, tuy quá trình thập phần vất vả, hắn cho rằng tu vị của mình không có vấn đề gì, ai nghĩ đến lại gian nan như thế. Chuyện này cũng cho thấy chênh lệch của từng người, làm cho nội tâm của hắn đắng chát. Từ khi bắt đầu tới bây giờ, chính mình tấn cấp cửu tinh đỉnh phong, khí phách rất hăng hái, hào khí vạn trượng, tâm tình rất tốt, bây giờ ảm đạm đi nhiều. Trần Thiến Vũ không thể chịu đựng nổi, thân hình không ngừng run rẩy như sắp sụp đổ. Đột nhiên một tiếng nói bá đạo vang lên, La Thanh Vân hét lớn một tiếng, nói. Ta đến giúp ngươi. Hắn thân hình hóa thành yêu long, dương nanh múa vuốt. Hoàng thần Minh Nguyệt Thương trước người không ngừng chuyển động, thương thế bị trấn áp xuống. Giống. Trong chiến thương có tiếng giống của thái cổ chân long sinh ra. Loảng xoảng. Xiềng xích pháp tắc đã bị mọi người kéo căng. Trong nội tâm mọi người chấn động mãnh liệt. A à. La Thanh Vân gầm lên một tiếng, bộ dáng dữ tợn và đáng sợ, giống như Long Thiên Miểu lúc trước, dùng thương kéo căng. Trần Thiến Vũ cảm thấy áp lực giảm nhiều, sinh lòng cảm kích, cũng cắn răng dùng sức kéo mạnh. Rầm rầm. Hư quang pháp tắc không ngừng sáng lên. Hư ảnh đầy trời lóe lên rồi biến mất không thấy gì nữa. Chân ma pháp tướng ngũ thể tứ chi đều bị trói chặt, bị kéo căng ra bốn phương tám hướng. Cảnh tượng này giống như định ngũ mã phanh thây chân ma pháp tướng. Ánh mắt Thủy Tiên đại hỉ, hô to. Chư vị đứng vững. Thân ảnh của nàng lóe lên, pháp hoa liên thai xoát hiện trên đài cao, nàng ngồi xuống. Thiên đạo chi nhãn bắn ra một đạo tinh quang sáng ngời. Có vô số phù văn từ trong con mắt bắn ra ngoài. Ma chủ phổ hoảng hốt, điên cuồng hét lên. Ba Long, người dám phong ấn ta, đáng chết, đồ ti tiện bỉ ổi. Hắn dường như tiên đoán được kết cục của mình, không cam lòng giống to, nhưng 12 đạo pháp tắc chi liên trói buộc quá chặt,
nó không cách nào nhúc nhích được nữa. Sắc mặt Thủy Tiên trong trẻo nhưng lạnh lùng, ngồi ngay ngắn trên liên thai không quan tâm tới cái gì khác, cửu phẩm hoa sen nở rộ, lúc này kéo ma chủ phổ rơi xuống. Liên thai không ngừng sáng lên. Pháp hoa liên thai chậm rãi hạ xuống, sức mạnh to lớn nhộn nhạo. Thiên đạo chi nhãn trên cao từ từ khép lại. Dưới ánh sáng 12 hư quang, mọi người nghiêm túc, cảm thụ sức mạnh to lớn của thiên đọa, mênh mông bao la bát ngát, trong lòng sinh ra kính ý vô hạn. Ầm ầm. Rốt cuộc pháp hoa liên thai đã rơi trên đầu ma chủ phổ, giống như đóa sen thánh khiết, nó tỏa ra sức mạnh mênh mông. Khi thiên đạo chi nhãn khép kín, 12 hư ảnh xiềng xích sáng lên. Rầm rầm. Âm thanh xiềng xích không ngừng vang lên, 12 đạo hào quang chiếu vào người Lý Vân Tiêu, chỉ thấy hư quang không ngừng chiếu thẳng vào người của hắn. Rầm 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 phanh. Hư quang chấn động mạnh làm mỗi người đều thổ huyết, sắc mặt tái nhợt cực độ. Vi Thanh phun máu tươi, giận dữ hét. Ba Long, phòng ấn mở ra sẽ làm mọi người chấn thương, vì sao không đề cập tới trước? Phốc, hắn lập tức giận dữ, lại phun ra một ngụm máu tươi lần nữa. Sắc mặt Thủy Tiên trong trẻo nhưng lạnh lùng, chậm rãi nói ra. Vốn ý định niệm niệm chú xong sẽ nhắc, ai ngờ vừa niệm xong thì lực lượng phong ấn đã khởi động. Phốc, Vi Thanh phun máu thêm lần nữa, quát ầm lên. Quỷ ngươi niệm chú. Không chỉ có hắn, đám người còn lại cũng thổ huyết, sắc mặt u oán. Dưới pháp hoa liên thai, 12 đạo hư quang đều chui vào trong cơ thể Lý Vân Tiêu, thần sắc ma chủ phổ phẫn nộ, mang theo mê mang, cuối cùng hai mắt từ từ nhắm lại. Chân ma pháp tướng và ba đầu sáu tay biến mất không thấy gì nữa. Lý Vân Tiêu bị 12 đạo hư quang kia in ấn ký trên ngực, thần thức của hắn không tự chủ được bị ảnh hưởng, thân thể rơi từ trên xuống. Phanh! Lý Vân Tiêu trực tiếp ngã xuống mặt đất, nửa người nện vào mặt đất. Trong thiên địa có lực lượng mênh mông tản ra, chậm rãi khôi phục bầu trời sáng sủa. Pháp hoa liên thai dường như hao tổn tất cả lực lượng, cũng từ trên không rơi xuống mặt đất. Gương mặt Thủy Tiên bắt đầu từ từ sáng ngời, thân thể ngã từ đài sen xuống. Mà cánh sen ở bốn phía đang tụ tập lại, hoàn toàn ngăn cản nàng vào bên trong. Trong hải xâm lâm, hải hoàng điện. Ba Long lúc này há miệng phun máu tươi, dung nhan già nua đáng sợ kia trong khoảnh khắc gầy như da bọc xương, khuôn mặt đáng ghét. Khục, khục khục. Hắn ho khan kịch liệt, sinh cơ trong người không ngừng trôi qua, thân thể lập tức già nua mấy chục tuổi. Một đạo quang mang bay vào trong đại điện, Tổ Á đầy kinh hãi, sợ hãi nói. Hải Hoàng đại nhân, ngài. Ba Long thò tay chen ngang lời hắn, nói. Ta không sao. Tổ Á lo lắng, nói. Hải Hoàng đại nhân, có phải ngài vận dụng liên thai sử dụng thiên đạo chi lực? Hắc hắc, vẫn không giấu giếm được ngươi. Ba Long cười một tiếng, nói. Thiên đạo chi lực bổn hoàng lần đầu tiên nhìn thấy, thật lợi hại đấy. Trên dung nhan già nua của hắn có hào quang sáng bóng hiện ra, giống như hướng tới lực lượng vô thượng. Tổ Á nói. Pháp hoa liên thai có ẩn chứa một tia lực lượng thiên đạo chi nhãn. Chỉ có chủ nhân chính thức của liên thai mới vận dụng được, không thể ngờ Thủy Tiên công chúa có thể luyện hóa liên thai, có lẽ là nhờ vào khỏa huệ chất lan tâm của nàng. Ha ha, cái gì huệ chất lan tâm, Tổ Á ngươi khi nào trở nên biết nói chuyện như thế? Ba Long cười nói, kỳ thật nói trắng ra chính là người ngốc có ngốc phúc. Hắn dường như rất đắc ý, nhưng sắc mặt biến thành ngưng trọng, nói. Không thể ngờ ma chủ phổ đại nhân lại có thể thông qua máu của Thủy Tiên tỉnh lại, sợ rằng thiên võ giới khó mà an bình. Tổ Á nói, tất cả đều có định số, bằng vào Thủy Tiên công chúa điện hạ huyết có lẽ còn chưa đủ, trong người Lý Vân Tiêu có một bộ phận ma nguyên của ma chủ đế, cả hai kết hợp mới sinh ra hiệu quả như vậy. Ba Long lo lắng nói, phổ đại nhân biến hóa dường như quá lớn, giống như khác với ghi chép, chẳng lẽ bị phong ấn vô số. Tổ Á nói, có khả năng, nhưng mặc kệ như thế, cũng rất khó ngăn cản ma chủ tái nhập nhân gian, chỉ hy vọng hai vị ma chủ đại nhân vẫn đi con đường khác nhau, như vậy chúng ta mới có cơ hội. Nếu không chân tướng đúng như A Nhu đại nhân suy tính, thiên địa sẽ diệt tới nơi rồi. Nhu Vi, Ba Long gọi một tiếng, trên mặt mang theo yêu thương vô hạn, dường như có phần mệt mỏi, phất phất tay nói. Ngươi đi xuống đi, thiên võ giới đã không phải là thiên hạ của chúng ta. Tất cả đều giao cho những người tuổi trẻ kia đi. Tổ Á cau mày nói. Hải Hoàng đại nhân,
ngài thân là. Lời nói còn chưa nói xong, Ba Long đã biến mất trên đại điện. Tổ Á nhíu mày càng sâu, chỉ có thể thở dài, Ba Long sớm không có tâm lo thiên hạ, cho dù thiên địa đổ, vạn linh không còn, hắn cũng mặc kệ. Ai? Tổ Á thở dài một tiếng, cũng lập tức biến mất trong đại điện. Giờ phút này bên ngoài thành Hồng Nguyệt đã biến thành hoang vu, gió lạnh khắc nghiệt thổi qua, không ít bóng người đang di động, không có bất cứ âm thanh gì, tất cả rất quỷ dị. Tất cả mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều lộ ra thần sắc không biết giải quyết như thế nào. Cái này, chuyện này có chấm dứt chưa? Đánh xong chưa? Chúng ta thắng sao? Có thể rời khỏi địa ngục quỷ quái này rồi sao? Các âm thanh nghi vấn vang lên, mỗi người đều có cảm giác như trải qua giấc mộng, dường như không biết mình bây giờ còn sống hay không. Vốn là chuyện khánh hôn vui sướng, từ khi Lý Vân Tiêu bước vào thì biến thành sát tràng. Cửu tinh đỉnh phong, siêu phàm nhập thánh, thánh vực, hóa thần hải, siêu cấp thế lực, yêu tộc, các siêu cấp cường giả, bảy đại tông chủ, phong hào võ đế, đứng đầu hai đại thánh địa nhao nhao hàng lâm, còn có quỷ vương khủng bố, ma chủ không rõ lai lịch, hải hàng mượn thể hàng lâm. Ngày bình thường cửu tinh đỉnh phong khó gặp được, cao cao tại thượng tồn tại, hôm nay trong tràng giết chóc này chỉ là con kiến hôi. Vô số nhân vật trong truyền thuyết, cường giả siêu phàm nhập thánh cũng yếu như chó. Ngay cả thánh khí vài vạn năm chưa hiện ra cũng biến thành hàng vỉa hè, giống như mỗi người đều có. Trong hoàn cảnh giống như đang nằm mơ này, bọn họ còn có thể sống sót, căn bản không tin vào mắt của mình, dùng sức đập đầu vài cái, thẳng tới đánh ra máu mới có cảm giác sống sót. Ha ha ha, thực đánh xong, ta còn sống, ha 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 ha, quá tốt. Một gã võ giả kinh hỉ quá độ hắn cười lên như điên, trực tiếp mang theo vẻ mặt tươi cười như thế mà chết đi. Giờ phút này ánh mắt tất cả mọi người nhìn qua luân hồi đại chuyển bàn trên bầu trời. Tất cả chiến đấu đều chấm dứt, hiện tại là thời điểm nên xem ai là kẻ đạt được thánh khí. Trong lòng mọi người nóng như lửa đốt, nhớ tới thời điểm quỷ vương thi triển lực lượng, hai mắt biến thành sáng ngời. Vốn trong trận giết chóc này cửu tinh đỉnh phong như con kiến, siêu phàm nhập thánh như chó, mọi người nào dám có ý nghĩ không an phận, nhưng giờ phút này những cao thủ có thể chống còn sống sót là không tệ. Làm gì có lực lượng tranh đoạt huyền khí. Hơn nữa ánh mắt của mọi người không chỉ nhìn luân hồi đại chuyển bàn, còn nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, còn có Long Thiên Miểu đã bị rút sạch công thể, trọng thương trên người, thực lực giảm mạnh. Tất cả mọi người âm thầm nghĩ trong bụng, thanh kiếm trong tay hắn cũng không tệ. Còn có pháp hoa liên thai bao phủ thủy tiên cũng khiến người ta thèm thuồng, nhưng mà người ta biết đây là vật của Hải Hoàng, bên trong chính là con gái Hải Hoàng, trong nội tâm bồn chồn. Không dám tự tiện vọng động. Đột nhiên một đạo nhân ảnh chớp động, lập tức hiện ra bên cạnh luân hồi đại chuyển bàn, khẽ vươn tay cầm lấy nó. Đồng thời tiếng cười ha hả vang lên, nói. Ha ha, đại chuyển bàn là của ta, chư vị gặp lại. Hắn cầm lấy đại chuyển bàn, đột nhiên một đạo quang mang bắn vào thân thể của hắn. Cái gì? Người nọ hoảng hốt, còn chưa kịp phản ứng, liền phanh một tiếng nổ tung, trực tiếp nổ thành mảnh vỡ. Đáng chết a, đừng cho hắn chạy. Mọi người vừa muốn tiến lên, ý định bầm thây vạn đoạn kẻ đó, sau đó nghe tiếng nổ tung, một người đang sống sót biến thành thịt vụn. Tất cả mọi người dừng bước lại, hoảng sợ nhìn qua đại chuyển bàn, chỉ thấy trên đó hào quang chớp động không ngừng, lập tức nhớ tới quỷ vương kia, sợ hãi không thôi. Ha ha ha, Kỳ Thắng Phong đột nhiên cười ha hả, nói. Thánh khí có linh. Làm gì có chuyện A Miêu A Cẩu cũng có thể cầm, hừ. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, muốn cầm lại không dám cầm. Lão hủ đúng là muốn nhìn, mặc dù chết dưới huyền khí này cũng đáng giá. Hàn Quân Đình run rẩy đi tới, tuy trên người bà ta vết thương chồng chất, nhưng hiển nhiên không có nguy hiểm tính mạng, bảo hộ bản thân rất tốt. Ánh mắt tất cả mọi người nhìn qua bà ta, đều cau mày, không biết ở đâu có kẻ này đi ra. Nhưng cũng có không ít người nhận ra bà ta là đại trưởng quỹ của Tinh Nguyệt Trai, thần sắc biến hóa bất định, một phương diện hy vọng người khác đi chết, một phương diện lại sợ huyền khí bị lấy đi, lo được lo mất. Chữ Khả Vân cũng nhướng mày, nhưng giờ phút này thương thế của nàng quá nặng, cũng không nói gì thêm. Hừ, người muốn, ta cũng rất muốn đấy. Từ trong đám người đi ra một người, đúng là Lý Dật, trên người hắn không có chút tổn thương nào. Sau khi rút bộ phận lực lượng của thương, lại nuốt mảnh vỡ thái hư đạo quả, giờ phút này ánh mắt sáng ngời hữu thần,
nguyên lực đồi ảo, vẫn còn đang tăng lên, rất nhanh đạt tới cửu tinh. Sắc mặt Hàn Quân Đình trầm xuống, trào phúng. Thì ra là rắn hai đầu, phản đồ đầu nhập yêu tộc. Lý Dật giận dữ, quát. Lão đầu, người thật sự chán sống, ta là cường giả dưới trướng Vi Thanh Đại Nhân, là nằm vùng nằm gai nếm mật trong yêu tộc. Ít mạnh miệng, người chỉ là kẻ sợ chết mà thôi. Hàn Quân Đình khinh thường nói ra, thần sắc đầy khinh miệt. Dám khinh thường ta, vậy đừng trách bổn công tử giết ngươi trước lại lấy đại chuyển bàn. Ánh mắt Lý Dật phát lạnh, không nói hai lời, rút ra một thanh trường kiếm, trực tiếp đâm vào cổ họng Hàn Quân Đình. Sắc mặt Hàn Quân Đình biến hóa, đối phương vừa mới bước vào đến cửu tinh võ đế, vốn chẳng phải đối thủ của bà ta, nhưng mình có thương tích tại thân, đối phương chẳng có chút thương thế nào cả. Hừ, người nhu nhược. Hàn Quân Đình khinh miệt cười rộ lên, trong chém giết lần này, có thể bảo hộ bản thân mình chu toàn, người trước mặt đúng là cực phẩm. Bà ta khinh thường giẫm mạnh một cái, liền tránh thoát đi, đồng thời bấm niệm pháp quyết, kiếm thể xoay quanh người của mình, trực tiếp đâm thẳng vào mi tâm của Lý Dật. Trong nội tâm Lý Dật chấn động, hoảng sợ rút lui ra xa. Ấn quyết kia cực kỳ cổ quái, đối phương khống chế lực đạo cực kỳ tinh chuẩn, dường như là đối thủ khó chơi. Hừ, một chiêu của Hàn Quân Đình bước lui Lý Dật, liền mở rộng bước chân bay thẳng về phía luân hồi đại chuyển bàn. Dừng lại. Đột nhiên một giọng nói ung dung vang lên, Hàn Quân Đình lập tức cảm thấy khí tức kinh khủng ập tới. Bà ta hoảng sợ rút lui, thân ảnh trên không trung lập tức hóa thành ngàn vạn, bay vụt ra bốn phương tám hướng. Oanh! Một đạo lực lượng đè xuống, tất cả ảo ảnh biến mất, bản thân bà ta bị đánh bay ra ngoài, ở trên cao phun ra một ngụm máu tươi. Yêu tộc Từ lạnh lùng đứng ở một bên, mỉa mai nói. Trong núi không lão hổ hầu tử xưng vương. Nhưng chỉ cần có lão hổ, cho dù là bệnh hổ cũng không phải hầu tử có thể xưng vương. Các ngươi xem tất cả mọi người có thương thế trên người, nhưng tùy tiện người nào cố chống đứng lên cũng đủ giết các ngươi, chênh lệch cực kỳ to lớn đấy, đây là cái hào rộng. Sắc mặt Hàn Quân Đình tái nhợt, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, vội vàng lui bước, không dám đánh chủ ý lên luân hồi đại chuyển bàn. Những người còn lại ngất lịm, lập tức dẹp đi ý nghĩ tham lam này, cũng không có người nào dám tiến lên. Lý Dật lau mồ hôi lạnh, nếu vừa rồi tiến lên là hắn, sợ rằng đã bị hạ sát thủ. Hắn đang cảm thấy may mắn, đột nhiên cảm nhận được ánh mắt của Từ nhìn qua, nó giống như lưỡi dao sắc bén xuyên qua thân thể, hắn sợ tới mức vội vàng chạy ra phương xa. Muốn đi, quá muộn rồi. Sắc mặt Từ băng hàn, hắn hận Lý Dật không dưới gì thương. Hắn thân là yêu tộc đại tế tự, cuộc đời này tâm nguyện lớn nhất là dẫn yêu tộc đi tới hưng thịnh. Mà thương xuất hiện không thể nghi ngờ giúp hắn nhìn thấy ánh dạng đông, giống như ánh sáng đang ở ngay trước mặt, lại bị nhân loại ti tiện trước mắt hủy đi, hắn làm sao bỏ qua. Vi Thanh đại nhân, cứu ta. Lý Dật vội vàng chạy về phía Vi Thanh, nhưng giờ phút này Vi Thanh đang trọng thương, vẻ mặt âm trầm. Hắn hiện tại hận không thể chụp chết Lý Dật. Đám người đứng ngoài nhìn qua, trong đó có một ít cường giả siêu phàm nhập thánh ở trạng thái hơi tốt, bọn họ vẫn có thực lực đổi mạng với Từ. Tuy vừa rồi bị pháp tắc chi liên làm bị thương, nhưng đa số lực lượng vẫn còn. Vi Thanh giờ phút này đang lo lắng tính mạng của mình khó giữ được, Lý Dật cần dẫn Từ về phía của mình, hắn tức giận tới mức ho khan. Hắn quả thật mất quá nhiều máu cho nên không thể phun tiếp, ho khan vô cùng kịch liệt mà chẳng có giọt máu nào. Vi Thanh đại nhân, yêu Từ này muốn giết ta, kính xin đại nhân xuất thủ cứu giúp. Lý Dật vội vàng cầu viện. Vi Thanh mặt âm trầm. Hắn thân là một trong người chấp chính của thánh vực, cũng không thể ở trước mặt cường giả trong thiên hạ chịu thua yêu tộc được, chỉ trừng mắt nhìn qua Lý Dật, nói. Yêu Từ tiên sinh, Lý Dật này trước kia có ân oán gì với các ngươi ta không rõ, nhưng hắn bây giờ là người của chúng ta, mong rằng yêu Từ tiên sinh cho mặt mũi. Mặt mũi? Từ lạnh giọng nói. Vi Thanh, ngươi vừa rồi dường như không phải nói muốn chém tận giết tuyệt chúng ta sao? Sắc mặt hắn lạnh như băng. Hai mắt như đao khinh bỉ nhìn qua Vi Thanh, trên người tràn đầy sát khí. Vi Thanh nghĩ thầm trong lòng không tốt, không ngừng trách cứ chính mình nói lung tung, thời điểm này mặt mũi làm gì trọng yếu bằng mạng mình. Hắn chỉ có thể kiên trì nói. Từ tiên sinh hiểu lầm, hai tộc chúng ta giao hảo nhiều năm, qua nhiều năm bình an vô sự như vậy, ở chung hòa thuận. Tiên sinh sẽ không vì chút hiểu lầm nhỏ này mà khai chiến đấy chứ. Về phần Lý Dật này, tuy là người của chúng ta,
nhưng nếu hắn làm sai chuyện, cũng phải tự mình gánh chịu hậu quả, các ngươi muốn giải quyết hắn, cứ việc. Hắn ném ra uy hiếp với yêu tộc, ý tứ rất rõ ràng, nếu là dám đụng đến ta, liền trực tiếp hai tộc khai chiến. Đồng thời cũng đang biểu hiện chịu thua, chủ động buông tha cho Lý Dật, đổi lấy hảo cảm của đối phương. Hừ, tự nhiên hiểu ý của hắn, tuy trong nội tâm cực kỳ không cam lòng, nhưng thực lực hai tộc bày ra ở đó, không phục không được, chỉ có thể trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, nhìn qua phía Lý Dật. Lý Dật kinh hãi, cuống quýt nói. Phi Thanh đại nhân, Phi Thanh đại nhân, ngài không thể không quản ta nha. Phi Thanh lạnh nhạt nói. Lý Dật, nhân sinh trên đời nhất định phải có đảm đương, tuy ngươi là thủ hạ của ta, nhưng chuyện thiên hạ nói tới chữ lý. Nếu ngươi có lý, cứ nói rõ với Từ tiên sinh, tin tưởng Từ tiên sinh là người hiểu lý lẽ, sẽ không làm khó ngươi. Nhưng nếu ngươi không có lý, cho dù ngươi là thủ hạ của ta, ta cũng sẽ không che chở ngươi, sẽ xử lý theo lẽ công bằng. Tất cả mọi người trên mặt đầy hắc tuyến, khinh bỉ nhìn qua Vi Thanh, nhưng mà người ở dưới mái hiên, tình thế người mạnh hơn, cũng không thể không cúi đầu, vì nhân vật như Lý Dật mà chọc yêu tử, thật là không khôn ngoan. Vi Thanh thân là người chấp chính của thánh vực, tám mặt lung linh, đương nhiên sẽ không phạm sai lầm như vậy. Gương mặt Lý Dật bắt đầu vặn vẹo, lập tức hiểu rõ, bản thân mình bị bỏ qua. Nếu như bị Từ bắt lấy, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bình thường chết khá tốt, sợ rằng sẽ thừa nhận ngàn vạn tra tấn mới chết được. Lúc này trên bầu trời có tiếng nổ ầm ầm vang lên, giống như bị búa nện xuống. Sau đó là những ô lưới xuất hiện, bắt đầu lăng không khuếch tán ra. Nội tâm của đám người đại chấn, thời điểm chưa rõ thì lỗ đen hiện ra, bên trong là lỗ đen sâu không thấy đáy. Cái gì, chẳng lẽ lại có quái vật đến? Sắc mặt đám người ở phương xa đại biến, đều trách tự trách mình lòng tham quá nặng, vừa rồi không trốn, hiện tại sợ rằng chạy cũng không được. Đột nhiên đồng tử Vi Thanh co lại, lập tức thấy rõ trận thế, đột nhiên đại hỉ. Ầm ầm. Trong hắc động không ngừng có âm thanh truyền ra, thật giống như lăng không xuyên qua. Rốt cục ánh sáng màu vàng bắn ra, hóa thành thuyền nhỏ màu đen, không ngừng xoay tròn trên không trung. Thuyền nhỏ có phù văn màu vàng bao phủ, chậm rãi hạ xuống. Vi Thanh đại hỉ, cuồng hô. Hắc phú hộ. Trong nội tâm mọi người cả kinh, nhìn qua hướng thuyền nhỏ kia, tuy không nhận ra người phía trên, nhưng nghe được Vi Thanh nói, lập tức nội tâm trầm tĩnh lại, tất cả đều đổ mồ hôi, thầm nghĩ trên đời này quả nhiên có nhiều quái vật. Người yêu tộc sắc mặt đại biến, đặc biệt là yêu tử, đột nhiên cánh tay run lên, một thanh ngân kiếm hiện ra, đâm thẳng vào Lý Dật. Nếu như người thánh vực nhúng tay tới, bản thân hắn không có cơ hội. Lý Dật cũng là kẻ dối trá, khi chiến hạm xuất hiện đã chạy thẳng tới, nghe được Vi Thanh kêu to thì càng hô to. Hắc phú hộ đại nhân, nhanh cứu ta là Lý Dật dưới trướng Vi Thanh đại nhân. Mấy người trên chiến hạm vẻ mặt kinh hãi, vùng đất phía dưới bị tàn phá khủng bố không nói, những người đang ngồi điều tức phía dưới, cả đám đều là cường giả tuyệt thế, hơn nữa trong đó còn có phong hào võ đế. Lăng Bạch Nguyệt cùng Nam Phong Tuyền chấn động, nội tâm Hắc Phú Hộ càng cả kinh, lộ ra thần sắc hoảng sợ. Nhìn thấy nhiều cường giả như thế cũng bỏ đi, khó tin hơn là bọn họ đã nỏ mạnh hết đa, thậm chí còn có hấp hối. Ngay thời điểm rơ ngoài người kinh hãi, liền trông thấy Lý Dật chạy như điên, còn có một kiếm của yêu tử. Hắc Phú Hộ nhíu mày, tuy hắn không biết Lý Dật, nhưng hắn là người dưới trướng Vi Thanh thì chính là người một nhà, mà người truy kích sau lưng chính là yêu tộc. Hơn nữa hắn nhìn ra được, mí mắt đột nhiên trầm xuống, âm thầm kinh hãi nói, dĩ nhiên là yêu tộc đại tế tự Từ. Ngay vào lúc nhận ra, rốt cuộc không nghĩ nhiều, Thana NSA lóe lên. Đương! Hắn vung tay lên ngăn cản một kiếm này. Phanh! Kiếm quang của Từ bị đánh nát, hắn cũng dừng truy kích, trên mặt tràn đầy hối hận cùng phẫn nộ. Trong nội tâm vô cùng trách mình, vì sao không có ra tay sớm, hiện tại muốn giết Lý Dật thì khó hơn lên trời. Ô, Lý Dật cảm nhận được kiếm khí kinh khủng xẹt qua bên cạnh mình, hắn tìm được đường sống trong chỗ chết, làm cho hắn ngất lịm khóc lớn lên. Hắc Phú Hậu nhướng mày, lộ ra vẻ khinh bỉ, thầm nghĩ người này thật là thủ hạ của Vi Thanh sao? Lúc này đưa mắt nhìn qua phía Vi Thanh. Vi Thanh đỏ mặt, ho khan vài cái. Từ lạnh lùng nói, Vi Thanh đại nhân, còn nhớ lời vừa nói chứ, chuyện thiên hạ đều nói chữ lý. Nếu như Lý Dật vô lý, người nhất định sẽ xử lý công bằng nha.
Phi Thanh nghiêm mặt nói. Đó là tự nhiên, thánh vực địa vị tuy siêu nhiên, nhưng chúng ta tuân theo công chính, chính nghĩa, đạo lý, không thể dùng lực áp người. Nhưng mà từ tiên sinh, người vừa rồi cũng không phân rõ phải trái với Lý Giật, mà là ra tay giết người, cũng quá mất thân phận của ngươi a. Từ khẽ giật mình, giận không kềm được, cắn răng nói. Phi Thanh, đây là xử lý theo lẽ công bằng của ngươi sao? Phi Thanh cau mày nói. Như thế nào, từ tiên sinh có dị nghị sao? Yêu Từ tức giận sắc mặt tái nhợt, liếc mắt nhìn đám người Hắc Phú Hộ, trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, nói. Tốt, chuyện hôm nay chấm dứt như vậy, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chư vị bảo trọng. Hắn lóe lên, liền đi tới bên cạnh đám người thương bên này, ý định cùng nhau rời đi. Chậm đã. Đột nhiên Vi Thanh quát, trong mắt có hàn tinh bắn ra, nói. Muốn đi có thể, lưu hồn thiên nghi lại. Cái gì, yêu tộc thánh khí hồn thiên nghi tái hiện nhân gian. Hắc Phú Hộ cả kinh, đột nhiên dường như hiểu được, khó trách nơi đây bừa bộn như vậy, hơn nữa phong hào võ đế đều trọng thương nằm trên mặt đất. Nhưng hắn vẫn khó hiểu, hồn thiên nghi thật sự lợi hại như vậy sao? Sắc mặt Lăng Bạch Nguyệt âm trầm lợi hại, hồn thiên nghi bị nói toạc ra, vậy chắc chắn không có phần của mình, hơn nữa ở đây không thấy thân ảnh Vệ Cương, hơn phân nửa đã chết. Chính mình tổn thất một gã thủ hạ cửu tinh đỉnh phong, chỗ tốt gì cũng không có kiếm được, hắn mặt âm trầm hít sâu một hơi, phun ra một ngụm máu tươi, dường như đang cố giảm bớt lửa giận. Đột nhiên Nam Phong Tuyền cười giảo hoạt, nói. Bạch Nguyệt đại nhân đang chấp hành nhiệm vụ vẫn điều tức luyện công, khó trách thực lực tiến bộ nhanh như vậy. Bạch Lăng Nguyệt đầu đầy hắc tuyến, xấu hổ cười cười, nói. Ngươi nói đùa. Nam Phong Tuyền vẻ mặt đứng đắn, nghiêm nghị nói. Ta chưa nói đùa, nói là lời thật, Bạch Nguyệt đại nhân vừa rồi cắn nuốt nguyên lực, cũng đã tiêu hóa rồi, Phong Tuyền bội phục. Sắc mặt Bạch Lăng Nguyệt trầm xuống, tức giận nói. Nam Phong Tuyền, ngươi không nói lời vô nghĩa có được hay không? Nam Phong Tuyền cười khanh khách, thân ảnh lóe lên, trực tiếp biến mất trên chiến hạm, đứng ở bên cạnh Hắc Phú Hộ, nói. Bái kiến Vi Thanh đại nhân. Vi Thanh nhẹ ân một tiếng, giống như đang chào hỏi, nói. Ngươi tới. Nam Phong Tuyền nói. Hồn thiên nghi lợi hại như thế sao, nhiều phong hào võ đế cũng không đối kháng được. Trong mắt nàng lộ ra vẻ khó tin, lóe lên rồi biến mất. Phi Thanh nói. Quá trình trong đó thập phần khúc chiết phức tạp, chuyện này ta sẽ nói tỉ mỉ sau, hiện tại nên chặn vài món siêu phẩm huyền khí lại đã. Vài món. Nam Phong Tuyền kinh ngạc một chút, Hắc Phú Hộ ánh mắt co lại, hàn tinh bắn ra bốn phía. Phi Thanh gật đầu nói. Đúng vậy, yêu tộc hồn thiên nghi, trước mặt ngươi là luân hồi đại chuyển bàn, còn có tiểu tử này trong tay có nặc á chi chu, trên người Lý Vân Tiêu có giới thần bi. Toàn thân Hắc Phú Hộ đại chấn, giật mình nói. Nặc á chi chu và giới thần bi cũng xuất hiện. Trong mắt của hắn mang theo vẻ kinh ngạc. Luân hồi đại chuyển bàn là cái gì hắn không biết, nhưng nặc á chi chu chính là siêu phẩm huyền khí duy nhất vài vạn năm trước nhân tộc chế tạo ra. Mà giới thần bi có thể nhìn thấy lẻ tẻ vài lần trong sử sách. Lăng Bạch Nguyệt cũng kinh hãi nói. Bốn kiện siêu phẩm huyền khí, thiên đạo hiện ra, khó trách diễn thiên nghi lại có hiện tượng trùng thiên như vậy. Phi Thanh cau mày nói. Thì ra là dị tượng diễn thiên nghi, khó trách các ngươi cưỡng ép hàng lâm thành Hồng Nguyệt, nhưng mà dẫn phát dị tượng diễn thiên nghi không phải là số siêu phẩm huyền khí này, mà là vị đại nhân kia thi triển thiên đạo thần thông, trực tiếp giáng xuống pháp tắc chi liên. Lúc này mới sinh ra dị tượng. Hắn dùng tay chỉ vào pháp hoa liên thai, giờ phút này thủy tiên đang bị hoa sen bao phủ, thấy không rõ chân dung. Pháp tắc chi liên. Sắc mặt mọi người trắng bệch, Nam Phong Tuyền như lồi mắt ra, kêu lên. Phi Thanh đại nhân, ngài xác định ngài không có nói sai. Hay là ta nghe lầm? Phi Thanh lắc đầu nói. Ngươi không có nghe sai, tình huống cụ thể trong đó cần phải nói rõ ràng. Trong liên thai kia là con gái của Hải Hoàng Ba Long, liên thai kia chính là siêu phẩm huyền khí. Tình hình hết sức phức tạp, thành chủ thành Hồng Nguyệt Đường Khánh đã chết. Hắc Phú Hộ đại nhân, trước tiên thu hồi siêu phẩm huyền khí đi. Tốt, Hắc Phú Hộ cũng hiểu rõ tầm quan trọng của chuyện này, tuy còn không biết phát sinh cái gì, nhưng mà nhiều phong hào võ đế trọng thương như vậy, vài vạn năm qua không có siêu phẩm huyền khí xuất hiện, bây giờ hiện ra 4-5 kiện, càng có pháp tắc chi liên hàng lâm. Chuyện này đã vượt qua sự kiện thông thường rồi.
Nam Phong Tuyền và Lăng Bạch Nguyệt sắc mặt vô cùng ngưng trọng, biết rõ vị trí hiện tại có lẽ là thời khắc quan trọng nhất vài vạn năm qua. Hai người bọn họ lóe lên, vây quanh đám đại yêu. Sắc mặt Tần Xuyên trắng bệch, nhìn qua nơi này, nhìn vào Lý Vân Tiêu, đồng tử hơi co lại, thầm nghĩ, chết sao? Vẻ mặt Từ đầy giận dữ, lạnh giọng nói. Vi Thanh, thời điểm ta có năng lực, cũng không có làm khó ngươi, ngươi định lấy oán trả ơn. Vi Thanh lạnh lùng nói. Từ tiên sinh nói sai rồi, nói giống như ta thiếu nợ ngươi vậy. Huống hồ ta cũng không có ý định đuổi tận giết tuyệt, chỉ bảo các ngươi giao huyền khí mà thôi, tánh mạng trọng yếu hay là huyền khí trọng yếu, chọn đi. Thương sau khi thi triển một chiêu phong thiên ấn, bị ma chủ đánh bị thương, cho tới bây giờ không gượng dậy nổi, sắc mặt trắng bệch, cắn răng nói. Hồn thiên nghi chính là thánh vật của yêu tộc chúng ta, tuyệt đối không thể giao ra đây, nếu các ngươi cố ý muốn lấy, cũng chỉ có thể liều chết đánh cược một lần, chư vị có nắm chắc thật ăn chắc chúng ta sao? Hắc Phú Hộ nói. Đúng là không có nắm chắc, nhưng đây là thánh khí, không có nắm chắc cũng phải thử một chút. Yêu Tử cười nhạo nói. Nếu ngươi cố ý muốn thử, bổn tọa liền liều mình cùng ngươi. Thương đại nhân, chúng ta nên chơi lớn một chút, nói không chừng còn có thể giết sạch bọn chúng, cướp đoạt vài món thánh khí khác đấy. Thương nhướng mày, trong mắt mang theo thần thái liều chết, lời nói hung ác. Tốt, ta thử xem đại năng nhân tộc lợi hại hay là hồn thiên nghi tự bạo lợi hại, mọi người đồng quy vu tận là được. Cái gì, tự bạo thánh khí? Tất cả mọi người phát mộng, cả kinh lui ra sau. Thánh khí cũng có thể tự bạo sao? Tất cả mọi người nội tâm đầy nghi hoặc, tuy lời nói có hiểm nghi uy hiếp, nhưng thánh khí cũng là huyền khí A, cửu giai huyền khí có thể tự bạo, theo lý mà nói, thánh khí tự bạo cũng phù hợp. Nhưng mà chưa nghe qua có siêu phẩm huyền khí tự bạo, cũng không biết thiệt giả. Sắc mặt Phi Thanh và Hắc Phú Hộ biến thành khó nhìn, bọn họ nhìn qua nhau, ai cũng không biết thánh khí có thể tự bạo hay không. Phi Thanh nói, Thương, ngươi gạt chúng ta, từ xưa đến nay, chưa từng nghe nói qua có thánh khí tự bạo. Nếu thật có thể, chiêu này chẳng phải vô địch, ai cũng có thể giết. Thương cười lạnh nói, bổn tọa không cần giải thích thêm, có thể tự bạo hay không, các ngươi thử thì biết. Lê nói, từ xưa đến nay có bao nhiêu món thánh khí, còn Thương đại nhân đã dung làm một thể với hồn thiên nghi, đủ để cùng tồn vong. Hắc Phú Hộ chủ ý không quyết, đừng nói thánh khí tự bạo, cho dù Thương và Từ trước mặt, hai gã cường giả siêu phàm nhập thánh tự bạo, cũng không phải hắn có thể ôm được. Từ lạnh lùng nói, con thỏ gấp còn cắn người, muốn cướp hồn thiên nghi, vậy huyền khí cũng không cần, tất cả đều chôn cùng nhau đi. Trên mặt của hắn tuy hung ác, trên mặt có vẻ uy hiếp, nhưng ai cũng không dám đi thử, chỉ sợ là thật thì xong đời. Nếu như hai gã cường giả siêu phàm nhập thánh tự bạo, lại thêm hồn thiên nghi, sợ rằng tất cả mọi người sẽ hồn phi phách tán, đừng nói chiếm lấy thánh khí, ngay cả mạng cũng không có. Nội tâm Vi Thanh xoắn suýt không thôi, cuối cùng cắn răng nói. Tốt, các ngươi đi. Hừ, tê, xuyên cua tui a còng nét, Từ cười lạnh một tiếng, mỉa mai nói. Muốn huyền khí, lại sợ chết, Vi Thanh đại nhân, ngươi thật làm ta cảm thấy hổ thẹn thay ngươi đấy. Vi Thanh tức giận nói. Yêu Từ, ngươi chớ đắc ý, nếu yêu tộc có hồn thiên nghi, bổn tọa sớm muộn gì cũng tới bái phỏng. Từ biến sắc, cũng tức giận không thôi, trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, liền không hề để ý đến hắn. Thương nói, Thanh Sam không thay đổi, nước biếc chảy dài, chư vị nếu muốn tới yêu tộc làm khách, ta đại biểu tất cả mọi người hoan nghênh chư vị. Trên mặt hắn đầy trang nhã, tất cả đại yêu chiến ý dâng trào, dường như chờ mong một trận chiến tương lai. Từ nói, đi thôi. Hắn vung tay lên, một đám hào quang bay lên. Vài tên yêu tộc lập tức ẩn vào trong đám mây, chậm rãi bay lên, cuối cùng biến mất nơi này. Vi Thanh nhìn chằm chằm vào mấy người rời đi, lạnh giọng nói. Xem ra phỉa nhìn chằm chằm vào tinh nguyệt ảo cảnh nhiều hơn. Lăng Bạch Nguyệt nói. Việc này ta sẽ phái người chú ý, tại tinh nguyệt ảo cảnh bố trí không ít thủ đoạn. Vi Thanh nói. Sau khi trở về lại thương nghị kỹ càng, hiện tại nên mang toàn bộ người nơi đây về thánh vực. Mọi người biến sắc, kinh sợ không thôi. Huyền Hoa tức giận nói. Vi Thanh, người có tư cách gì mang chúng ta đi? Vi Thanh lạnh lùng nói. Huyền Hoa đúng không, sổ sách Thành Hồng Nguyệt cũng phải tính với người một chút,
về tới thánh vực, xem ta xử trí ngươi thế nào. Hắc Phú Hộ nhìn qua bọn họ, đều là cường giả danh chấn thiên hạ, còn có một ít tồn tại lạ mặt, trên người tỏa ra khí tức rất mạnh, hắn trầm giọng quát. Mang đi. Nam Phong Tuyền phàn nàn nói. Thời điểm đi ra sao lại quên mang theo một đám thủ hạ, số khổ chuyện gì cũng phải tự làm. Nàng vươn tay ra, một đạo hồng mang hiển hiện, trên không trung xuất hiện một bó long cân, ném cho Tần Xuyên, nói. Phong ấn các ngươi, sau đó dùng long cân trói mang về. Ánh mắt Lăng Bạch Nguyệt lóe lên, nhìn qua luân hồi đại chuyển bàn kia, nuốt nước bọt nói. Đây là thánh khí sao? Trong mắt của hắn hiện ra hào quang tham lam, đi qua từng bước. Phi Thanh nhíu mày, nhưng mà không nói thêm cái gì. Lăng Bạch Nguyệt giờ phút này đang giao chiến trong nội tâm, thật muốn trực tiếp đoạt luân hồi đại chuyển bàn quay người bỏ chạy. Có thánh khí nơi tay, cái gì thánh vực cục trưởng cũng không cần làm. Hắn cẩn thận đi tới trước, thò tay cầm xuống. Lăng Bạch Nguyệt, đột nhiên Nam Phong Tuyền kêu một tiếng, trực tiếp xuất hiện bên cạnh hắn, một trưởng đánh ra. Ba, bàn tay Lăng Bạch Nguyệt bị đánh bay. Lăng Bạch Nguyệt giận dữ, quát. Nam Phong Tuyền, ngươi làm cái gì? Nam Phong Tuyền cười hì hì, nói. Bạch Nguyệt đại nhân, vừa rồi ta thấy ánh mắt của ngươi có hào quang lóe lên, trên trán đầy mồ hôi lạnh, nhất định là bị khí thế thánh khí chấn nhiếp nhập ma, lúc này mới nhắc nhở ngươi, cứu ngươi ra. Lăng Bạch Nguyệt tức giận toàn thân run rẩy, tức giận nói. Ta không cần ngươi cứu. Nam Phong Tuyền, cút đi, không nên nói chuyện với ta. Hì hì, không nói thì không nói. Nam Phong Tuyền nháy mắt, bay đi. Hắc Phú Hộ lúc này đưa mắt nhìn qua, nói. Ta đi thu hồi thánh khí, đến thánh vực thì mọi người thương lượng, khi đó cứ từ từ xử trí. Hắn chụp vào luân hồi đại chuyển bàn. Ba. Luân hồi đại chuyển bàn tuy rung động lắc lư, nhưng không cách nào thoát ra khỏi bàn tay của hắn. Sau đó ánh sáng màu xanh lóe lên, liền biến mất không thấy gì nữa. Thu luân hồi đại chuyển bàn, ánh mắt Hắc Phú Hộ nhìn qua phía Diệp Phàm, nói. Nặc Á Chi Chu ở trên người của ngươi sao? Sắc mặt Diệp Phàm đại biến, tuy Hắc Phú Hộ không tỏa ra chút nguyên lực chấn động nào, nhưng từng bước đi tới, uy áp thượng vị giả làm cho hắn như lọt vào thâm uyên, mồ hôi lạnh chảy xuống như mưa. Nặc Á Chi Chu là thánh khí nhân tộc, có lẽ do thánh vực thay ngươi đảm bảo. Mặc kệ ngươi là người phương nào, đều giao nó ra đi. Hắc Phú Hộ vươn tay ra, nói. Giao ra thánh khí, ta sẽ không làm khó ngươi. Diệp Phàm cắn răng nói. Thánh vực là đám cường đoạt đồ của người khác sao? Hắc Phú Hộ nói. Nặc Á Chi Chu chính là của Diệp Nam Thiên Đại Nhân làm ra, mà Diệp Nam Thiên Đại Nhân người đứng đầu thánh vực năm đó, nói cho cũng thánh khí này cũng là của thánh vực, tại sao cường đoạt? Diệp Phàm nói. Ta là hậu nhân tổ tiên Diệp Nam Thiên. Cái gì? Mọi người đều cả kinh, đánh giá Diệp Phàm, nội tâm thầm nghĩ, khó trách. Hắc Phú Hộ cũng giật mình, không biết nên làm thế nào, hiện tại làm sao tranh giành thánh khí với người ta. Hậu nhân Diệp Nam Thiên đại nhân. Nam Phong Tuyền cả kinh, thoáng một phát liền rơi vào Diệp Phàm bên người, cẩn thận đánh giá đến hắn đến, hì hì cười nói. Thiếu niên thật tuấn tú, Diệp Nam Thiên đại nhân là cường giả mà ta kính nể nhất, ngươi là hậu nhân của hắn, tên là gì? Diệp Phàm nói. Diệp Phàm. Diệp Phàm, thật là dễ nghe. Nam Phong Tuyền ôm lấy cánh tay Diệp Phàm, bộ dáng tiểu nữ nhi, thẹn thùng nói. Có thể nhìn thấy hậu nhân của thần tượng, thật là vui. Nhưng mà thực lực của ngươi quá yếu, Nặc Á Chi Chu nên đưa cho tỷ tủ đảm bảo đi. Diệp Phàm mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, nói. Không cần, ta có thể đảm bảo. Nam Phong Tuyền sắc mặt thoáng một phát trầm xuống, dường như sinh khí, giận dữ nói. Như thế nào, ngươi là không tin tỷ tỷ? Diệp Phàm tranh thủ thời gian nói. Không có nha, ta vẫn tự mình đảm bảo mới cảm thấy rất tốt. Nam Phong Tuyền khẽ nói. Đã không cho tỷ tỷ đảm bảo, Hắc Phú Hộ đại nhân muốn cướp thì ta mặc kệ. Trong lòng Diệp Phàm thầm mắng không thôi, ngươi và hắn đoạt có gì khác nhau? Hắc Phú Hộ cũng gật đầu nói. Nam Phong Tuyền nói đúng, Nặc Á Chi Chu ở trên người của ngươi quá mức nguy hiểm. Cân nhắc vì nhân tộc, cũng cân nhắc vì ngươi, nên đặt ở thánh vực. Chúng ta cũng không hy vọng hậu nhân Diệp Nam Thiên đại nhân bởi vì huyền khí mà chết. Diệp Phàm đắng chát nhìn qua Lý Vân Tiêu, thấy hắn nằm dạp trên đất bất tỉnh, hắn bất đắc dĩ nói.
ta sẽ cân nhắc thật kỹ. Hắc Phú Hậu nhướng mày, nói. Còn muốn cân nhắc? Diệp Phàm im lặng, nói. Cân nhắc cũng không cho. Hắc Phú Hậu nói. Được rồi, người suy nghĩ thật kỹ. Thời điểm này bức ép hay ra tay là không nên, dù sao tất cả mọi người đang nhìn vào, trực tiếp mang Diệp Phàm về thánh vực cũng được. Sau đó hắn nhìn qua phía Lý Vân Tiêu, lộ ra vẻ hồ nghi, nói. Giới thần bi ta đã thấy có ghi lại lẻ tẻ trong sách cổ, dường như là thứ khó lường đấy. Sắc mặt Bắc Quyến Cổn Nam biến hóa, trực tiếp tăng cao khí thế, đứng bên cạnh Lý Vân Tiêu đang nằm, thủ hộ hắn. Đột nhiên Hắc Phú Hậu cau mày nói. Hủ thi. Bắc Quyến Cổn Nam giơ trường kiếm, nói. Rời xa Lý Vân Tiêu. Phi Thanh nói. Đừng nghe hắn, người này không biết lai lịch ra sao, bắt trở về thánh vực nghiên cứu một hai, không nghe lời thì giết. Hắc Phú Hậu gật đầu nói. Xử lý như vậy là tốt nhất. Năm ngón tay của hắn một chảo, lập tức công kích về phía trước. Một chảo này lao xuống như sao băng. Bắc Quyển Cổn Nam định giơ kiếm đánh ra, lại phát hiện uy thế kinh thiên kia áp chế làm hắn không cách nào thi triển ra, chỉ có thể dùng trường kiếm đón đỡ trước người, ngạnh kháng một quyền kia. Ầm ầm, phòng ngự bị đánh tan, không khí có tiếng chiến minh vang lên, hắn cuối cùng gánh không được, bị đánh bay ra ngoài. Ồ, thật thân hình kỳ quái. Hắc Phú Hậu kinh ngạc nhìn qua, người có thể còn lực ra tay vào lúc này, có ai là đơn giản. Đúng thế. Đột nhiên Vi Thanh run lên, hắn nhìn thấy cảnh này thì giật mình. Bát Lăng chiếu ảnh, Tuyên Cổ ngự kiếm. Bảo kiếm vung lên, hóa ra kiếm ảnh đầy trời, trong khoảnh khắc chém liên tục, cả thiên địa đều là kiếm ảnh. Bằng hữu, ở đây đều là cao thủ, điểm chút tài mọn đừng mang ra khoe khoang. Lăng Bạch Nguyệt phi thân tới, trong tay đột nhiên cầm một quạt lông, phía trên khảm bảo thạch màu lam sáng ngời. Lam động. Vào lúc này một cơn gió mang kiếm khí đánh tới, hóa thành kiếm khí phong bạo, nó hóa giải chiêu thức của Lăng Bạch Nguyệt. Sắc mặt Bắc Quyến Cổn Nam biến sắc, đột nhiên Lăng không chấp động, tránh thoát đi. Lăng Bạch Nguyệt nhướng mày, dường như cảm thấy người trước mặt khó đối phó hơn, nói. Hắc Phú Hộ đại nhân, người này giao cho ta là được. Hắc Phú Hộ gật đầu, nhìn qua Lý Vân Tiêu trên đất, áo bào vỡ ra một lỗ lớn, lộ ra lồng ngực trắng noãn, phía trên có tận pháp màu vàng hiện ra. Hắn nhìn qua vài lần, giống như chưa bao giờ thấy qua loại chuyện này, cũng không quản tới, thò tay bắt lấy Lý Vân Tiêu. Đột nhiên cánh tay của hắn giơ một nửa liền đình trệ, năm ngón tay mở ra không tiến lên nửa phần. Đột nhiên nội tâm mọi người cả kinh, đồng thời phát giác được hấp lực khủng bố đang lan tràn. Là ai? Đồng tử Hắc Phú Hộ đột nhiên co lại, trong ánh mắt bắn ra hàn tinh, nhìn qua bầu trời giống to lên. Tầng mây không có cái gì, cũng không có dị động. Đột nhiên một đạo ánh sáng màu xanh chớp động, từ trong mây trắng bắn ra, lập tức đáp xuống đất, hóa thành bóng người màu xanh. Người nọ nhíu mày, nhìn qua Lý Vân Tiêu, nói. Chết sao? Hắc Phú Hộ ngưng trọng nói. Ngươi là ai? Người nọ hoàn toàn thờ ơ với hắn. Trực tiếp đi đến bên người Lý Vân Tiêu, cúi xuống kiếm tra, nhíu mày trầm tư. Mọi người ở đây rất khiếp sợ, bởi vì người có thể xuất hiện tại ở đây mà không ai phát hiện mới thật sự là đáng sợ. Đột nhiên mọi người tất cả đều há to mồm, mở to mắt nhìn qua. Nam tử áo xanh nâng chân lên, trực tiếp đạp lên người Lý Vân Tiêu. Phanh! Lực lượng mênh mông đánh tới, thân hình Lý Vân Tiêu bị đạp vào mặt đất, chấn động bắn ra bốn phía. Phanh! Phanh, phanh, phanh. Người nọ không ngừng đạp xuống, bụi bay đầy trời. Phốc, Lý Vân Tiêu đang bất tỉnh đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bay ra khỏi hố sâu. Lý Vân Tiêu tức giận quát. Giẫm ta giết ngươi. Ầm ầm, vô số lôi quang đánh vào thân thể nam tử kia, nhưng chỉ là tàn ảnh mà thôi. Nam tử xuất hiện cách đó trăm trượng, nói. Đừng không biết đủ, không có giẫm mặt của ngươi là cho ngươi mặt mũi rồi. Lý Vân Tiêu lúc này mới nhướng mày, lộ ra vẻ ngạc nhiên, nói. Sa Vưu, là ngươi. Nam tử áo xanh gật đầu nói. May mắn ta kịp thời tới cứu, nếu không ngươi gặp phiền toái, ngươi giống như lúc trước, đi nơi nào cũng kéo phiền toái. Lý Vân Tiêu nói. Không có biện pháp, mạng của nhân vật chính, làm sao chết được, cứu viện nên phối hợp diễn một chút. Sa Vưu lạnh lùng nói. Đã như vậy. Vậy ngươi dựa vào vận mệnh nhân vật chính sống sót đi,
bản phối hợp diễn đi trước. Hắn quay người muốn ly khai. Lý Vân Tiêu cuống quýt nói. Lão Long chớ đi, hắc hắc, người biết ta rồi đấy, miệng có chút tiện. Hôm nay nhân vật chính là ngươi, ta là phối hợp diễn. Hắc Phú Hộ sắc mặt khó coi, khí tức trên người Sa Vưu hoàn toàn không kém gì hắn, mà Lý Vân Tiêu quan hệ với người này không tầm thường. Sa Vưu liếc mắt nhìn bốn phía, nói. Xảy ra chuyện gì, người khai chiến với người trong thiên hạ sao? Lý Vân Tiêu vẻ mặt khổ sở, nói. Nói rất dài dòng, người chưa tới vài ngày đã tiến bộ lớn rồi. Sa Vưu nói. Dùng thiên tư của ta, tùy tiện tìm địa phương bế quan vài ngày là có thể tiến triển cực nhanh, ngươi cho dù cả ngày vào sinh ra tử cũng không bằng được. Lý Vân Tiêu nói. Vậy là tốt rồi, ta thấy đám người Hắc Phú Hộ này sắc mặt không tốt, ngươi đi giáo huấn chúng đi, cho chúng biết rõ, đừng suốt ngày ở bên ngoài khi dễ người. Sa Vưu cau mày nói. Ta đến đây cũng không phải là đánh nhau thay ngươi. Hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Hắc Phú Hộ trên người mấy người, nói. Nhưng mà, nếu có người muốn đánh nhau, ta giáo huấn một chút cũng không có gì, không thu phí đâu. Hắc Phú Hộ trầm giọng nói. Các hạ là người phương nào? Sa Vưu nói. Người phương nào ngươi cũng không cần quản, ta hiện tại muốn dẫn Lý Vân Tiêu đi. Có vấn đề không? Hắc Phú Hộ nói. Có. Sa Vưu gật đầu nói. Rất tốt, ngươi lựa chọn đánh nhau rồi. Hai người nhìn nhau, linh áp từ từ mở ra. Cả không gian biến thành chấn động, lắc lư không ngừng. Nam Phong Tuyền cùng Bạch Lăng Nguyệt đều biến sắc, nhanh chóng phân ra hai bên Sa Vưu, thần thái cảnh giác, chuẩn bị ra tay. Lý Vân Tiêu thả người trở ra, bay tới chỗ Phi Nghê, cẩn thận kiểm tra thương thế của nàng. Thân hình nàng vốn khô héo, hiện tại rất nhu nhuận, trên mặt đầy huyết sắc, tràn ngập sinh cơ. Nhưng thân thể đã khôi phục, chẳng biết lúc nào có thể tỉnh. Lý Vân Tiêu duỗi hai tay ôm lấy nàng, để tránh đám người Sa Vưu động thủ ảnh hưởng tới thân thể nàng. Nhưng đột nhiên một dạo thiên phượng nguyên quang từ trong mi tâm Phi Nghê hiển hiện ra, hóa ra phượng ảnh, phanh một tiếng đẩy hắn đi. Lý Vân Tiêu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, như vậy xem ra Phi Nghê hơn phân nửa là không có việc gì. Hắn nếm thử thu nàng vào trong giới thần bi, lại có lực lượng gì đó ngăn lại, thu cũng thu không được, chuyển cũng chuyển bất động. Lý Vân Tiêu đành phải thủ hộ bên cạnh nàng. Giờ phút này trong lòng của hắn đột nhiên khẽ động, nhìn qua phương xa, toàn thân Long Thiên Miểu khô quắt, thân thể và ánh mắt ảm đạm không ánh sáng, hắn nằm trên đất như cá chết, nhìn qua hắn. Lý Vân Tiêu lạnh lùng hừ một tiếng, mặc kệ người này. Bị ma chủ phổ cưỡng ép rút sạch Long Nguyên Phượng Quang, thực lực của Long Thiên Miểu trực tiếp từ siêu phàm nhập thánh ngã xuống, loại cảnh giới này hạ thấp, trọn đời khó khôi phục. Thiên võ giới sẽ không còn truyền thuyết kẻ này nữa. Hắc Phú Hộ nhìn chằm chằm Sa Vưu một hồi, chậm rãi nói ra. Bằng hữu, ta không biết ngươi là người phương nào, nhưng đứng đối lập với ta, chính là đối lập với thánh vực, là đối lập với người trong thiên hạ, ngươi nghĩ kỹ chưa? Sa Vưu nhướng mày, nói. Nói nhảm thật nhiều, còn không mau đánh nhau đi, được rồi, lát nữa đánh cho ngươi không nói nữa là được. Nam Phong Tuyền cười nói. Hắc Phú Hộ đại nhân, người nọ ngu xuẩn quá, đánh nát đầu của hắn đi. Ánh mắt Sa Vưu phát lạnh, quát. Nát con em ngươi, chết. Ở chung với Lý Vân Tiêu đã lâu, những câu du côn học không ít, khẽ quát một tiếng, thân ảnh phanh một tiếng biến mất tại chỗ. Nam Phong Tuyền sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy long uy mênh mông bao phủ thiên địa, giống như núi cao oanh kích tới. Phi Thanh cùng La Thanh Vân đều kinh hãi. Long uy như thế này hoàn toàn không dưới Long Thiên Miểu. Hai người đều có tâm tư như nhau, chẳng lẽ trừ bọn họ, còn có người có thập giai chân linh chi huyết. Nam Phong Tuyền mặc dù cả kinh không loạn, đạp mạnh một cái, thân thể làm tư thái uốn éo, sau đó đột nhiên bắn tới, lăng không vỗ mạnh. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vài đạo lôi quang, bày ra ánh sáng màu xanh nhạt, một cơn giống đánh thẳng xuống. Ầm ầm, dưới cơn giông này, ngừng tụ thành lôi điện phong bạo, không ngừng đánh xuống. Sa Vưu không bay nữa, trong khoảnh khắc hiện thân đánh ra một quyền. Ầm ầm, cả lôi hải nổ tung, bắn ra bốn phương tám hướng. Phanh, Nam Phong Tuyền chính diện đón đỡ một quyền, lòng bàn tay truyền ra cảm giác đau đớn kịch liệt, thân thể bị đánh bay. Hai cánh tay bị long uy bao phủ, ống tay áo bắn ra ngoài, lộ ra hai cánh tay trắng nõn.
Sau khi Sa Vưu đánh ra một kích, hắn trực tiếp lăng không một chảo, dưới lòng bàn tay mang theo vòng xoáy mạnh mẽ áp qua, quay người đánh ra phía sau. Ầm ầm, tiếng nổ đầy trời, không gian trở nên phiêu hốt bất định, thân ảnh Bạch Lăng Nguyệt bay ra phía sau, bay mấy trăm trượng mới dừng lại. Siêu phàm nhập thánh. Tất cả mọi người cả kinh, một chiêu đánh lui cửu tinh đỉnh phong, là siêu phàm nhập thánh không thể nghi ngờ. Sắc mặt Sa Vưu trầm xuống, khẽ nói. Có thể ngăn cản một kích của ta, tiểu côn trùng cũng có chút năng lực nha, đến, lại đến thử xem, nhìn xem ta có thể chém ngươi hay không. Nam Phong Tuyền và Lăng Bạch Nguyệt sắc mặt đại biến, làm sao dám lên. Hắc Phú Hộ nói. Hai người đi bắt đám chung quanh, kẻ không theo giết không tha. Sắc mặt của hắn băng hàn, giờ phút này tình huống đột biến, đã không thể từ từ xử lý vấn đề, nếu hiện tại lại sinh ra dị biến thì quá phiền toái. Vâng. Bạch Lăng Nguyệt ứng một tiếng, liền muốn bay đi. Đột nhiên một đạo kiếm quang lăng không chém xuống, dị thường rất nhanh, hắn đột nhiên cả kinh né qua, tóc dài phiêu đãng. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, nhìn qua Bắc Quyển Cổn Nam đang khiêu khích. Hừ. Lăng Bạch Nguyệt cầm quạt lông liền phi thân rời đi, nói. Nam Phong Tuyền, quét dọn chiến trường giao cho ngươi. Trên mặt Nam Phong Tuyền bất mãn, la hét, nói. Tần Xuyên, còn không mau lên. Vâng. Tần Xuyên giờ phút này thân phận thấp nhất, hoàn toàn chính là vai phụ, hai tay đánh ấn quyết, Nam Phong Tuyền cầm long cân, chúng hóa thành tấm lưới rậm rạp. Trong tay hắn đột nhiên có kiếm khí bắn ra, nhanh chóng chém vỡ tấm lưới. Ngưng tụ thành mấy chục tấm lưới nhỏ chụp vào mọi người. Cái gì, chúng ta cũng bị bắt. Đám võ giả ở xa tức giận không ít, nhìn qua tấm lưới đầy trời, muốn ra tay kháng cự, lại bất đắc dĩ bị lực lượng áp chế. Phi Thanh nói, chư vị không cần sợ hãi, tất cả mọi người theo ta đi thánh vực một chuyến, tất nhiên sẽ dùng lễ đối đãi. Hàn Quân Đình hừ lạnh nói, cái lễ này chúng ta không chịu nổi đâu. Còn lại chi nhân cũng lộ ra vẻ bất mãn, nhưng bất đắc dĩ kẻ yếu không có nhân quyền, chỉ có thể nén giận. Hừ, sắc mặt Kỳ Thắng Phong lạnh như băng, hào quang trong tay lóe lên, chém nát long cân bay tới. Trong cường giả siêu phàm nhập thánh, cũng chỉ có Huyền Hoa cùng Liễu Phỉ Yên thương thế quá nặng, bị cái kia lưới rơi vào người. Hai người sắc mặt âm trầm, trong mắt phun ra lửa. Tần Xuyên bị bọn họ nhìn toàn thân phát run, trên trán toát mồ hôi lạnh. Bị hai gã phong hào võ đế mang thù, bản thân mình hỏng bét. Còn lại nhao nhao ra tay, đánh nát long cân, bộ dáng kiệt ngạo bất tuân. Phi Thanh lạnh lùng nói. Có người không tuân, giết. Tần Xuyên run rẩy, tuy dùng thực lực của hắn, đủ để chém giết đám cường giả đang mang thương thế, nhưng mà bọn họ là một đám cường giả danh chấn thiên hạ, chỉ khí chàng đã làm hắn khó sinh ra sát tâm. Hừ, giết. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng. Trong tay bắn ra một đạo kiếm quang, thuấn di trên bắn thẳng vào Vi Thanh. Vi Thanh kinh hãi, ứng thân trở ra. Tần Xuyên nhướng mày, đám tiền bối võ đạo ở đây hắn không dám ra tay, nhưng đối phó với Lý Vân Tiêu lại phi thường tích cực, phẫn nộ quát. Lý Vân Tiêu, không được vô lễ. Liền cầm kiếm lao tới. Phanh! Hai đạo kiếm quang đan vào nhau, dư âm ảnh hưởng và khí lãng bắn ra ngoài. Tần Xuyên trực tiếp không địch lại. Lùi lại vài bước, vẻ mặt âm trầm. Tần Xuyên, ngươi xảy ra chuyện gì? Nam Phong Tuyền tức giận nói. Ngươi là tiểu bối có thiên tư nhất trong thánh vực, ta còn tưởng rằng ngươi là nhân tài mới xuất hiện, là vô địch trong thế hệ trẻ đấy. Tần Xuyên cười khổ nói. Nam Phong Tuyền đại nhân, người trước mặt là đệ nhất nhân thế hệ trẻ hàng thật giá thật đấy. A, à, Nam Phong Tuyền hai tay hợp lại, mặt đầy ánh sáng, thẹn thùng nói. Tiểu Suất Ca, người L thần tượng của ta, ta tại thánh vực mỗi ngày nghe truyền thuyết của ngươi, đã sớm muốn tìm gặp chân thân của ngươi. Lý Vân Tiêu khẽ nói. Nam Phong Tuyền bà, người sắp trăm tuổi rồi, đừng có làm tư thái như mỹ nữ 18 tuổi nữa, ta không chịu nổi. Người ở đây ngây ngốc, tất cả mọi người đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, chỉ cảm thấy nhiệt độ giảm xuống thật nhanh, một đạo sát khí ngưng tụ thành thực chất. Người nói cái gì? Gương mặt Nam Phong Tuyền đen lại, mở 10 ngón tay ra, cắn răng nói từng câu. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Tổ bà, bộ dáng của ngươi làm ta sợ hãi đấy, còn không đi chơi đi. Chết! Tiếng rít bén nhọn vang lên. Một đạo khí quang hình bán nguyệt chém thẳng xuống, muốn đánh chết Lý Vân Tiêu.
Phi Thanh hoảng hốt, cả kinh nói. Không được giết Lý Vân Tiêu, lưu hắn một mạng. Nhưng Nam Phong Tuyền sao mà nghe vào, nữ nhân này giận dữ, tuổi chính là nghịch lân của nàng, cho dù là đám người Vi Thanh Hắc Phú Hộ cũng không dám nhắc tới tuổi của nàng. Giết! Nàng nổi giận hét lớn, sát ý trùng thiên, giống như sát thần hàng lâm. Xùy! Bán Nguyệt đao chém xuống, trực tiếp chém Lý Vân Tiêu thành hai nửa, nhưng mà đó là thân hình do lôi quang ngưng tụ thành. Hắn cũng chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn biết rõ Nam Phong Tuyền kiêng kỵ nhắc tới tuổi, nhưng không thể ngờ lại khủng khiếp như vậy. Hôm nay ta tất giết ngươi. Nam Phong Tuyền thấy hắn chưa chết, giận dữ tiến lên. Đột nhiên một đạo kiếm khí bắn thẳng vào Nam Phong Tuyền, kiếm khí này làm nàng ta không dám ngăn cản, nhanh chóng lui lại. Ánh mắt Khâu Mục Kiệt lộ ra hàn ý, nói. Lý Vân Tiêu, người này giao cho ta, người đi giết Phi Thanh. Lý Vân Tiêu cả kinh, lúc này mới kịp phản ứng vì sao đối phương giúp hắn, Phi Thanh là địch nhân chung của hai người. Hơn nữa Khâu Mục Kiệt có chung cực thể, lực lượng vĩnh viễn không suy kiệt, thương thế cũng có thể khỏi hẳn cực nhanh, sợ là đệ nhất nhân dưới siêu phàm nhập thánh, mặc dù là Nam Phong Tuyển cũng khó thắng hắn. Lý Vân Tiêu lập tức đại hỉ nói. Tốt! Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn qua phía Vi Thanh bên này. Toàn thân Vi Thanh run lên, cả kinh lùi lại mấy bước, tức giận nói. Phong Tử Kiệt, nếu ngươi bây giờ nguyện ý quy thuật, chuyện lúc trước bỏ qua, ta sẽ không tính toán. Khâu Mục Kiệt cười lạnh nói. Vi Thanh, ngươi bây giờ đối với ta mà nói, còn có nửa phần tín dụng sao? Ta và ngươi phải có một người chết. Sắc mặt Vi Thanh ngưng trọng, biết rõ Khâu Mục Kiệt đã không có khả năng quay đầu lại, lập tức quát. Tần Xuyên, La Thanh Vân, ngăn cản Lý Vân Tiêu lại. Hắn lấy ra các loại đan dược, không ngừng nuốt vào, sắc mặt âm trầm. Đám cường giả khác nhanh chóng khôi phục nhanh hơn, càng có người trực tiếp thi triển bí pháp, tận khả năng tăng thực lực. La Thanh Vân nhướng mày, tuy trong nội tâm rất có không muốn, nhưng vẫn vùng trường thương lên, đứng chưng với Tần Xuyên, rằng co với Lý Vân Tiêu. Vi Thanh đưa mắt nhìn qua một người, nói. Long Đại Tiên Sinh, kính xin giúp ta giúp một tay. Long Thiên Miểu tuy bị rút sạch Long Nguyên Phượng Quang, cảnh giới ngã xuống, nhưng có thập giai Long Uy và thực lực cửu tinh đỉnh phong, cũng đủ để đánh chết Lý Vân Tiêu. Nhưng mà sắc mặt Long Thiên Miểu ngốc trệ, căn bản không nghe kêu to. Sắc mặt Phi Thanh trầm xuống, hắn hiểu được tâm tình của Long Thiên Miểu hiện tại, mặc cho ai gặp được loại chuyện này cũng đả kích không dậy nổi, cũng không hề miễn cưỡng. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. La Thanh Vân, ngươi không phải muốn chiến với ta một trận sao? La Thanh Vân nói. Đánh công bằng là sở cầu của ta. Giờ phút này ta thương thế nghiêm trọng, mà ngươi đã ở trạng thái hoàn hảo, vốn mất đi công bằng, liên thủ với người khác còn chưa đủ, huống hồ hôm nay không phải cuộc chiến giữa ta và ngươi. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Tốt một câu không phải cuộc chiến giữa ta và ngươi, các ngươi cho rằng liên thủ, có thể thắng ta sao? Hai tay của hắn nắm chặt, khí thế mạnh mẽ bạo phát, lực lượng cường đại không ngừng tăng lên cửu tinh chi cảnh. La Thanh Vân cùng Tần Xuyên biến sắc. Tần Xuyên cả kinh nói. Cửu tinh võ đế, cẩn thận một chút, người này thực lực không thể dùng cảnh giới cân nhắc. La Thanh Vân hiểu Lý Vân Tiêu hơn xa Tần Xuyên, năm ngón tay chậm rãi nắm chặt chiến thương, sắc mặt ngưng trọng chưa từng có. Mọi người đều cả kinh, sau lưng Lý Vân Tiêu chậm rãi có hư ảnh rồng bay phượng múa hiện ra, tuy thập phần mỏng, nhưng xác thực là chân long thiên phượng. La Thanh Vân trầm giọng nói. Sát! Chiến thương của hắn mang theo kim quang đâm thẳng tới. Như thế nào, sợ? Lý Vân Tiêu cười một tiếng, sau khi bị ma chủ phổ chiếm cứ thân thể, thu nạp không ít long nguyên phượng quang, xem như mai mối cho hắn. Phanh! La Thanh Vân cầm hoang thần minh nguyệt thương dưới một chảo của hắn bắn ra thương quang sáng ngời, lại không thể dung chuyển Lý Vân Tiêu mảy may. Tần Xuyên thầm nghĩ không tốt, kiếm quang khẽ động bay lên cao. Hắn vô cùng ngưng trọng. Nhân kiếm hợp nhất. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Lần trước để ngươi trốn, lần này nhìn ngươi chết như thế nào. Tay trái của hắn lăng không một chảo. Cách xa nhau vài tước, bàn tay ngăn cản một kiếm kia, âm thanh kim loại vang lên. Tần Xuyên giật mình, chỉ một chảo đã có thể ngăn cản hắn. Chết đi. Lý Vân Tiêu hét lớn một tiếng, hai chưởng đẩy ra, bấm niệm pháp quyết, một đám kim quang từ trong chưởng đánh ra ngoài. Ngưng tụ thành một phương kim ấn, xoay tròn trước người,
vô số phù văn hiện ra. Phù sinh nhược mộng, hồng nhan hữu ấn. Ầm ầm, một ấn đánh xuống, bao phủ tứ phương. La Thanh Vân cùng Tần Xuyên hai người không thể trốn tránh, vô cùng kinh hãi, nhanh chóng bật ra ai người lập tức tỉnh táo, gặp nguy không loạn. Đồng tử La Thanh Vân co lại, hét lớn một tiếng, lòng uy tăng vọt. Lục đoạn thương quyết, chân không phá. Tần Xuyên giơ kiếm lên, từng đạo kiếm khí xoay tròn. Đại ngự kiếm thuật, cửu thiên thập địa tung hoành quyết. Một bóng kiếm to lớn chém thẳng xuống. Hai lực lượng uy mãnh bá đạo đánh xuống ấn quyết. Ầm ầm, phù sinh ấn vỡ tan, hai đạo lực lượng phóng thẳng vào Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cười cười, hai đấm nắm chặt, thân thể tỏa ra kim quang, đánh ra hai quyền. Ầm ầm, hai quyền của hắn đánh xuống, không khí bị đánh nát, đánh thẳng vào hai đạo công kích kia. Ầm ầm, lực lượng đánh tới, khí lãng đầy trời, thân thể Lý Vân Tiêu kim quang lóng lánh, không chút tổn thương nào cả. Đó là, mọi người đều hoảng hốt, nhìn chằm chằm vào trạng thái của Lý Vân Tiêu, tròng mắt mở to. Vi Thanh thất thanh nói, Phách Thiên luyện thể quyết, bất diệt kim thân. Cùng một tiếng thét kinh hãi làm cho tất cả mọi người kinh hoàng, lộ ra vẻ không thể tin được. Đây chính là mấy chữ đại biểu thiên hạ vô địch đấy. Kỳ Thắng Phong cắn răng nói, tiểu tử này có bao nhiêu bí mật, đáng chết, thật đáng chết. Khâu Mục Kiệt cũng giật mình, hắn nghiên cứu thân thể đương thời đệ nhất, cũng phải nhìn nhiều vài lần. Hừ, chống lại ta còn dám phân tâm. Nam Phong Tuyền lạnh giọng nói, trong mắt đầy sát ý. Trong tay nàng cầm một kim luân như là loan đao, dùng tư thái cổ quái chém xuống. Khâu Mục Kiệt lập tức cả kinh, sợ tới mức vội vàng phục hồi tinh thần lại, giơ đao ngăn cản. Nhưng mà kim luân lượn vòng, chém qua Khâu Mục Kiệt. Cái gì? Trong lòng Khâu Mục Kiệt chấn động, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Phanh! Một đạo kim quang bắn lên cao, bị kim quang chém tới. Khâu Mục Kiệt hoảng hốt, thiên nhãn của hắn bắn ra một đạo công kích vào óc Nam Phong Tuyền. Sắc mặt Nam Phong Tuyền trầm xuống, thân thể lăng không tránh đi, tránh thoát một kích kia, trong tay cầm kim luân cắt vào cổ đối thủ. Hừ! Hà ha! Lỗ mũ Khâu Mục Kiệt biến lớn, một tiếng hừ saa nhổ ra. Khí lưu mạnh mẽ, bao phủ quanh người. Sóng âm công kích cực nhanh, làm cho Nam Phong Tuyền phải tránh đi. Nam Phong Tuyền thân là chấp pháp tư trưởng của Thánh Vực, thực lực được công nhận mạnh nhất, là lựa chọn trở thành chấp chính giả đời tiếp theo, tuy ngày thường nhìn như tiểu nữ hài, nhưng lại là lão thái bà trăm tuổi. Hắc Phú Hộ cùng Sa Vưu đứng xa, không có động đậy. Nhưng mà sắc mặt Hắc Phú Hộ bình tĩnh lạnh nhạt, nhìn không ra bất luận cảm xúc chấn động gì. Mà Sa Vưu khóe miệng vẫn cười lạnh, bộ dáng xem cuộc vui. Ai? Hắc Phú Hộ rốt cục thở dài, hắn vốn muốn chế trụ Sa Vưu, để Nam Phong Tuyền và Lăng Bạch Nguyệt thu thập chiến trường, nhưng giờ phút này hai người đang bị tồn tại quái dị ngăn cản, Nam Phong Tuyền càng gặp nguy hiểm trùng trùng, bản thân cũng khó bảo vệ, cho nên hắn không thể không đứng ra. Mà Lý Vân Tiêu đang thi triển ra bất diệt kim thân, hắn biết rõ La Thanh Vân cùng Tần Xuyên liên thủ cũng không thể chiến thắng đối phương. Hắn vươn tay ra, một đạo sát khí lan trà, năm ngón tay bóp vỡ không gian, thân ảnh lóe lên, trực tiếp hóa thành năm đạo thân ảnh, tạo thành trận thế, nắm lấy tay nhau. Sắc mặt Sa Vưu ngưng tụ, tay phải vung lên, phong vân đầy trời, một tòa núi nhỏ hiển hiện, tản mát ra hào quang kinh người, hóa thành lợi kiếm, chém thẳng tới trước. Đó là, trong nội tâm mọi người kinh hãi, uy thế của thanh kiếm này làm cho tất cả mọi người chấn động mạnh. Long Thiên Miểu vốn mặt không còn chút máu, hai mắt trống rỗng cũng run rẩy, từ mặt đơ tá đứng lên, hoảng sợ nhìn qua một kiếm kia, hoảng sợ nói. Tu gì vô ngã? Sa Vưu khẽ nói. Cũng có người biết hàng. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, trực tiếp lăng không đánh ấn quyết vào tu gì vô ngã kiếm, thoáng đánh ra vạn đạo kiếm quang, chém vào năm phân thân kia. Ầm ầm, hai đạo lực lượng xông lên trời, không gian nghiền nát, thiên địa sụp đổ. Hắc Phú Hộ bỗng nhiên năm thân hợp nhất, lăng không đánh ra một quyền. Sa Vưu cười lạnh một tiếng, trực tiếp dùng tay bắt lấy chuôi kiếm, kiếm thể vung mạnh. Phanh! Trên cánh tay Hắc Phú Hộ có kim loại sáng bóng, vậy mà ngạnh kháng một kiếm, hắn hừ một tiếng, trên tay phải quyền quang hiển hách ngăn cản Tu Di Vô Ngã, tay trái đánh ra một quyền. Tu Di Vô Ngã kiếm một phân thành hai, đạo thứ hai chém vào quyền trái kia. Trong va chạm,
hai người tách ra. Sắc mặt Sa Vưu lạnh như băng, trường kiếm bay múa quanh người, không ngừng có vầng sáng sáng lên, quát. Kiếm quyết, chảm yêu. Chi, cái gì? Tất cả mọi người đều hoảng hốt, mọi người ở đây, hơn phân nửa đã gặp qua một thức này, tự nhiên hiểu lợi hại. Ầm ầm, một kiếm kinh khủng đánh xuống, cả trời cao bị chém thành hai nửa, vô số linh khí cùng tầng mây quay cuồng. Kiếm ý vô cùng, lan tràn quanh thân Hắc Vũ Hộ, không ngừng ăn mòn hộ thể cương khí của hắn. Thanh Dương Vũ Quyết. Hắc Vũ Hộ hét lớn một tiếng, hai tay nâng lên, lực lượng tuôn ra toàn thân, trước không ngừng xoay tròn trước người. Ầm ầm, kiếm ý và quyền ý va chạm nhau. Phanh, phanh. Đồng tử Hắc Vũ Hộ đột nhiên co lại, mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Ngay cả Lý Vân Tiêu cũng kinh hãi không thôi, Sa Vưu thi triển chiêu này không dưới hắn năm đó. Hừ, một kiếm này cũng không gì hơn cái này. Sa Vưu khinh miệt hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hữu ý vô ý nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Tất cả mọi người ngạc nhiên, nào có kẻ nào nói một kiếm của mình như vậy. Huyền Hoa biết rõ thân phận Lý Vân Tiêu cho nên hiểu ý của hắn, là cố ý nói móc Lý Vân Tiêu mà thôi, hắn cười khổ. À, ngươi có kiếm quyết lợi hại hơn Vân Phi Dương không? Bổn tọa rất muốn nhìn thấy đấy. Hắc Vũ Hộ tuy chỉ bị đánh lui, chiến ý đã dâng trào, đi từng bước tới gần Sa Vưu. Hừ, thử một kiếm của ta. Sa Vưu nắm chặt chuôi kiếm, tu di vô ngã rung động lắc lư một tiếng, khí ấm bao phủ bát phương. Tiếng kiếm minh vang vọng các nơi. Ân. Sa Vưu đang dụng tâm sử kiếm, đột nhiên sinh lòng cảm ứng, đưa mắt nhìn qua Long Thiên Miểu. Hai người bốn mắt nhìn nhau, nội tâm run rẩy. Đó là... Sa Vưu kinh hãi, chỉ thấy trên người Long Thiên Miểu sinh ra kiếm ý nhộn nhạo, thiên địa không cách nào ngăn cản. Một long vực màu xanh tự thành thế giới. À, đó là... Sa Vưu chấn động. Hai thanh chân long kiếm cảm ứng với nhau, khí thế không ngừng tăng lên. Sa Vưu kinh hãi nói. Thiên địa vô pháp kiếm. Trong mắt của hắn bắn ra lệ quang, thần thái mừng như điên. Đột nhiên một đạo long uy hiện ra, bao phủ trái tim của hắn. Oanh! Hắc Vũ Hộ đánh tới, quát! Người phân tâm, chết! Phanh! Năm ngón tay của hắn phá vỡ long nguyên, đánh thẳng vào Sa Vưu. Sa Vưu kinh hãi bay lên không né tránh, thi triển ra chân long pháp thân. Phanh! Tuy né được vị trí trái tim, nhưng một quyền kia đánh vào ngực, long lân nát bấy, hắn phun máu tươi bay ra ngoài. Hắc Vũ Hộ một chiêu đắc thủ, càng hừ lạnh lao tới, hào quang bao phủ toàn thân, khó có thể nhìn ra chân thân. Phanh! Lần một quyền nữa đánh vào thân kiếm Sa Vưu, một mảnh long vực bị đánh nát. Sa Vưu lại bị đánh bay trăm trượng, tức giận không thôi, kiếm quyết bao phủ, thân thể có hào quang lưu ly sinh ra. Người kiếm như một, phi thân chém qua. Sắc mặt Hắc Vũ Hộ trầm ngưng, hai đấm tụ hợp, quát. Bất động như núi. Một đạo khí phách hộ thể cương nguyên bắn ra, thân thể của hắn bao phủ trong kết giới. Phanh! Tu di vô ngã chém xuống, kết giới rung động mạnh, thân thể Hắc Vũ Hộ run lên, mấy đạo quang mang bắn vào cơ thể, bốn thân ảnh sau lưng hắn đồng thời xuất trường. Ầm ầm! Hộ thể cương khí đột nhiên vỡ ra, kiếm cương bị đánh nát. Hắc Vũ Hộ luân phiên xuất trường, bốn đạo thân ngoại hóa thân hợp nhát đánh tan kiếm khí của Sa Vưu. Phanh! Phanh! Phanh, phanh, kinh khí cường đại không ngừng đánh lên người Sa Vưu, những lần phiến bay tứ tung, lộ ra long nguyên quang. Chân long pháp thân, Sa Vưu hét lớn một tiếng, lập tức hóa thành thanh long bay lên trời. Chung quanh chân long pháp thân là long nguyên màu xanh, tu di vô ngã kiếm đột nhiên biến lớn, lăng không chém xuống. Trước người Hắc Vũ Hộ nguyên lực bành trướng mãnh liệt, chém thẳng tới trước người. Ầm ầm, khí lãng khủng bố bị đánh tan. Trong mấy trăm trường hỗn loạn, đám người Lý Vân Tiêu cũng bị liên lụy, các võ giả đang chữa thương cũng rút đi. Sắc mặt Lý Vân Tiêu ngưng trọng, lộ ra vẻ kinh hãi, Sa Vưu dường như rơi vào hạ phong. Ánh mắt của hắn nhìn qua Long Thiên Miểu, chém ra một kiếm. Ầm ầm, kiếm khí chém vào vùng đất, Long Thiên Miểu thả người né tránh, mặt âm trầm tức giận. Ngươi làm cái gì? Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Long Đại Tiên Sinh. Ta thấy ngươi không còn ý chí chiến đấu, dường như không muốn sống, không bằng đưa kiếm trong tay cho ta đi. Đồng tử Long Thiên Miểu hơi co lại, nói. Ngươi muốn chân long kiếm. Ừ, nhìn nó rất đẹp,
ta rất muốn đấy. Lý Vân Tiêu cười hắc hắc, ánh mắt lạnh như băng. Long Thiên Miểu nói, muốn kiếm cũng có thể, trả Long Nguyên Phượng Quang cho ta, ta sẽ dâng kiếm lên. Lý Vân Tiêu nói, Long Đại Tiên Sinh, người đang nằm mơ sao? Long Nguyên Phượng Quang đã bị ta và Phi Nghê hấp thu, làm sao có thể còn? Long Thiên Miểu mặt lạnh như băng, cắn răng nói. Trên người của ngươi cũng bỏ đi, chỉ cần giao Phi Nghê cho ta, ta cũng dâng kiếm lên. Lý Vân Tiêu tức giận. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Long Thiên Miểu khẽ nói. Nếu làm không được, vậy không bàn nữa. Ngươi giờ phút này thực lực đúng là rất mạnh, nhưng muốn lấy kiếm, vẫn còn kém một bậc. Nói xong, Long Thiên Miểu chém ra một đạo kiếm ý. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, lập tức hóa thành lôi quang. Kiếm ý này lăng không hóa rồng, cho dù hắn tránh thế nào cũng không tránh được. Hừ! Lý Vân Tiêu tức giận hừ một tiếng, lập tức không hề đào tẩu, kim quang tỏa ra toàn thân, hai tay đột nhiên nắm chặt, lực lượng bạo phát. Đột nhiên một đạo hỏa diễm bay lên không, hóa thành phượng ảnh, một bóng dáng thướt tha hiện ra, nàng vung tay lên. Một ngón tay điểm qua như hồ điệp bay múa, đôi cánh chớp động ngăn cản kiếm khí kia. Ầm ầm. Dưới hồ điệp ngăn cản, kiếm khí lập tức nổ tung, tiếng nổ bắn ra bốn phía. Lý Vân Tiêu kinh hỉ nói. Phi Nghê, người khôi phục. Phi Nghê cười cười, giảo hoạt nói. Để phu quân lo lắng. Nàng tuy cười, nhưng mà trên chân mày mang theo thần thái sầu lo. Long Thiên Miểu khẽ giật mình, lạnh giọng nói. Phi Nghê. Ngươi muốn phản bội ta, phản bội Long ra sao? Phi Nghê mặt lạnh, trong mắt đầy hàn ý, nói. Tông chủ đại nhân, không phải ta muốn phản bội Long ra, mà là ngươi muốn lấy tính mạng của ta. Long Thiên Miểu cau mày nói. Tình huống vừa rồi ta cũng bất đắc dĩ, ngươi có lẽ hiểu khổ tâm của ta. Khổ tâm, ha ha. Phi Nghê cười sầu thảm, thảm thiết nói. Vừa rồi ta hôn mê. Kỳ thật chỉ cần một chút nguyên long chi lực là có thể kích phát thiên phượng nhiết thể của ta, dục hỏa trùng sinh, đối với thực lực tông chủ đại nhân không có bất luận ảnh hưởng gì. Người có chân long huyết mạch không có khả năng không biết, nhưng ngươi lại trực tiếp rút thiên phượng nguyên quang của ta, làm ta lâm vào vạn kiếp bất phục. Mọi người đều cả kinh, lộ ra dị sắc. Kỳ quỷ ở xa xa nghe thế, lẩm bẩm nói. Phi Nghê. Sắc mặt Long Thiên Miểu trầm xuống, nói. Tình thế lúc ấy cấp bách. Là ta cân nhắc thiếu nợ ngươi. Phi Nghê, trở lại bên cạnh ta, ngươi vẫn là thiếu chủ Long gia, ta cũng chuyển vị trí Long gia cho ngươi. Sau ngày hôm nay, ngươi là một trong bảy đại tông chủ. Bảy đại tông chủ, ha ha ha. Phi Nghê cười ha hả, nói. Bảy đại tông chủ thì sao? Bảy đại tông chủ cũng không phải là Phi Nghê ta muốn. Ánh mắt của nàng mang theo thần sắc thê lương, khẽ cười nói. Ta thích cường giả. Càng ưa thích tác chiến với cường giả, phu quân ta tất sẽ thành thiên hạ đệ nhất nhân, làm thê tử thiên hạ đệ nhất với ta thú vị hơn làm tông chủ. Long Thiên Miểu lạnh giọng nói. Đã như vậy, ta hôm nay đích thân giết phản đồ này, rút sạch Long Nguyên Phượng Quang của ngươi. Hắn lập tức thi triển Long Vực, lăng không chém tới. Lý Vân Tiêu cả kinh, đang muốn ra tay, lại nghe Phi Nghê nói. Phu quân, để cho ta tới đi. Đây và tông chủ đại nhân có ân oán, nên để ta chấm dứt. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Thực lực ngươi. Phi Nghê xoay người kinh ngạc cười cười, nói. Cũng đừng khinh thường ta. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Tốt, chính ngươi cẩn thận một chút. Phi Nghê giơ tay lên, thân thể hóa thành hình thái yêu phượng, một đạo hào quang bất định bắn ra từ ngón tay, giống như ánh sáng đom đóm chiếu rọi chung quanh bắn tới Long Vực. Hai đạo lực lượng va chạm nhau. Khí lãng nổ mạnh, tạo nên vô số rung động bắn lên cao, tâm tình hai người không bình tĩnh được. Kiếm trong tay Long Thiên Miểu bay múa, cắn răng nói. Phi Nghê, người quả nhiên là thiếu chủ kiệt xuất nhất của Long gia, người phản bội, ta làm sao bỏ qua được. Phi Nghê cũng có nhiều cảm xúc, trong đầu nhớ lại chuyện cũ, dường như mềm lòng nói. Tông chủ đại nhân, buông chân Long kiếm rời khỏi đi, Phi Nghê không muốn tổn thương ngươi. Hừ. Làm tổn thương ta, Phi Nghê ngươi quá tự tin rồi. Long Thiên Miểu tức giận quát một tiếng, lập tức xuất hiện trước người Phi Nghê, trường kiếm quét ngang, kiếm quang sáng ngời. Thân ảnh Phi Nghê bất định, tàn ảnh bị kiếm kia mang chém vỡ, chân thân của nàng đã lao tới phía trước. Long Thiên Miểu một kiếm không được,
lập tức rút lui, lăng không đâm tới. Phi Nghê nâng tay phải lên, hai ngón tay như nhặt hoa, nhẹ nhàng kẹp lấy thân kiếm. Phanh! Thân kiếm lắc lư, xuất ra một khe hở, lại không thể tổn thương nàng mảy may. Cái gì? Long Thiên Miểu kinh hãi, gương mặt âm trầm, đặc biệt nghĩ tới lực lượng của Phi Nghê cùng Lý Vân Tiêu vào lúc này chính là sạch Long Nguyên Phượng Quang trong người mình, lửa giận càng thiêu đốt hừng hực, thân thể sắp nổ tung. Dám khinh thường ta, thiên địa vô pháp, chúng sinh trảm tội. Phanh! Phi Nghê hai ngón tay bắn ra, máu tươi rơi vãi không trung, kiếm khí chạm tổn thương tay nàng, uy năng rất lớn, lại chém tới lần nữa. Tàn ảnh bị chém, chân thân Phi Nghê xuất hiện trên trời cao, hai ngón tay đảo qua, nàng nhìn máu đang chảy, ngưng giọng nói. Chút máu này là trả ân tái tạo tài bối của tông chủ. Hừ, ngươi nếu thật tâm cảm kích ta, liền cùng ta bắt lấy Lý Vân Tiêu, ngươi vẫn là thiếu chủ tương lai của Long gia. Long Thiên Miểu nội tâm khiếp sợ, thực lực của Phi Nghê lúc này còn trên cả hắn, nhưng trên mặt hắn vẫn bất động thanh sắc, hừ lạnh không thôi. Phi Nghê khẽ cười nói. Đáng tiếc đạo bất đồng, Phi Nghê rốt cuộc không thể quay về, cũng lại không muốn làm thiếu chủ Long gia. Long đại tiên sinh, hôm nay nên chấm dứt ân oán đi. Nàng bấm niệm pháp quyết, mi tâm có ánh sáng đỏ lóe lên, hỏa diễm thiêu đốt đầy trời, ngưng tụ hình ảnh thiên phượng, bay múa cửu thiên. Long Thiên Miểu đại biến, lạnh giọng nói. Nếu ngươi chấp mê bất ngộ, giữa chúng ta tình nghĩa vĩnh quyết, ngươi không bao giờ là ngươi Long gia nữa. Phi Nghê nhướng mày, nhanh chóng hỏa hoãn, nói. Tùy ngươi. Đi chết đi. Long Thiên Miểu giận dữ, trường kiếm chém xuống. Phi Nghê bay lên trời, bay lượn cửu thiên, sau lưng hóa thành phượng vũ, thân thể bị phượng quang bao quanh. Phanh. Kiếm ý chém lên hào quang. Sinh ra vô số khe hở. Chân thân Phi Nghê triển lộ ra, hỏa diễm khôn cùng bao phủ lấy Long Thiên Miểu. Vào lúc Lý Vân Tiêu đang quan sát Phi Nghê, La Thanh Vân cùng Tần Xuyên cũng phân biệt xông tới, hai người đều là tinh tú đương thời, làm sao cam tâm bị Lý Vân Tiêu ngăn cản. Thương mang cùng kiếm khí ngang trời, mỗi chiêu rất hung hiểm. Trên mặt Lý Vân Tiêu giận dữ, lạnh giọng nói. Các ngươi đã muốn chết, ta sẽ tiễn các ngươi lên Tây Thiên trước. Trên người hắn hàn quang lóe lên, bỗng nhiên hóa thành kiếm khí bao phủ toàn thân. 36 chuôi Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm bao phủ, lăng không bay múa, ngưng tụ đại trận quanh người. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Hai người các ngươi đều là tinh tú hiếm thấy, ta đều rất thưởng thức, nhưng hôm nay rất có thể chết tại đây, ta rất ngạc nhiên, ai sẽ chết trước đây. Sắc mặt của hắn phát lạnh, bóng kiếm hóa thành vô số kiếm ảnh, vạn kiếm đồ đột nhiên vận chuyển lại. Kiếm quang đan vào nhau, không ngừng xoắn giết hai người bên trong. Toàn thân Hàn Quân Đình đại chấn, cảm nhận được kiếm uy đầy trời, nội tâm sinh ra cảm giác vô lự. Ngay cả cao thủ bốn phía đều đưa mắt nhìn qua bên này. Sắc mặt Tần Xuyên đại biến, kiếm quang bắn ra, quát. Linh ảnh thiên phong, kiếm khí ngăn cản bóng kiếm đầy trời đang lao tới. Phanh, 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 vô số hào quang chém xuống. Trong nháy mắt kiếm khí bị bóng kiếm nghiền nát. Tần Xuyên hoảng hốt, lần trước đấu với Lý Vân Tiêu cũng là kiếm đồ này, cũng một chiêu, hắn thi triển linh ảnh thiên phong kiếm quyết, đối phương căn bản không cách nào công phá, lần này chỉ trèo chống được mấy giây, chênh lệch giữa hai người càng lớn. Tần Xuyên cũng không chờ chết, thi triển tuyệt kỹ của mình. Dạ Nguyệt Cổ Đồng, có kiếm thiên ảnh, như nhân như ngọc, vạn dặm Tần Xuyên. Cửu huyền vong ngã, cửu cảnh tận tuyệt. Chín đạo ánh sáng hợp nhất, tia sáng bồng bềnh bay lên, sinh ra trong vạn kiếm đồ. Cường giả bốn phía kinh hãi, thần kỹ mạnh, xưa nay hiếm thấy. Muốn tu luyện thần kỹ trừ thiên phú và thực lực ra, còn phải có cơ duyên lớn lao. Kiếm này vừa ra, xu thế vạn kiếm bị ngăn cản, ngay cả Lý Vân Tiêu bày trận cũng cảm trận đồ chấn động, lúc này ánh mắt biến đổi, lập tức cười lạnh. Hắn nhanh chóng bắt ấn quyết. Bong bong long cong. 36 kiếm lập tức không ngừng rung động lắc lư, hàn quang bắn ra bốn phía, ngưng tụ ra thế giới kiếm. Thế giới kiếm này nhanh chóng phá tan thần kỹ. Rốt cuộc kiếm thế của Tần Xuyên tăng lên tới cực điểm, hét lớn một tiếng chém xuống. Ầm ầm, một đạo kiếm quang hiện ra, chém ra kiếm ảnh đầy trời. Mà giờ khắc này La Thanh Vân cũng hội tụ ngàn vạn thương mang vào một điểm, chiến thương đột nhiên tỏa ra sức mạnh to lớn, hóa thành cự linh đánh tới. Vô số kiếm ý đánh lên cự linh,
không thể làm được gì. Long thương, diệu dã. Ầm ầm. Hai lực lượng kinh thiên bắn ra, 36 kiếm rung động lắc lư lợi hại, bóng kiếm và tiếng nổ đầy trời. Sắc mặt Lý Vân Tiêu đại biến, không thể ngờ hai người liên thủ có uy thế mạnh như vậy. Lý Vân Tiêu ngưng âm thanh hét lớn, hai lực lượng kia đã đạt cửu tinh đỉnh phong, mặc dù là hắn cũng không dám tiếp. Hắn cậm rãi bay lên, hắn phất tay đánh xuống. Ầm ầm. Hai lực lượng này va chạm với hào quang hắn vừa ném ra. Đầu xuất thiên phong va chạm với lực lượng kia, khí huyết Lý Vân Tiêu chấn động, hai tay bấm niệm pháp quyết, vô số ấn quyết hiện ra. Thế đi của đầu xuất thiên phong không giảm, bay tới phía trước. La Thanh Vân biến sắc, huyền khí cự linh vội vàng quay về chiến thương, hắn tránh đi thật xa. Lúc trước hắn nhìn thấy ngay cả quỷ vương đều gánh không được, với tu vị của mình chắc chắn hóa thành thịt nát. Ầm ầm. Đầu xuất thiên phong đảo qua bầu trời, tốc độ cũng không nhanh, nó lại làm không gian rung động. Tần Xuyên biến sắc, lộ ra vẻ nghi ngờ, đang muốn chém tới, lại nghe Vi Thanh quát to. Mau tránh. Tần Xuyên dường như lơ đễnh, nhưng vẫn không cải ý chí Vi Thanh, lóe lên biến mất ở khu vực này. Đầu xuất thiên phong quét qua tất cả chướng ngại rồi biến mất. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ, đáng tiếc. Sau đó ấn quyết cũng thu hồi. Giờ phút này Phi Nghê cùng Long Thiên Miểu đã đánh tới mức gay cấn. Long Thiên Miểu chiêu chiêu ngoan lệ, bầu trời sớm bị đánh thành mảnh nhỏ, nguyên lực của hắn hạ thấp rất nhiều. Long Thiên Miểu biết rõ, sau khi đánh vài kiếm thì tâm tình cuống bạo, kết cấu càng loạn. Phi Nghê phượng ảnh không ngừng xuyên qua kiếm ảnh, đột nhiên hai tay hợp lại đánh ra phía sau. Trong nội tâm Long Thiên Miểu cả kinh, kiếm thế dương lên, Long vực tản ra, đánh tan phượng ảnh. Phi Nghê thả người bay về, một tay bấm niệm pháp quyết, quát. Bạo. Ầm ầm. Ánh lửa trùng thiên bay thẳng lên trời. Sắc mặt Long Thiên Miểu đại biến, biển lửa này trực tiếp thiêu đốt Long Nguyên của hắn, hai tay cầm lấy kiếm, mở Long vực chống lại hỏa diễm kia. Sắc mặt Long Thiên Miểu đại biến, trong mắt tràn đầy thần sắc phức tạp, cuối cùng vẫn thu tất cả kiếm thế lại, thân thể cầm kiếm bất động. Trong lòng Phi Nghê run lên, dường như dự cảm cái gì. Đột nhiên lui ra sau trăm trượng, cảnh giác nhìn qua. Long Thiên Miểu nhìn chằm chằm qua nàng, chậm rãi nói. Ngươi rất mạnh, hơn xa ta năm đó, có lẽ là thiếu chủ cường đại nhất Long gia nhiều năm qua. Phi Nghê cau mày nói. Long đại tiên sinh quá khen, ta đã không còn là thiếu chủ Long gia. Long Thiên Miểu cười khổ một tiếng, nói. Muốn phế trừ chức thiếu chủ, cũng không phải là một mình ta nói có thể. Phi Nghê. Người có thành tựu hôm nay, ta rất vui mừng. Phi Nghê giật mình, nói. Ngươi, lời này của ngươi là ý gì? Long Thiên Miểu giơ tay lên, thiên địa vô pháp kiếm và hào quang màu xanh bắn ra, sau đó hóa thành hào quang bắn đi. Phi Nghê cả kinh, lăng không một chảo, hóa thành đại thủ, lập tức cầm hai vật đó. Trừ bảo kiếm ra, còn có một quả ngọc bội. Phi Nghê kinh hãi, nói. Tông chủ lệnh. Ha 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 ha. Long Thiên Miểu cười ha hả, nguyên lực quanh người tán đi, không có ý chống cự, tùy ý hỏa diễm thiêu đốt. Trong mắt của hắn tràn đầy thần thái giải thoát, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, thân ảnh chậm rãi mơ hồ. Tông chủ đại nhân, Phi Nghê cả kinh, liền tán hỏa diễm đầy trời đi. Lý Vân Tiêu nói, cho hắn đi thôi, đây là sở cầu của hắn. Phi Nghê vội la lên. Thế nhưng mà, Lý Vân Tiêu nghiêm nghị, nói. Hắn đã chết tâm, không có khả năng khôi phục thực lực, như vậy còn sống không bằng chết, chết trong thần hỏa là nơi quy túc của hắn. Phi Nghê cầm lệnh bài, ánh lửa chiếu rọi mặt nàng, bi thương không nói nên lời. Tất cả cường giả khác động dung, không nói gì. Một đời tông chủ, dĩ nhiên cũng làm như vậy, tự hóa mà chết, bi thương nồng đậm bao phủ mọi người, có cảm giác đau cùng. Long Thiên Miểu chết làm mọi người tiếc hận cùng bi thương, nhưng mà chiến đấu vẫn tiếp tục. Còn rất thảm thiết. Khâu Mục Kiệt được xưng là thiên hạ đệ nhất dưới siêu phàm thoát tục, lúc này bị Nam Phong Tuyền đánh không ngóc đầu lên, tứ chi vỡ tan không ít, cánh tay vượn màu vàng đầy máu tươi. Chỉ có Lăng Bạch Nguyệt cùng Bắc Quyến Nam là thập phần thoải mái, hai người ngươi tới ta đi, một chiêu đối một chiêu, đánh phi thường nhu hòa. Bắc Quyến Nam đánh ra mấy đạo kiếm quang, chém tan công kích đối thủ, nói. Ngươi chơi với ta sao? Lăng Bạch Nguyệt kinh ngạc cười cười, nói. Chơi, ta rất chân thành đấy.
Bắc Quyến Nam nói. Ta không biết suy nghĩ trong lòng của ngươi, nhưng tiếp tục chơi như vậy, không cần đánh đâu. Lăng Bạch Nguyệt cười nói. Chỉ cần ngươi không ra tay, cứ ở đây mà nhìn, chúng ta xác thực không cần đánh nhau đâu. Bắc Quyến Nam nhìn qua Khâu Mục Kiệt, đồng tử hơi co lại, nói. Nữ tử thật lợi hại, chiến đấu lăng lệ như thế. Trong mắt Lăng Bạch Nguyệt mỉm cười, dùng quạt lông đảo qua, nói. Nam Phong Tuyền đại nhân được công nhận mạnh nhất, cho dù là siêu phàm nhập thánh gặp phải nàng cũng yêu thương không dứt. Hắn thấy Bắc Quyến Nam dường như muốn động, vỗ quạt lông trong tay, trực tiếp lăng không ngăn cản trước mặt hắn, nói. Mọi người cứ nhìn như vậy, ta và ngươi đều nghỉ ngơi có tốt không? Bắc Quyến Nam hừ lạnh nói. Muốn nghỉ ngơi, ngươi có thể xéo đi. Trong tay hắn kiếm thế phóng lên trời, kiếm khí bao phủ trước người. Xùy. Thế kiếm như sao băng, uy lực vô cùng. Lăng Bạch Nguyệt nhíu mày, quạt lông trong tay đánh ra, phi thân bay xa. Hắn vốn định kiềm chế Bắc Quyến Nam là được, không muốn tham dự vào chiến đấu khác, dù sao cuối cùng vẫn phải xem Hắc Vũ Hộ cùng Sa Vưu đấu thế nào. Mặc dù hắn thắng Bắc Quyến Nam, nếu như Hắc Vũ Hộ thua, cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào. Ai biết Bắc Quyến Nam không lĩnh tình, đánh đần độn vô vị, lập tức kiếm khí nổi lên, bức hắn toàn lực ứng phó. Đột nhiên Khâu Mục Kiệt hét lớn một tiếng, hai mắt hoàn toàn lồi ra, quát. Lão thái bà đáng chết, ta giết cả nhà ngươi. Hắn dường như hoàn toàn bị bức nộ, toàn thân vết thương chồng chất, mặc dù không đến mức chí mạng, lại càng ngày càng biệt khuất. Bang bang! Hắn phóng thích yêu lực của mình ra, cầm thứ gì đó trong tay. Yêu đan! Tất cả mọi người sững sờ, không rõ hắn lấy nhiều yêu đan ra làm gì. Có người trong chiến đấu ăn nguyên đan để bảo trì trạng thái của mình, nhưng yêu đan thì chưa thấy ai ăn. Ngươi nói cái gì? Nam Phong Tuyền lạnh lùng nói ra, hóa thành hào quang bay tới trước mặt Khâu Mục Kiệt. Một bóng dáng thướt tha hiện ra, chính là Nam Phong Tuyền, sắc mặt giận dữ, nói. Ngươi gọi ta là cái gì? Khâu Mục Kiệt giận dữ hét. Lão thái bà, ngươi là vương bát đản lão thái bà. Bắt đầu là Lý Vân Tiêu hô ngươi tổ bà. Người rõ ràng mang lửa giận phát lên người của ta, người còn có chút tiết tháo hay không? Bổn tọa cũng không khách khí, lão thái bà, tổ bà nội trợ. Chết! Nam Phong Tuyền quát lên, loan đao chém xong. Ầm ầm. Hừ, chết là ngươi a. Khâu Mục Kiệt hét lớn một tiếng, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, ấn ký đánh vào đám yêu đan, mỗi một khỏa yêu đan đều có lực lượng tỏa ra, không ngừng lượn vòng, tỏa ra khí tức khủng bố. Đó là, tất cả mọi người lộ ra vẻ nghi hoặc, không rõ đây là chiêu thức gì. Đột nhiên Lý Vân Tiêu chấn động, trong mắt lóe ra vẻ tàn khốc, dường như nghĩ đến cái gì. Hắn muốn tự bạo những yêu đan kia. Lý Vân Tiêu nghĩ tới khả năng này, thoáng cái lấy ra nhiều cửu giai yêu đan đồng thời kíp nổ, cho dù là Khâu Mục Kiệt cũng không gánh vác được. 11 miếng yêu đan, hóa khí toàn qua. Quả nhiên như Lý Vân Tiêu nói, Khâu Mục Kiệt nắm chặt hai tay. 11 miếng cửu giai yêu đan lập tức tỏa ra khí tức khủng bố. Tất cả cường giả đều hoảng hốt, khiếp sợ nhìn qua 11 yêu đan nổ tung. Oanh, 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 oanh. Vòng xoáy bao phủ Khâu Mục Kiệt vào trong, lại đánh bay loan đao đánh tới. Khâu Mục Kiệt lúc này bị vòng xoáy thôn phệ. Ầm ầm. Trảm kích bị đánh tan, gương mặt Nam Phong Tuyền bắt đầu vặn vẹo, quay người muốn bỏ trả cũng đã không kịp, trực tiếp bị khí lãng nuốt vào. Ầm ầm. Hắc Phú Hộ cùng Vi Thanh biến sắc, sắc mặt khó coi. Uy lực của chiêu này có thể so với một kích của cường giả siêu phàm nhập thánh. Khâu Mục Kiệt đã dám thi triển ra, tự nhiên là có thể khống chế tổn thương với mình, Nam Phong Tuyền hơn phân nửa sẽ trọng thương. Tình thế càng ngày càng bất lợi, Hắc Phú Hộ biết rõ mấu chốt là mình trấn áp cường giả đối diện, nhưng dùng thực lực đối phương, cho dù hắn thắng cũng là thắng thảm, bản thân cũng khó làm được cái gì. Lý Vân Tiêu cầm lấy thiên địa vô pháp kiếm của Phi Nghê, bấm pháp quyết đánh lên thân kiếm, ném vào trong chiến trường trên cao. Lão Long, tiếp kiếm. Sa Vưu mừng rỡ, bay thẳng về phía chân Long kiếm, nói. Không hổ là đồng bọn như hình với bóng của ta nhiều năm qua, cùng ăn cùng ở cùng ngủ một giường lớn lên, trong nội tâm của ta nghĩ cái gì thì ngươi biết rõ cả. Lời này vừa ra, tất cả mọi người nhìn qua Lý Vân Tiêu với ánh mắt quái dị. Phi Nghê cũng ngạc nhiên, chỉ vào Sa Vưu nói. Phu quân, ngươi có sở thích khác người sao?
Lý Vân Tiêu mặt đầy hắc tuyến, tức giận. Đừng nghe hắn chuyện phiếm. Ách, Phi Nghê vẻ mặt không tin, ngượng ngùng nói. Ách, kỳ thật cũng không có gì. Tất cả mọi người cũng không tin. Lý Vân Tiêu muốn giết Sa Vưu cũng có, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn qua La Thanh Vân cùng Tần Xuyên đang nhìn qua hắn, lập tức lạnh giọng nói. Lại nhìn một chút, xem ta móc mắt các ngươi hay không. Hai người nhìn nhau, rất ăn ý thối lui. Giờ phút này Phi Nghê còn ở bên cạnh, Long Thiên Miểu cũng bị nàng đánh chết, có nàng thì bọn họ không thể giết Lý Vân Tiêu, chỉ phải thôi. Phi Thanh khó coi, tình huống càng ngày càng không khống chế được, hiện tại phần thắng duy nhất là Hắc Vũ Hộ có thể chế ngự Sa Vưu, hơn nữa lực áp quần hùng. Hắc Vũ Hộ cũng hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề, trước mắt thiên địa vô pháp kiếm bay tới, lập tức hử lạnh một tiếng, lóe lên. Oanh! Trên bầu trời nổ tung, bức Sa Vưu đi. Hừ, chê cười. Sa Vưu cười lạnh một tiếng, trực tiếp đá ra một cước, long ngâm vạn trượng, ánh sáng màu xanh hóa thành hình rồng, đánh tan quyền phong kia. Ầm ầm. Hai người đối chiêu thân ảnh không ngừng, trực tiếp phóng về thanh kiếm. Hắc Vũ Hộ quát, tam không chỉ. Xuy, xuy, xuy. Chỉ lực quan không gian bị cắt ra, tầng tầng không khí rít vang. Sa Vưu biến sắc, thân thể ngưng tụ hào quang, chém ra một kiếm. Ầm ầm. Vài đạo chỉ lực tan vỡ, kiếm khí không giảm đánh tới. Xuy. Thân ảnh Hắc Vũ Hộ tàn ảnh bị đột nhiên xé rách, chân thân của hắn vượt qua, càng vượt qua Sa Vưu một bước, chụp vào thiên địa vô pháp kiếm. Cái gì? Sa Vưu kinh hãi giận dữ, muốn chém thêm một kiếm. Thật có lỗi, kiếm này là của ta. Hắc Vũ Hộ vừa cầm lấy kiếm, một quyền đánh tan kiếm của Sa Vưu. Ầm ầm. Kiếm mang nổ nát, khí lãng bắn ra tứ phương, bầu trời mờ mịt. Năm ngón tay Hắc Vũ Hộ cầm lấy chuôi kiếm. Đột nhiên cảm giác không tốt xông lên đầu, hắn không hiểu cảm giác này tới từ đâu, mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng đây là bản năng võ giả. Trong khoảnh khắc hắn giống lên, hộ thể cương khí lập tức mở ra, sánh sáng bao phủ quanh người. Trên thân kiếm tỏa ra hào quang bốn màu. Hắc Vũ Hộ cảm giác áp lực phà vào mặt, giống như có thể trấn áp hắn. Không gian quanh thiên địa vô pháp kiếm vặn vẹo, trường kiếm trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, biến thành ngọn núi bốn màu. Cái gì? Trong lòng của hắn cả kinh, hoảng hốt, thanh kiếm này là tàn ảnh. Không chỉ có hắn, tất cả mọi người đồng tử co rút lại, trái tim run động mạnh. Không tốt, mau tránh ra. Phi Thanh gầm lên, gân xanh nổi trên mặt. Tất cả mọi người biết rõ uy năng của thứ này, cho dù là siêu phàm nhập thánh cũng gánh không được. Không cần Vi Thanh hô to, Hắc Vũ Hộ đã hiểu thứ này lợi hại, ngón tay vừa chạm vào hắn đã cảm giác xương bị nghiền nát, áp lực thật lớn căn bản không thể địch nổi, ngay cả cương khí của hắn cũng bị đập vụn. Ầm ầm. Hắc Vũ Hộ bạo lui, nhưng uy lực của ngón tay chạm vào ngọn núi ập tới, khí huyết của hắn quay cuồng, miệng phun máu tươi. Đáng tiếc. Lý Vân Tiêu thầm than một tiếng, thò tay một chảo, lòng bàn tay xuất hiện một đạo phù văn. Đầu xuất thiên phong lập tức lượn vòng, giống như thần điểu, tốc độ cực chậm bay về trong tay hắn, biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời ánh mắt hắn có dị sắc lóe lên, huyết sắc xuất hiện, sau đó biến thành đen, lại biến thành bình thường. Trong lòng Hắc Vũ Hộ kinh hãi, ảo thuật của Lý Vân Tiêu vậy mà có thể lừa gạt mọi người. Sa Vưu tươi cười. Sau đó sắc mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, nói. Ngươi vừa rồi tính toán cả ta, vừa rồi nếu như đoạt trước một bước là ta, hiện tại chẳng lẽ cũng bị ngươi ngộ thương? Lý Vân Tiêu cười nói. Ha ha, ta có lòng tin vào ngươi, biết rõ ngươi khẳng định đoạt không lại Hắc Vũ Hộ đại nhân. Sa Vưu mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, còn có tức giận. Hắn vung tay lên, chẳng biết lúc nào tay trái xuất hiện thanh kiếm. Trong lúc Hắc Vũ Hộ ngăn cản công kích, Lý Vân Tiêu đã ném tới. Hắn cẩn thận cầm trong tay, lộ ra vẻ mừng như điên, nói. Hắc hắc, xem mặt mũi thanh kiếm này, chuyện ngươi tính toán ta bỏ qua. Nếu còn có lần sau, không dễ dàng thế đâu. Hắn thả ngoan thoại, nhưng nội tâm thầm nghĩ dùng hiểu biết của mình với Lý Vân Tiêu, tuyệt không có khả năng là lần cuối cùng. Sắc mặt Hắc Vũ Hộ âm trầm, khóe miệng dường như còn có một tia máu tươi. Ánh mắt của hắn nhìn qua Sa Vưu nói. Người có thể mang Lý Vân Tiêu đi, nhưng những người khác phải lưu lại. Cái gì? Phi Thanh kinh hãi, nói. Hắc Vũ Hộ đại nhân,
Lý Vân Tiêu là trọng yếu nhất, quyết không thể thả. Hắc Phú Hộ nói, ta cũng hiểu, nhưng tình thế không do người. Vi Thanh cũng trầm mặc, cảnh trước mắt là thế, thánh vực đã mất khả năng khống chế chẳng diện, muốn lưu lại Lý Vân Tiêu là không thể nào. Ánh mắt Sa Vưu nhìn qua Lý Vân Tiêu, dường như hỏi thăm. Lý Vân Tiêu nói, Huyền Hoa, Liễu Phỉ Yên, Khâu Mục Kiệt, Phi Nghê, Thủy Tiên, Diệp Phàm sẽ đi cùng ta, còn lại tùy các ngươi. Vi Thanh biến sắc, nói, Khâu Mục Kiệt cùng Diệp Phàm lưu lại, còn lại tùy ngươi. Trên bầu trời lắc lư, Khâu Mục Kiệt toàn thân đầy máu hiện ra, nhìn qua Lý Vân Tiêu. Hắn kiệt ngạo bất tuân sẽ không mở miệng nhờ vả, nhưng trong mắt đã rõ ràng. Lý Vân Tiêu nói, Phong Tử Kiệt vừa rồi xuất lực lớn nhất, lưu lại sẽ bị ngươi giết, hắn phải đi. Sắc mặt Vi Thanh âm trầm bất định, giữ lại nhân vật như Khâu Mục Kiệt sớm muộn là đại họa, nhưng trước mắt đúng là không do người. Hắn chỉ có thể cắn răng nói. Tốt, lần này tha hắn. Ta cũng không tin hắn có thể chạy trốn tới chân trời góc biển, sau khi bổn tọa trở về sẽ điều binh, đuổi giết các ngươi khắp thiên hạ. Lý Vân Tiêu cười nói. Chuyện tương lai nói sau, nói không chừng tương lai Vi Thanh đại nhân đi đời nhà ma, thiên hạ cũng không có lắm chuyện như vậy. Hắc Phú Hộ đột nhiên nói. Diệp Phàm có thể đi, nhưng Nặc Á Chi Chu. Sa Vưu trực tiếp ngắt lời nói. Ngươi nói ít mới tốt, hiện tại không có chỗ các ngươi thương lượng. Hai tay của hắn cầm kiếm, hai đạo long nguyên chi lực đẩy ra, khí thế trên người tăng mạnh. Sắc mặt Hắc Phú Hộ cực kỳ khó coi, hừ một tiếng, không nói nữa. Kỳ Thắng Phong đột nhiên mở miệng nói. Lý Vân Tiêu, dẫn ta cùng đi. Lý Vân Tiêu sững sờ một chút, quái dị nói. Đại nhân đừng dọa ta, dùng uy năng của ngươi, lên trời xuống đất sao không được. Cần ta mang đi làm gì? Trên mặt Kỳ Thắng Phong đầy tức giận, nói. Đừng vội đắc ý phi phàm, nhân sinh ai không có thời điểm mắc cạn, hôm nay giúp ta một lần, tất nhiên sẽ có chỗ tốt cho ngươi. Vi Thanh thấy Lý Vân Tiêu do dự, tức giận. Lý Vân Tiêu, ngươi cũng đừng quá phận, nếu mang tất cả mọi người đi, chúng ta không bằng liều mạng với các ngươi. Trong mắt Lý Vân Tiêu cười lạnh, giễu cợt nói. À! Vi Thanh đại nhân có khí khái như vậy, vậy không bằng liều mạng thử xem, ta rất vừa ý luân hồi đại chuyển bàn mà Hắc Phú Hộ đại nhân đang cầm đấy. Hắc Phú Hộ biến sắc, tuy chính thức đánh nhau chính mình không có khả năng bị đoạt đi, dù thế nào hắn cũng thoát được, nhưng mà người còn lại chết. Vi Thanh, Tử Ứng Tịch, Nam Phong Tuyền, Bạch Lăng Nguyệt, La Tinh, không ai không phải nhân vật danh chấn thiên hạ, còn có ái đồ của mình, nếu thánh vực tổn thất nhiều ngốc phi như thế. Sợ rằng mấy vị ở thần đô sẽ giận dữ, trực tiếp hàng lâm xuống. Tốt, người muốn mang người nào đi cứ dẫn đi. Hắc Phú Hộ vô lực phất phất tay. Vi Thanh sắc mặt tái nhợt, biết rõ giả bộ cường thế cũng chỉ rước lấy nhục, dứt khoát không nói một lời. Hắc Phú Hộ nói. Lăng Bạch Nguyệt, liên lạc thánh vực, thỉnh cầu trợ giúp. Vâng. Lăng Bạch Nguyệt ứng một tiếng, trực tiếp cầm mọt kiện huyền khí, bắt đầu công tác. Đồng tử Lý Vân Tiêu hơi co lại, nếu như thánh vực lại phái người hàng lâm, ưu thế sẽ mất, nói. Tốt, Kỳ đại nhân đã muốn cho ta chỗ tốt, vậy cùng đi. Còn có chúng ta. Chữ Khả Vân cũng đứng ra, nói. Lý Vân Tiêu, mang ta đi với các ngươi. Lý Vân Tiêu nhìn qua người tới, nói. Ngươi cùng có thể, về phần Tinh Nguyệt trai đại trưởng quỹ và Quỳ Hoa bà, ha ha, Vi Thanh đại nhân sẽ không làm khó các ngươi đâu. Sắc mặt Hàn Quân Đình khó nhìn, tuy Lý Vân Tiêu nói đúng, nhưng cảm thấy trên mặt nóng rát, dường như bị tát trước mặt nhiều người. Hừ, Vi Thanh hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn chữ Khả Vi, giờ phút này chữ Khả Vi công thể đã phế, Thành Hồng Nguyệt Tam lão phế một người, hai người khác cũng trọng thương, sợ rằng không lật nổi sóng gió. Đi thôi, Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, nhìn Diệp Phàm nói. Ngươi có thể khởi động Nặc Á Chi Chu không? Diệp Phàm nói, nếu chỉ phi hành bình thường thì không vấn đề, khác sợ là không được. Lý Vân Tiêu nói, phi hành bình thường đi, dùng tốc độ Nặc Á Chi Chu đủ rời đi trước khi thánh vực phái viên binh tới. Tốt, Diệp Phàm bắt đầu khu xử chiến thuyền. Hắc Phú Hộ tâm tình hối hận vạn phần, vì sao lúc trước để ý mặt mũ, trực tiếp cướp chiến hạm là được. Đám người Lý Vân Tiêu nhảy lên, bay vào trong chiến hạm. Kỳ Thắng Phong dùng tay chỉ vào đám người, nói. Người đi theo ta.
Người nọ sắc mặt trắng nhợt, thở dài, không thể không ra khỏi hàng, từ phía sau đi ra. Chính là hóa thần Hải La Thiên cửu giai đại thuật luyện sư, bị Kỳ Thắng Phong lưu cấm chế trên người. Đi thôi. Hắn cùng Bạc Vũ Kình còn có La Thiên, ba người bay lên chiến hạm, liền cẩn thận đánh giá truyền thuyết thánh khí, trong mắt chớp động. Lý Vân Tiêu nhìn thần thái của hắn vào mắt, nói. Kỳ đại nhân tốt nhất không nên có tâm tư gì, nếu không rất nguy hiểm. Sắc mặt Kỳ Thắng Phong biến hóa, nhẹ nhàng hừ một tiếng, không nói gì, bắt đầu tĩnh tọa. Diệp Phàm hai tay bấm niệm pháp quyết, trận pháp khởi động, chiến thuyền bay xa. Còn lại là phế vật, cùng vô số cường giả trọng thương, tất cả sắc mặt khó coi. Nhưng mà mọi người cũng bắt đầu vui vẻ, dù sao có thể tránh được một kiếp, trong hoàn cảnh này không chết là may mắn rồi. Phi Thanh nói, Hắc Phú Hộ đại nhân, chúng ta lập tức quay về thánh vực, lần này TD Hành Hồng Nguyệt xảy ra chuyện quá mức trọng đại, rất nhiều chuyện vượt quá tưởng tượng, phải có kế sách ứng phó. Hắc Phú Hộ nhíu mày, trầm tư một hồi, mới nói. Ngươi về trước đi, tìm Công Dương Chính Kỳ thương nghị là được, ta còn có chuyện khác, ngay tại thành Hồng Nguyệt chờ đợi Nam Cung Bộ Hải. Phi Thanh cả kinh nói. Nam Cung Bộ Hải, chẳng lẽ là... Hắc Phú Hộ nói. Đúng là chuyện Nguyệt Đồng, Nam Cung Bộ Hải đã tụ hợp với cao thủ Mộ Dung gia, rất nhanh liền sẽ đi qua. Thành Hồng Nguyệt đã phát sanh chuyện gì, cùng với truy nã đám người Lý Vân Tiêu. Làm phiền Vi Thanh đại nhân. Vi Thanh không khỏi cảm khái, nói. Đại nhân khách khí, thật sự là thời buổi rối loạn a. Giờ phút này trên bầu trời có kim quang hiện ra, trong hào quang là thân ảnh Nam Phong Tuyền. Chỉ thấy sắc mặt nàng tái nhợt, không có một tia huyết sắc, xuất hiện đã phun máu tươi. Lăng Bạch Nguyệt đi lên dìu lấy nàng, nói. Ngươi không sao chớ. Nam Phong Tuyền lắc đầu, dường như tổn thương rất nặng. Căn bản không muốn nói. Phi Thanh lạnh giọng nói. Khâu Mục Kiệt thủ đoạn thông thiên, đúng là nhân vật khó đối phó. Lăng Bạch Nguyệt thở dài. Ai, cảm giác nhân thủ không đủ dùng. Phi Thanh âm trầm nói. Khâu Mục Kiệt này khá tốt, chúng ta chỉ cần báo cho Hóa Thần Hải là được, để bọn họ quan tâm đi. Hiện tại duy nhất cần giải quyết là Lý Vân Tiêu, không chỉ vì người này có quá nhiều bí mật. Còn có giới thần bi cùng nặc Á Chi Chu hai kiện siêu phẩm huyền khí, thánh vực chúng ta tình thế bắt buộc. Hắc Phú Hộ lấy ra một viên thuốc, đưa cho Nam Phong Tuyền, nói. Ăn vào đi. Nam Phong Tuyền trong mắt cả kinh, dường như nhận ra lai lịch viên thuốc này, lập tức không chút khách khí ăn hết, thần sắc khôi phục không ít. Hắc Phú Hộ lúc này cầm luân hồi đại chuyển bàn, đưa cho nàng nói. Vật ấy ngươi mang về đi, tự tay giao cho Công Dương Chính Kỳ đại nhân. Phi Thanh cùng Lăng Bạch Nguyệt biến sắc, đồng thời cực kỳ bất mãn và giận dỗi, Hắc Phú Hộ bộ dạng không tin bọn họ. Tuy trong nội tâm bất mãn, nhưng cũng không tiện nói cái gì. Nam Phong Tuyền tiếp nhận luân hồi đại chuyển bàn, cẩn thận cất kỹ, nói. Đại nhân yên tâm, nhất định không có nhục sứ mạng. Hắc Phú Hộ gật đầu nói. Như thế ta liền yên tâm. Đám người Lý Vân Tiêu sau khi rời đi, nặc Á Chi Chu bay nhanh trên trời cao. Trên chiến hạm tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Lý Vân Tiêu cười nói. Sống sót sau tai nạn, nhờ có các vị cùng cố gắng, chúng ta cần uống chút rượu không? Trong mắt Huyền Hoa có dị sắc lóe lên, kích động nói. Ngươi thật sự là. Lý Vân Tiêu tay giơ lên, ngắt lời nói. Trong lòng ngươi hiểu là được, nơi đây có người ngoài, không nên nói rõ. Trong lòng Huyền Hoa đại định, xem như khẳng định. Hắn cười hắc hắc nói. Ngươi cho rằng không ai đoán ra sao? Lý Vân Tiêu thở dài. Có thể giấu giếm nhất thời là nhất thời a. Không ít mọi người lộ ra vẻ nghi hoặc. Ánh mắt Huyền Hoa nhìn quanh, cười hắc hắc vài tiếng, liền hiểu được, hắn sợ chữ Khả Vân biết rõ, đối phương là trưởng lão thần tiêu cung đấy. Chữ Khả Vi nói. Lão Hủ rất tò mò thân phận của Vân Thiếu đấy, không biết Vân Thiếu nói ngoại nhân là Lão Hủ sao? Lý Vân Tiêu nói, bên ngoài thành Hồng Nguyệt, nhờ Vi đại nhân đánh với Vi Thanh một trận, tuy có tư tâm, nhưng nguyên do là vì ta, tại hạ vô cùng cảm kích. Về phần thân phận ta, sợ là giấu giếm không bao lâu, nhưng mà kéo một ngày thì một ngày. Chữ Khả Vi nhíu mày, nói, tốt, Lão Hủ thực rất ngạc nhiên, nhưng cho dù thế nào, hy vọng Vân Thiếu vĩnh viễn là bằng hữu thành Hồng Nguyệt. Thành Hồng Nguyệt, Lý Vân Tiêu cười nói.
sau lần này, thành Hồng Nguyệt sợ là còn trên danh nghĩa. Người khác cảm khái, tòa thành lớn như vậy, cự phách một phương, nói không còn là không còn, thoáng cái sụp đổ, thế sự vô thường. Chữ Khả Vi cũng rất khoáng đạt, nói. Thiên hạ không có bá chủ vĩnh viễn, thủy triều lên xuống, mây cuốn mây bay chính là bình thường. Nhưng mà không cần bi quan như thế, thành Hồng Nguyệt chỉ cần còn cái tên, nó sau này sẽ khôi phục. Lý Vân Tiêu nói. Khó được lão thành chủ có lòng dạ như vậy, vậy thì tốt rồi, trên đời không có việc khó, chỉ sợ người có ý chí. Liễu Phỉ Yên lúc này nói. Lần này chúng ta ra ngoài là có nhiệm vụ, tuyệt đối thật không ngờ lại gặp ngươi. Chờ chúng ta quay về Hóa Thần Hải báo cáo kết quả, làm sao tụ hợp với ngươi đây? Kỳ Thắng Phong biến sắc, lạnh giọng nói. Ngươi nói báo cáo kết quả công tác, vì sao mang bổn tọa về? Liễu Phỉ Yên nói. Lúc ban đầu định mang Bạc Vũ Kình đại nhân trở về, nếu Kỳ Thắng Phong đại nhân ở đây, trở về là tốt nhất. Kỳ Thắng Phong lạnh lùng nói. Hừ, nằm mơ. Bạc Vũ Kình cũng khẩn trương, hai tay nắm chuôi kiếm, mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm. Liễu Phỉ Yên nói. Kỳ thật hai vị đại nhân không cần lo lắng cái gì, nghĩa phụ chỉ nhớ hai vị thôi. Kỳ Thắng Phong cười nhạo nói. Ha ha, nhớ. Hắn nhớ là tính mạng của ta và thứ khác. Huyền Hoa tức giận. Nói nhảm với chúng làm gì? Trực tiếp mang về là được, đi hay không đi không do bọn họ đâu. Liễu Phỉ Yên nhướng mày, nói. Đại nhân suy đoán lung tung, Phỉ Yên không dám gật bừa. Kỳ Thắng Phong cười lạnh nói. Lỗ Thông Tử tâm tư thế nào các ngươi sao phỏng đoán được, Hóa Thần Hải ta tự nhiên sẽ trở về, nhưng đáng tiếc không phải hiện tại. Huyền Hoa nói. Giờ này khắc này, có chỗ cho ngươi lựa chọn hay sao? Kỳ Thắng Phong ngưng mắt nhìn, hừ một tiếng liền không để ý tới hắn, nhìn qua Lý Vân Tiêu nói. Ta muốn làm giao dịch với Vân Thiếu. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Giao dịch, Kỳ đại nhân trước kia nói cho ta chỗ tốt, bây giờ lại làm giao dịch. Cho dù làm giao dịch, ta mang ngươi ra khỏi thành Hồng Nguyệt, đã xem như trả tiền, kế tiếp ngươi nên giao hàng. Ha ha. Chút tiền ấy còn xa xa chưa đủ. Kỳ Thắng Phong lạnh lùng nói. Ta có thể đánh bạc, đó là đủ để cho ngươi bước vào siêu phàm nhập thánh A. Toàn thân Lý Vân Tiêu chấn động, mọi người cũng lộ ra thần sắc như thế. Siêu phàm nhập thánh, đã siêu thoát võ đạo, đã ở giữa võ đạo và thần đạo, ai cũng không dám nói có thể giúp người ta bước vào tầng thứ này, nếu không cường giả siêu phàm nhập thánh chẳng lẽ không phải nhiều như chó. Lý Vân Tiêu cười hắc hắc, nói. Bản thiếu gia có được siêu phẩm huyền khí giới thần bi, cùng tu thuật đạo cùng thân thể, bước vào siêu phàm nhập thánh là chuyện sớm muộn. Kỳ Thắng Phong khen. Trong thiên hạ có thể có tự tin như vậy, sợ chứ ngươi bên ra không tìm ra người thứ hai, nhưng ngươi thật sự nắm chắc sao? Còn có thời gian cho ngươi nắm chắc sao? Ngươi cần 10 năm, 50 năm, thậm chí 100 năm. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Ý của ngươi là tăng tốc độ tiến vào siêu phàm nhập thánh. Hai mắt Kỳ Thắng Phong tỏa hào quang, nói. Đúng vậy, không chỉ có là bước vào siêu phàm nhập thánh, còn là cơ duyên kinh thiên động địa. Cơ duyên kinh thiên động địa. Lý Vân Tiêu nói hàm nghĩa từng chữ, trầm tư nói. Hơn phân nửa là có quan hệ tới ma chủ sao? Mọi người chấn động toàn thân, nhớ tới ma chủ thì biến sắc. Kỳ Thắng Phong ngưng trọng nói. Đúng thế, ma chủ chi lực, có thể lật thuyền, nhưng mà có thể trở thuyền. Nếu giao dịch có thể thành, ta sẽ nói cho ngươi biết một ít chuyện ma chủ. Những bí mật này, đương kim thiên võ giới, rằng không ai ngoài ta biết rõ đâu. Lý Vân Tiêu nhíu mày, lời này hắn cũng không tin, trong giới thần bi của hắn có ma nguyên chi lực, đi tìm ma chủ cũng dễ dàng. Huyền Hoa nói, ngàn vạn đừng tin hắn, ma chủ nếu sống lại, thiên hạ hôm nay sợ rằng không ai trấn áp được. Lý Vân Tiêu cũng là do dự, đạo. Ngươi nói tình huống cụ thể, ta cân nhắc một chút. Kỳ Thắng Phong nói. Ngươi ở đây nhiều, không tiện nói rõ, kính xin thiết chí một đạo kết giới. Hắn lúc này lực lượng quá nhỏ, bố trí cấm chế sợ rằng không ngăn được ai. Lý Vân Tiêu vung ta, hào quang ngăn cách hắn và Kỳ Thắng Phong, sóng âm không thể truyền ra, hoàn toàn dựa vào điện trường nói chuyện. Ánh mắt Kỳ Thắng Phong đầy dị sắc, nhìn qua điện năng yếu ớt quanh người. Hiển nhiên phi thường hài lòng loại phương thức này, hắn mở miệng nói. Không biết Vân Thiếu hiểu chuyện ma chủ bao nhiêu?
Lý Vân Tiêu nhướng mày, lạnh lùng nói. Là ngươi nói cho ta biết bí mật, hay là ta cho ngươi biết bí mật? Nếu là như vậy, không cần bàn đâu. Kỳ Thắng Phong ngượng ngùng cười cười, nói. Tốt, ta sẽ nói thắng, chắc Vân Thiếu cũng nghe qua không ít cường giả tìm kiếm di lạc không gian không? Những gọi là di lạc không gian, mặc dù thực tồn tại, cũng rất khó thành thần. Nhưng ta biết có mấy chỗ có cơ hội thành thần. Đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, nói. Có mấy chỗ? Kỳ Thắng Phong cười nói. Địa phương khác độ khó quá lớn, mặc dù là ta cũng không dám mạo muội tiến vào, nhưng có nơi nguy hiểm nhỏ nhất, nhiều năm qua không ai tìm được. Lý Vân Tiêu khẽ nói. Vậy ngươi nói không phải là nói vô ích. Kỳ Thắng Phong cười ha ha nói. Vân Thiếu đừng nóng lòng, nhưng hiện tại bất đồng, bởi vì ma chủ đã hàng lâm qua thân thể của ngươi, dùng năng lực của Vân Thiếu tự nhiên có thể cảm ứng được tọa độ ma chủ phổ A. Lý Vân Tiêu kinh hãi nói. Ngươi nói nơi đó, sẽ không phải là nơi trấn áp ma chủ phổ chứ? Đúng vậy. Kỳ Thắng Phong ánh mắt tỏa hào quang, kích động nói. Phổ đại nhân bị phong ấn, chính là nơi dễ thành thần nhất. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Kỳ Thắng Phong, ngươi chính là ma bộc nhất mạch truyền nhân, ta nghĩ ngươi có phải đang hại ta hay không, mục đích của ngươi là lợi dụng ta mở phong ấn. Môi hai người nhúc nhích, thần sắc biến hóa không ngừng, đều có vẻ cổ quái, không biết bọn họ nói cái gì, nhưng có thể khẳng định là chuyện bí mật. Kỳ Thắng Phong vội hỏi. Vân Thiếu không cần thiết hiểu lầm, ta chính là ma bộc truyền nhân của ma chủ đế, mà đế đại nhân và phổ đại nhân vẫn là kẻ thù một mất một còn, ta tuyệt đối không đi thả phổ đại nhân ra. Lý Vân Tiêu cổ quái nói. Trước kia từng nghe đế nói qua, phổ và hắn là nhất thể, đây rốt cuộc là chuyện gì? Kỳ Thắng Phong biến sắc mấy lần, đang suy nghĩ phải chăng có nên nói không, nhưng nhìn qua Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn hắn, lập tức thở dài, nói. Việc này tuy cực kỳ bí mật, nhưng cũng không phải chuyện trọng yếu gì, nhắc tới cũng không sao. Chính thức tuyên cổ ma chủ chỉ có một phi, là đế đại nhân, nhưng mà trong năm tháng dài dằng dặc, đế đại nhân tâm trí sinh ra biến hóa, bắt đầu mâu thuẫn với ý chí của mình, về sau loại mâu thuẫn này càng lúc càng lớn, đã ở mức thủy hỏa bất dung. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Nhân cách phân liệt. Kỳ Thắng Phong cười khổ nói. Có thể nói như vậy, trong đó nhất niệm là ác, nhất niệm là thiện. Nhân cách không ngừng phân liệt, cuối cùng nhất phổ đại nhân tách ra khỏi thân thể, mang đi thiện niệm của đế đại nhân. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nói. Còn có chuyện này, cái kia ma chủ đế là ác chi hóa thân, ma chủ phổ chính là thiện chi hóa thân. Nhưng mà ta thấy hắn có chút tiện nào đâu. Kỳ Thắng Phong nói. Tình huống trong đó ta không rõ lắm, phổ đại nhân mang đi một phần nhỏ lực lượng của đế đại nhân, mặc dù cũng là ma chủ, nhưng thực lực không bằng đế đại nhân. Lại về sau, hai vị đại nhân liền bị trấn áp. Lý Vân Tiêu nói. Ma chủ đế chính là bị ngũ mã phanh thây, trấn áp trong các nơi thiên võ giới, ma chủ phổ thì sao? Hẳn là cũng bị phanh thây. Kỳ Thắng Phong nói. Phổ đại nhân lực lượng tương quan kém đế đại nhân quá lớn, dường như cũng không bị tách ra trấn áp, có lẽ bảo tồn nguyên vẹn tại một nơi trong thiên võ giới. Lý Vân Tiêu nói. Đây là nguyên nhân các ngươi tìm nơi phổ phong ấn sao? Kỳ Thắng Phong nói, có chỗ thập phần khả nghi, chúng ta đều trải qua thăm dò, kết quả là không có. Cho nên qua nhiều năm như vậy chúng ta nhất trí cho rằng phổ đại nhân rất có thể bị phong ấn ở Hải Xâm Lâm. Lý Vân Tiêu cả kinh nói, Hải Xâm Lâm, hắn thoáng trầm ngâm, thần niệm quét qua thủy tiên trong giới thần bi, dường như vẫn đang ngủ say. Pháp Hoa Liên Thai có năng lực chữa thương rất mạnh, nếu Ba Long yên tâm ném thủy tiên rời khỏi. Hơn phân nửa là không có vấn đề, cho nên hắn cũng chưa từng qua lo lắng nhiều. Kỳ Thắng Phong tiếp tục nói. Hơn nữa phổ đại nhân đúng là đi qua tứ hải, còn ở không ít thời gian. Hôm nay người nhiễm máu của hải hoàng nhất mạch, bị phổ đại nhân mượn thể hàng lâm càng xác định suy nghĩ này. Lý Vân Tiêu nói. Nếu như phong ấn ma chủ phổ là Hải Xâm Lâm, mà phong ấn dễ thành thần nhất, không lẽ? Kỳ Thắng Phong nghiêm mặt nói. Không tệ. Đây là nguyên nhân ta xác định, Hải Hoàng Ba Long mượn thể hàng lâm, có thể đánh thiên đạo chi nhãn, thần thông này từ cổ chí kim chưa nghe qua. Nếu nói Hải Hoàng không phải thần cảnh, ngươi tin sao? Dù sao ta không tin. Lý Vân Tiêu suy nghĩ, tuy Kỳ Thắng Phong đoán rất có đạo lý, nhưng hắn vẫn phải đi Hải Xâm Lâm,
Hải Hoàng Ba Long trước kia thế nào hắn không biết, nhưng hiện tại chắc chắn sẽ không phải thần cảnh. Về phần thiên đạo chi nhãn cùng pháp tắc chi liên đầy quỷ dị, hắn không tin Ba Long có thể có thực lực này, hơn phân nửa là thánh khí chưa nghe nói qua. Hải Xâm Lâm sao? Lý Vân Tiêu thì thào tự nói. Kỳ Thắng Phong nói. Đúng thế, dùng thực lực ngươi, bị Phổ Đại Nhân mượn thể hàng lâm thì bao nhiêu cũng có cảm ứng a. Hơn nữa ngươi có phát hiện hay không, Hải Hoàng nhất mạch cho dù là máu hay hình thái, căn bản không phải người hải tộc. Lý Vân Tiêu nhíu mày, điểm ấy hắn sớm liền phát hiện, hơn nữa hỏi qua Thủy Tiên, cũng không có kết quả gì, cô nàng cũng không biết. Chữ Khả Vi dường như nghĩ đến cái gì, nội tâm của hắn dâng lên cơn sóng gió động trời, chính mình vừa rồi chứng kiến tuyệt đối là Nguyệt Đồng, tuy nhiên hiện tại biến hóa thành màu vàng, nhưng này loại quỷ dị con mắt chỉ là sẽ không nhìn lầm. Kỳ Thắng Phong thấy hắn trầm mặc không nói, đột nhiên cười nói. Cảm ứng không ra không sao cả, ta có thể dạy ngươi một thần thông, có thể ngược dòng tìm hiểu liên hệ trong đó. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Có thần thông này. Kỳ Thắng Phong cười nói. Ngươi còn trẻ, thiên địa to lớn không thể đo lường, ngươi xem đây. Hắn không nói hai lời, lúc này hai tay bấm niệm pháp quyết, tay trái ba chỉ dựng thẳng lên, tay phải hai ngón tay tạo thành hoàn, đặt trước mặt. Một đám kim quang từ mi tâm bay ra, hóa thành hào quang. Những người còn lại giật mình, không rõ là cái gì. Nhưng trong Nặc Á Chi Chu, Kỳ Thắng Phong không thể lật mình, sau đó nhíu mày, suy nghĩ hắn đang thi triển thần thông ra sao, nhưng nghĩ như thế nào cũng cảm thấy lạ lẫm. Đồng tử Lý Vân Tiêu hơi co lại, hắn làm theo. Một đạo ánh sáng từ mi tâm hắn hiện ra ngoài. Đột nhiên kim quang sáng ngời. Hai đồng tử của hắn biến thành huyết nguyệt, sau đó biến thành đen, lại biến thành màu vàng, lóe hàn quang. Toàn thân chữ Khả Vi run lên, dường như kinh hãi, nhìn qua Lý Vân Tiêu với bộ dáng khó tin. Chữ Khả Vân cả kinh nói. Phụ thân, ngươi như thế nào? Chữ Khả Vi dường như nghĩ đến cái gì, nội tâm của hắn sinh ra sóng gió ngập trời, chính mình vừa rồi nhìn thấy tuyệt đối là Nguyệt Đồng, tuy hiện tại biến hóa thành màu vàng, nhưng mà hắn không có nhìn lầm. Hắn rốt cục hiểu thân phận của Lý Vân Tiêu, nhưng rất khó tiếp nhận. Phụ thân, ngươi không sao chớ? Chữ Khả Vân có chút lo lắng bắt cánh tay của hắn. Chữ Khả Vi lắc đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, hắn nhìn qua con gái của mình, cũng rốt cục hiểu Lý Vân Tiêu vì sao không chịu công bố thân phận. Cổ Phi Dương và Khúc Hồng Nhan có chuyện gì ai cũng biết, nếu con gái mình khám phá thân phận của hắn, sợ rằng Khúc Hồng Nhan sẽ xuất quan, mà Thần Tiêu Cung sẽ hoàn toàn rời núi. Khó trách hắn nói kéo dài bao lâu thì bao lâu. Nghĩ đến điểm này, hắn mới lắc đầu nói. Không có việc gì. Chữ Khả Vân nhíu mày, có chút nghi ngờ nói. Có phải thương thế phụ thân phát tác? Chữ Khả Vi nói. Có một chút. Trên mặt hắn tràn đầy ngưng trọng cùng trầm tư. Khó trách Hạo Nguyệt tốt với hắn như vậy, không thể ngờ kẻ này là Cổ Phi Dương. Một cảm giác kỳ quái sinh ra trong lòng, vốn là địch nhân lớn nhất của Thành Hồng Nguyệt, giờ phút này lại là bằng hữu, hơn nữa thành bằng hữu cường đại trong tương lai. Giờ phút này mi tâm Lý Vân Tiêu có kim quang tỏa ra, hai đồng tử màu vàng sinh ra ký hiệu cổ quái. Đồng tử Kỳ Thắng Phong đột nhiên co lại, vội hỏi. Trông thấy, có phải Hải Xâm Lâm không? Trên mặt Lý Vân Tiêu ngạc nhiên, hắn nhíu mày thật sâu, không có trả lời. Hắn vừa rồi nhìn thấy không phải Hải Xâm Lâm, nhưng lại Nam Vực Thiên Thủy Quốc. Kỳ Thắng Phong sắc mặt không vui, nói. Vân Thiếu, bổn tọa truyền phương pháp cho ngươi. Là vì muốn tìm tin tức nơi phong ấn, ngươi sẽ không xấu xa như vậy, sau khi nhìn thấy không nói ra. Lý Vân Tiêu ngượng ngùng lau mồ hôi lạnh, hắn xác thực không muốn nói ra, vẻ mặt sầu khổ. Kỳ Thắng Phong sắc mặt đại biến, tức giận. Ngươi sẽ không thực không muốn nói chứ? Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Nơi đây làm ra ngoài ý muốn rất lớn, cho ta suy nghĩ. Hắn xoắn suýt một hồi, cảm thấy như thế nào cũng không thể nói. Nhưng không nói nói thì không nói qua. Đành phải ngượng ngùng nói ra. Chỉ là quá mức quỷ dị, ta trong lúc nhất thời không cách nào tiếp nhận, chờ ta suy nghĩ cẩn thận rồi nói sau. Kỳ Thắng Phong trên mặt cháo trầm xuống hàn băng, tức giận. Ngươi quá vô sỉ. Lý Vân Tiêu đau đầu nói. Như vậy đi, việc này xem như ta nợ ngươi, ân tình cứu ngươi ra cũng không tính là triệt tiêu. Cứu ra, ha ha,
hẳn là ngươi cho rằng bổn tọa sẽ bị bọn họ bắt đi. Kỳ Thắng Phong mặt mũi đầy vẻ giận dữ, sau đó liền giận tái mặt, nói. Nếu ngươi tiểu nhân như vậy, giao dịch không làm cũng được. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Thật sự là chỗ kia quá ngoài ý muốn. Như vậy đi, ta đáp ứng ngươi, nếu ta đi tìm nơi phong ấn ma chủ phổ, nhất định sẽ gọi ngươi. Sắc mặt Kỳ Thắng Phong hơi tốt một chút, nói. Hừ, thái thái độ này của ngươi, làm sao bổn tọa tin ngươi được? Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói. Ta có nỗi khổ tâm, chờ thời cơ chín muồi sẽ tìm ngươi, ta nhìn thấy không phải Hải Xâm Lâm. Cái gì, không phải Hải Xâm Lâm? Kỳ Thắng Phong chấn động, dường như có chút không tin. Lý Vân Tiêu nói. Tự nhiên, ta không cần thiết lừa ngươi. Kỳ Thắng Phong nói. Tốt, ta liền tin ngươi một lần. Dù sao không có ta trợ giúp, ngươi cũng không có khả năng trùng kích thành thần, ngươi cần phải nhớ rõ, nhất tổn câu tổn, nhất vinh câu vinh, ta tin tưởng ngươi là người thông minh. Lý Vân Tiêu nói. Ngươi yên tâm đi, chút thành tín này ta vẫn có. Kỳ Thắng Phong gật gật đầu, nói. Ta còn muốn làm giao dịch với ngươi, là chuyện thải hồng thạch. Trong mắt của hắn bắn ra hào quang hưng phấn, dường như khó ức chế kích động trong lòng. Lý Vân Tiêu quyết định thật nhanh, nói. Thải hồng thạch không bán. Kỳ Thắng Phong nhíu mày, nói. Ngươi có suy nghĩ kỹ hay không, chỉ cần không phải điều kiện quá phận ta đều có thể tiếp nhận. Lý Vân Tiêu đột nhiên nói. Ngươi hiểu cực dương chi thân không? Cực dương chi thân. Trong mắt Kỳ Thắng Phong bắn ra hào quang, cả kinh nói. Thiên hạ hôm nay ai có cực dương chi thân sao? Chẳng lẽ là truyền nhân thần Tiêu Cung? Lý Vân Tiêu nói. Đúng là cửu dương thần thể. Kỳ Thắng Phong ngây ngốc, lẩm bẩm ói. Không thể ngờ cửu dương thần thể lại tái hiện nhân gian. Lý Vân Tiêu hồ nghi nói. Thân thể dung hợp thải hồng thạch thật không có vấn đề sao? Có tác dụng phụ không? Kỳ Thắng Phong nhíu mày, thoáng cái lâm vào trầm ngâm, nói. Vốn trong thiên hạ hiểu được dung hợp thải hồng thạch chỉ có một mạch chúng ta, nhưng vài ngàn năm trước, thần Tiêu Cung Cố Thanh Thanh vậy mà dung hợp thải hồng thạch. Lúc đó thiên hạ vô địch, làm cho tổ sư của ta năm đó vô cùng giật mình, muốn đến thăm dò biện pháp dung hợp, kết quả bị đánh thành trọng thương trở về, không bao lâu liền tử vong. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nói. Các ngươi đã có thể dung hợp thải hồng thạch, tất cả mọi người là hai cực thần thể, thực lực có lẽ lực lượng ngang nhau mới đúng, cho dù không địch lại cũng không bị đánh chết,